Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 14. Phương thuốc này của Tần Lâm cho dù có giải quyết được thì chắc cũng chỉ đỡ hơn thôi chứ không có thị trường tiêu thụ quá lớn. Y thuật của Tần Lâm cao siêu thật, nhưng nếu xét về khía cạnh kinh tế thì chắc chắn còn kém nhiều. Cô ấy chủ yếu chỉ muốn ngồi nói chuyện với anh thêm một lúc thôi. Nói được khoảng 20 phút thì có người bệnh đến, Liễu Thanh Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể chào anh rồi đi về. Về đến nhà, Liễu Thanh Thanh bốc thuốc dựa theo phương thuốc, tìm cơ hội để thử nghiệm lâm sàng, nhỡ may có hiệu quả thật thì công ty của bọn họ lại có thêm sản phẩm mới. Thanh Thanh về rồi à, sao vậy, hôm nay tìm được bạn trai chưa? Mẹ của Liễu Thanh Thanh là Hoàng Yến hỏi một câu như vậy. Nhiều năm về trước, Hoàng Yến không dám hỏi câu này, toàn thân Liễu Thanh Thanh nổi mụn, đâu có tư cách để yêu đương. Dù sao cũng là người giàu nhất, có tiền. Nếu cô ấy muốn thì có vô số đàn ông sẵn sàng quỳ dưới gấu váy của cô ấy. Nhưng bây giờ không giống xưa, con gái đã khôi phục được dung mạo, điều mà mẹ cô quan tâm nhất chính là kết hôn. Thân phận của Liễu Thanh Thanh không bình thường, tiêu chuẩn tìm bạn trai đương nhiên cũng không giống người khác. Cô ấy sắp trở thành người giàu nhất cả nước, trên lý thuyết mà nói, cơ bản sẽ không tìm được ai môn đăng hộ đối. Vậy nên yêu cầu của Hoàng Yến không cao, chỉ cần là người lương thiện, tướng mạo đàng hoàng. Có nghề nghiệp ổn định, không tham tiền tài của cô ấy là được. Mặt Liễu Thanh Thanh ửng đỏ, mắt có hơi tránh né. Con vừa mới khỏi bệnh, đâu ra mà nhanh thế. Hoàng Yến cười, vậy nên con phải mau chóng một chút, kiếm được nhiều tiền như thế là để làm gì, chuyện quan trọng nhất bây giờ là sinh cháu ngoại cho mẹ bế. Được rồi, con biết rồi. Đừng nhìn vào việc cô ấy là một thương nhân giàu có, ở nhà cô ấy không khác những người phụ nữ bình thường là mấy, chưa kết hôn thì vẫn bị mẹ quản. Thanh Thanh, đây là thuốc gì thế? Liễu Thanh Thanh vừa thay quần áo vừa vào nhà vệ sinh để tắm, cô ấy nói, sản phẩm của công ty bọn con, dùng để xóa vết dạn của phụ nữ mang thai. Nói xong, Liễu Thanh Thanh liền đi tắm. Hoàng Yến nghe thấy có thể xóa được vết dạn khi mang thai, lập tức nhíu mày, nhiều năm như vậy, bà ấy đã dùng qua biết bao sản phẩm, nhưng không có sản phẩm nào có hiệu quả. Bà ấy vén áo mình lên, nhìn thấy những vết dạn chẳng chịt giống mấy con giun. Bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ nữ nhiều tuổi yêu nhất là sắc đẹp, những vết dạn này thật xấu xí, dù sao cũng là sản phẩm mới, thử một tí cũng chẳng mất gì. Dù sao Liễu Thanh Thanh cũng buôn bán mỹ phẩm, Hoàng Yến làm mẹ nên được thử qua vô vàn loại mỹ phẩm cao cấp, cũng thường giúp cô ấy thử nghiệm sản phẩm mới. Nhìn thấy nét chữ trên phương thuốc, Hoàng Yến gật đầu. Nét chữ này không tồi, có điều sau khi nhìn cách thức sử dụng, bà ấy có hơi thất vọng, loại thuốc này phải uống. Mỹ phẩm, đặc biệt là loại dùng để trị sẹo hoặc những vết dạn thì thường phải bôi ngoài da mới có hiệu quả, hoặc phải kết hợp giữa uống thuốc và bội thuốc, chỉ uống thôi sao có hiệu quả được, uống vào bụng liền có thể tự động hồi phục vết dạn à. Đâu ra phương thuốc thần kỳ như vậy, có điều thuốc đã được điều chế xong rồi, Hoàng Yến liền pha một gói để uống luôn, cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cần có một chút tác dụng thôi là tốt lắm rồi. Tối hôm đó, Hoàng Yến cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, khó chịu. Có điều buồn ngủ quá nên chỉ có thể nhịn. Sáng ngày hôm sau, lại vì ngứa mà tỉnh, bụng như có kiến bò lên, Hoàng Yến không ngừng dùng tay gãi, từng lớp da chết lớn bị bà ấy gãi bong ra. Hoàng Yến lập tức bất ngờ, vội vàng ngồi dậy vạch áo lên xem. Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn đã khiến bà ấy sợ hết hồn. Da bụng Hoàng Yến vốn chẳng chịt vết dạn, khoảng cách giữa mỗi vết là khoảng 1 cm. Nhưng bây giờ, những vết dạn đã biến mất một nửa. Hơn nữa những vết dạn còn lại cũng mờ đi nhiều. Hoàng Yến kinh ngạc vô cùng, bà ấy dùng biết bao sản phẩm trị sẹo, nhưng trước giờ chưa có lấy một sản phẩm có tác dụng như vậy, hiệu quả tức thì. Hơn nữa dùng xong cũng không có bất kỳ điểm gì khác thường, chỉ bong một tầng da chết ra, mọc tầng da mới mịn màng trắng nõn. Những vết dạn còn sót lại cũng mờ đi rất nhiều, với tiến độ này, uống thêm 2 lần nữa là sẽ hoàn toàn khỏi. Hoàng Yến vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Vội vàng xông vào phòng Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh, dậy đi, xem nè. Liễu Thanh Thanh buồn ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn Hoàng Yến, cạn lời mà nói. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Hoàng Yến vén áo lên, nhìn đi. Liễu Thanh Thanh nhíu mày, nhìn kỹ lại, lập tức tỉnh táo. Á, cô ấy dùng tay sờ lên, làn da của người phụ nữ trung niên 40-50 tuổi lại như làn da của một cô gái 19-20, hơn nữa vết dạn cũng nhạt đi nhiều. Sau khi Hoàng Yến sinh con, vết dạn không những không mờ đi, mà do sự già đi của tuổi tác, sắc tố lắng đọng, nên càng ngày càng đậm,
lần này lại có thay đổi lớn đến vậy. 6 phần 8 mẹ uống loại thuốc đó à? Đúng vậy, sản phẩm mới của con hiệu quả quá. Liễu Thanh Thanh lập tức tỉnh cả ngủ, mặc quần áo vội vàng đi tắm, ăn vội bữa sáng rồi đem theo sản phẩm mới đến công ty. Đến bộ phận nghiên cứu của công ty, Liễu Thanh Thanh bắt đầu mở cuộc họp. Nghe xong lời của Liễu Thanh Thanh, mấy chuyên gia trong phòng họp đều trố mắt nhìn nhau. Tổng giám đốc Liễu, cô đang nói đùa à? Xóa vết dạn do mang thai mà một ngày đã có tác dụng, cô đang nói chuyện trên trời sao? Mấy người phụ nữ đang ngồi ở đây đều là chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp, chuyên nghiên cứu về da, họ từng thành lập một tổ chuyên nghiên cứu về chữa trị vết dạn trong quá trình mang thai, nhưng dù nghiên cứu thế nào thì vẫn không có hiệu quả. Dù sao cũng từng sinh con, bụng của những người phụ nữ sẽ to lên, sau khi xuất hiện nhiều vết dạn sẽ khó có thể phục hồi được, đây là những vết sẹo vĩnh viễn. Dù phương thuốc có hiệu quả đến đâu, thì cũng chỉ có thể làm mờ dần dần, nhưng đa phần chỉ có tác dụng trên phương diện tâm lý. Liễu Thanh Thanh cười hết sức tự tin, cô ấy nói. Nếu như phương thuốc này thực sự có hiệu quả, thì thị trường tiêu thụ sẽ rất lớn. Mấy chuyên gia cười nói, điều đó là đương nhiên. Nhóm tiêu thụ là phái nữ chiếm một lượng lớn, hơn nữa khả năng tiêu dùng của phái nữ sau kết hôn rất lớn, sẵn sàng mua sắm những sản phẩm chăm sóc da. Nếu như phương thuốc này thực sự có hiệu quả, có lẽ sẽ phá vỡ kỷ lục trong ngành. Liễu Thanh Thanh gật đầu, rất tốt, tôi đã lấy được phương thuốc, đã qua bước đầu thử nghiệm lâm sàng, có thể trực tiếp đưa vào thử nghiệm lâm sàng chuyên sâu. Mấy chuyên gia nhíu mày, tổng giám đốc Liễu, cô nói thật sao? Liễu Thanh Thanh chỉ vào mặt mình, bà cảm thấy tôi đang nói đùa sao? Những giải thích khác không đủ sức thuyết phục nhưng khuôn mặt này là bằng chứng tốt nhất. Lúc trước những quản lý cấp quan đều biết Liễu Thanh Thanh bị bệnh, bây giờ từ một con quái vật đã biến thành một mỹ nữ, đây là phương thuốc kỳ diệu vô cùng. Liễu Thanh Thanh có tiền như vậy, sẽ mời những chuyên gia nào đến chứ? Nếu những chuyên gia ở mọi nơi trên thế giới đều không giải quyết được thì đó chắc chắn là chứng bệnh khó chữa, nếu bệnh mà được chữa rồi, thì có kỳ tích nào lại không xuất hiện chứ? Sự thay đổi của Liễu Thanh Thanh không xuất hiện trong thời gian dài, mà chỉ trong một đêm đã hồi phục khuôn mặt. Tốc độ như này khiến người khác nghi ngờ liệu người đó có phải Liễu Thanh Thanh không? Đương nhiên nếu muốn tìm một cô gái xinh đẹp mạo danh Liễu Thanh Thanh thì chắc chắn không thể, lý do bọn họ không thể chấp nhận việc Liễu Thanh Thanh thay đổi nhanh như vậy là vì khả năng nhận thức của bọn họ không đủ. Không thể nào tin được y học đột nhiên có bước tiến nhanh như vậy, bọn họ rất muốn biết vị chuyên gia nào là người khôi phục khuôn mặt cho Liễu Thanh Thanh, nhưng Tổng Giám Đốc Liễu không nói, bọn họ cũng ngại hỏi. Nếu Tổng Giám Đốc Liễu đã nói như vậy thì chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Mấy chuyên gia vừa cầm phương thuốc lên, liếc qua, sau đó liên tục lắc đầu. Thuốc uống sẽ không có hiệu quả rõ rệt, sau một ngày đã thấy hiệu quả đúng là nói chuyện trên trời mà. Để tôi uống thử xem sao, vết dạn của tôi cũng rất nghiêm trọng. Một chuyên gia hơn 40 tuổi đứng dậy, vén áo mình lên, lộ vùng da bụng ra. Vết dạn của bà ấy còn nghiêm trọng hơn Hoàng Yến. Cả vùng da bụng đều đen sạm đi, tất cả đều là do việc lắng đọng sắc tố đen, khiến cho người khác vừa nhìn liền nổi da gà. Chuyên gia dùng thuốc theo chú ý trên đơn. Ngày thứ hai, bọn Liễu Thanh Thanh tổ chức cuộc họp như thường lệ, lúc này chuyên gia kia vội vàng chạy vào, khóa trái cửa lại, mặt đầy kinh ngạc và vui vẻ. Tổng giám đốc Liễu, trời ạ, mấy người xem này, chuyên gia kia vén áo mình lên, để lộ vùng da bụng. Hôm qua chỗ ấy còn đen kịt một mảng. Hôm nay những vết dạn trên da bụng đã mở đi rất nhiều, chỗ ấy trắng nõn hơn trước nhiều lần, hơn nữa nhiều vết dạn nhỏ đã biến mất, mặc dù vẫn có sẹo, nhưng hiệu quả như vậy là kinh ngạc lắm rồi. Mọi người đều kích động đến mức đứng dậy, tiến lên nghiên cứu vùng da bụng của bà ấy. Đều là phụ nữ, biết việc xóa vết sẹo có biết bao khó khăn, đồng thời cũng biết cơ hội làm ăn của việc xóa vết sẹo, phương thuốc này một khi được tung ra thị trường thì sẽ khiến cho giá trị của mỹ phẩm tầng vân bọn họ tăng gấp đôi. Liễu Thanh Thanh vốn chuẩn bị lên làm người giàu nhất toàn quốc, nếu lại tăng gấp đôi, tài sản của Liễu Thanh Thanh sẽ giữ vững ngôi vị số 1, hơn nữa còn cách người thứ hai rất xa, ngay cả Hà Niệm Anh cũng không theo kịp. Liễu Thanh Thanh cũng vô cùng kích động, nắm chặt tay, trong đầu tràn đầy vẻ bình tĩnh của Tần Lâm. Người đàn ông này lợi hại quá, anh chỉ tiện tay viết một công thức mà có thể khiến cho tài sản của cô ấy tăng gấp bội. Không chỉ thay đổi cuộc sống của cô ấy. Thậm chí còn thay đổi giá trị thị trường của toàn công ty, đúng là người đàn ông quý giá. Chuyện sau đó là sở trường của Liễu Thanh Thanh rồi, có sản phẩm, đương nhiên không ngại không kiếm được tiền. Liễu Thanh Thanh gọi thư ký đến đưa cho Tần Lâm một phần văn kiện.
chuyển 15% cổ phần của mỹ phẩm Tầng Vân sang tên của Tần Lâm. Đương nhiên hợp đồng viết rất phức tạp, không viết là tặng không, Tần Lâm là được nhập cổ phần nhờ kỹ thuật, có nghĩa vụ nghiên cứu phát triển mấy loại thuốc như thuốc trị sẹo. Mặc dù hợp đồng rất phức tạp, nhưng trên thực tế là tặng không cổ phần cho anh. 15% cổ phần của mỹ phẩm Tầng Vân, đây là một khoản tài sản vô cùng lớn. Cổ phần của công ty trên thị trường bây giờ đã khó mua rồi, hoa hồng mỗi năm lên đến mấy chục tỷ. Hơn nữa bây giờ lại có sản phẩm mới, giá cổ phiếu của mỹ phẩm Tầng Vân lại tăng, trở nên vô cùng hot, lại càng khó mua hơn. Còn Tần Lâm được cầm 15% cổ phiếu, ngoại trừ Liễu Thanh Thanh ra, anh ấy là cổ đông lớn nhất của công ty. Tần Lâm cầm hợp đồng xong cũng không quan tâm lắm, anh đã nhìn thấy thủ đoạn của nhiều ông chủ, bà chủ rồi, chỉ là tặng cho anh một ít tiền thôi. Liễu Thanh Thanh này đúng là có thành ý, anh cũng khó lòng từ chối. Anh chỉ tiện tay viết một phương thuốc hiếm gặp, lại mang lại cho công ty vô vàn giá trị. Anh Tần, tôi là tổng giám đốc của khu vực Hoa Đông, cũng là thư ký của tổng giám đốc Liễu, anh có thể gọi tôi là Tất Nhiên, có việc gì cần anh có thể liên lạc với tôi. Tất Nhiên đưa anh một tấm danh thiếp, thái độ vô cùng lễ phép. Một là Tần Lâm là bác sĩ của tổng giám đốc Liễu, gọi anh là ân nhân cứu mạng cũng không quá lời. Đây là sự cảm kích từ tận đáy lòng đối với Tần Lâm. Hai là bây giờ Tần Lâm là cổ đông lớn của mỹ phẩm Tầng Vân, có 15% cổ phần, là ông chủ lớn thứ hai của công ty, và là cấp trên của cô ấy. Ba là, Tất Nhiên vẫn luôn cảm thấy thái độ của tổng giám đốc Liễu với bác sĩ này không đúng lắm, biết đâu sau này người đàn ông này sẽ trở thành ông chủ của cô ấy. Độ hot của Liễu Thanh Thanh đã chìm xuống rồi, tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp của mỹ nữ này có thể so với thiên hậu. Lúc trước Tô Văn Kỳ lộ scandal cũng không đến mức này. Tần Lâm về nhà nghỉ ngơi, dì Phùng đang xem Vương Đông Tuyết livestream, Tần Lâm cũng liếc mắt nhìn, bây giờ Vương Đông Tuyết được rất nhiều người yêu thích, cho dù không có khen thưởng của Tần Lâm thì cô ấy vẫn thường xuyên được nhiều fan tặng quà trong livestream. Hơn nữa rất nhiều công ty quảng cáo cũng liên hệ với cô ấy, gặp sản phẩm tốt thì có thể kiếm được một khoản tiền quảng cáo, thu nhập của Vương Đông Tuyết bây giờ đã vượt xa mấy nhân viên văn phòng rồi. Huống hồ cô ấy vẫn chỉ là sinh viên đại học, chỉ livestream bán thời gian. Livestream hôm nay của Vương Đông Tuyết sắp kết thúc rồi, Tần Lâm đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho cô ấy thì Vương Đông Tuyết lại gọi điện cho anh trước. Anh Tần, anh đang làm gì vậy? Tần Lâm cười, anh vừa xem livestream của em xong. Thật á, hi hi, bạn thân em rủ em đi dạo phố, muốn mua một ít mỹ phẩm, anh có thể đi cùng bọn em không? Được, Tần Lâm ra ngoài, gọi taxi đi đón Vương Đông Tuyết. Có lẽ nên mua một chiếc xe thôi, bây giờ anh chỉ có mỗi một chiếc xe thể thao, mặc dù đắt tiền, nhưng chỉ có hai ghế ngồi, nếu như có lúc phải chở ba người thì không ngồi vừa, bất tiện lắm. Tìm cơ hội mua một chiếc sấp hoặc mua luôn một chiếc xe 7 chỗ thì tiện hơn. Đến cổng trường chờ một lúc, Vương Đông Tuyết và bạn cùng bàn của cô ấy cuối cùng cũng đi ra. Anh Tần, đây là Linh Linh, hai người cũng từng gặp nhau rồi. Tần Lâm gật đầu, ở trường Vương Đông Tuyết không có nhiều bạn. Linh Linh là một trong số đó, trước hai người cũng từng gặp nhau mấy lần. Anh Tần đúng không ạ, anh bỏ bùa làm cho Đông Tuyết của bọn em mê anh quên lối về, ngủ trong giờ còn gọi tên anh đó. Vương Đông Tuyết lập tức đỏ mặt, Linh Linh, cậu nói vớ vẩn gì vậy? Ai ngủ trong giờ? Linh Linh cười hi hi, tỏ vẻ mập mờ. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đi thôi, hai em muốn mua loại mỹ phẩm gì? À, đồ dưỡng da của em với Linh Linh hết mất rồi. Hôm nay phải đi trung tâm thương mại mua. Tần Lâm cũng không quan tâm, mặc dù anh vừa quen Liễu Thanh Thanh, nhưng nhãn hiệu mỹ phẩm thì nhiều vô kể, người ta muốn mua cái gì, đàn ông con trai như anh cũng không thể cho ý kiến, chỉ đi dạo cùng bọn họ thôi. Ba người đi taxi đến trung tâm thương mại, vừa xuống xe, đột nhiên một chiếc BMW lao nhanh đến. Lúc nãy vừa mưa xong, trên mặt đất đầy vũng nước, rào một tiếng, nước bắn tung tóe lên người Linh Linh. Ê, đi đứng kiểu gì vậy? Hai cô gái cũng hơi tức giận, trên mặt đường có nhiều vũng nước như vậy, chiếc xe còn chạy nhanh, đúng là đáng ghét mà. Đuôi xe BMW dừng ngay chỗ đỗ xe bên cạnh, một đôi nam nữ đi xuống, ăn mặc trông vô cùng sang trọng, đeo kính râm, cả người toàn trang sức đắt tiền. Sao vậy, chẳng phải chỉ bắn chút nước thôi sao, ai bảo mấy người không có xe? Người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, nhưng vừa mở miệng là biết đây là loại đạo đức kém. Có xe là cảm thấy mình hơn người khác. Người đàn ông đi qua, vừa định nói, đột nhiên nhìn thấy Vương Đông Tuyết, lập tức sững sờ, Đông Tuyết. Là cô à, Vương Đông Tuyết cũng sững sờ,
vẻ mặt rất kỳ lạ, nhíu mày nói, tổng giám đốc Diêm. Linh Linh nhíu mày, mặt đầy cảnh giác, cô ấy cũng quen Diêm Bằng, lúc trước Linh Linh làm thêm với Vương Đông Tuyết gỗ cửa hàng mỹ phẩm, Diêm Bằng này là ông chủ của cửa hàng. Dù sao cũng chỉ là ông chủ cũ của hai người. Diêm Bằng kết hôn rồi, có điều có tiền liền cảm thấy không đủ, vậy nên nhìn thấy mấy bạn sinh viên liền nổi ý định xấu, thường xuyên sàm sỡ Vương Đông Tuyết, về sau bị vợ của Diêm Bằng biết, bà ta còn đến cửa hàng để gây sự, Vương Đông Tuyết không chịu nổi loại người này, liền bỏ việc, Linh Linh đương nhiên cũng bỏ việc theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người phụ nữ đứng bên cạnh Diêm Bằng nhíu mày, bỏ kính đen xuống, lộ ra khuôn mặt vừa nhìn liền biết là phẫu thuật thẩm mỹ, mặc dù bôi son chát phần dày như lớp bê tông nhưng vẫn có thể thấy được bà ta không còn trẻ nữa. Là cô, khéo thế lại gặp cô ở đây, chẳng nhẽ cô lại đến đây để ve vãn chồng tôi à? Người phụ nữ tỏ ra kiêu ngạo, cứ như từ trên cao nhìn xuống Linh Linh, mặt đầy tức giận. Linh Linh vội vàng kéo tay Vương Đông Tuyết, nhíu mày. Bà nói cái gì vậy, ai ve vãn chồng bà? Người phụ nữ lạnh lùng cười, sao nào, dám làm không dám nhận. Cô dám nói con khốn này lúc trước không ve vãn chồng tôi đi. Tôi còn nhìn thấy mấy tin nhắn mơ ám trong máy chồng tôi, bây giờ không dám thừa nhận à. Linh Linh biết rõ mọi chuyện, nhíu mày nói. Bà tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi hắng nói, là chồng bà chủ động ve vãn Đông Tuyết vẫn luôn từ chối, là do bà không quản được chồng bà, giờ lại đứng đây nói vớ vẩn cái gì. Người phụ nữ lạnh lùng hừ một tiếng, nếu không phải vì nó ngày trước ăn mặc cún cớn, quyến rũ chồng tôi, thì anh ấy sao có thể ngày đêm nhớ thương nó. Không có lửa làm sao có khói. Lời của người phụ nữ vô cùng cay độc, bà ta cứ tự cho là Vương Đông Tuyết quyến rũ Diêm Bằng, cố ý tỏ ra trong sáng, thánh thiện, khiến cho chồng bà ta cắn câu. Mặt Vương Đông Tuyết vô cùng khó coi, không ngờ lại gặp vợ chồng Diêm Bằng ở đây, Linh Linh, chúng ta đi thôi. Cô ấy không muốn tiếp tục cãi nhau với loại người này, đi trước thì hơn. Người phụ nữ đó kéo Vương Đông Tuyết lại, hét lớn. Cô chột dạ cái gì, tôi còn chưa nói xong cô đã muốn chạy. Người đâu, mau đến xem có người không biết xấu hổ mà đi làm người thứ ba này. Người phụ nữ vừa mới hét, lập tức thu hút được vô số ánh mắt của mọi người. Đây là phố đi bộ, là nơi đông vui náo nhiệt nhất, xung quanh đều là trung tâm thương mại, rất nhiều người vây quanh hóng chuyện. Khiến cho Vương Đông Tuyết vô cùng ngượng. Tần Lâm nhíu mày, kéo tay người phụ nữ đó ra, lạnh lùng nói. Nói thì nói chứ đừng có động tay động chân. Người phụ nữ bị Tần Lâm kéo như vậy, lập tức nổi giận. Thằng khốn, cậu dám chạm vào tôi à? Có tin tôi xử lý cậu không? Lời vừa dứt, người phụ nữ liền vung tay tát vào mặt Tần Lâm. Người phụ nữ hung hãng, ồn ào, biết Vương Đông Tuyết trước từng làm thuê ô cửa hàng nhà bọn họ, cũng chỉ là người bình thường. Vậy nên đương nhiên không coi Tần Lâm ra gì, tuy nhiên tay người phụ nữ còn chưa tát được, Tần Lâm đã vung tay tặng mặt bà ta một cái tát. Bốp một tiếng, khuôn mặt trắng nõn của bà ta hiện lên năm đầu ngón tay, hơn nữa trông còn vô cùng rõ ràng, đương nhiên khi Tần Lâm tát lên mặt bà ta, đã làm bay mất một lớp phấn, giống như dùng tay gõ bảng khiến bụi phấn rơi ra vậy. Cái tát này vừa tung ra, suýt nữa khiến cho bà ta lộ nguyên hình, nửa mặt kia đầy tàn nhang, mụn nhọt, nếp nhăn, lại thêm. Hiệu quả của cái tát của Tần Lâm khiến cho bà ta như một con hề xấu xí. Mày dám tát tao, thằng khốn, mày dám tát tao, chồng, thằng ấy dám tát em. Diêm Bằng không ngờ thằng nhãi này dám ra tay, mẹ mày dám tát vợ tao, mày muốn chết đúng không? Diêm Bằng mặc dù tức giận nhưng cũng chỉ là tên vô tích sự, cả người đã bị rượu chè làm hỏng lâu rồi, nhìn thấy Tần Lâm cao to như vậy, ông ta đâu dám ra tay, thằng nhãi, mày chờ đấy. Nói xong, Diêm Bằng rút điện thoại ra bắt đầu gọi người. Tần Lâm đương nhiên lười để ý loại mất não này, chẳng nhẽ lại ở đây chờ ông ta gọi người đến. Đi thôi, ba người Tần Lâm liền đi vào trung tâm thương mại, mặc kệ vợ chồng Diêm Bằng ở bên ngoài. Vợ Diêm Bằng Bạch Nhã đứng ở cổng, tức đến mức tái mét mặt, chồng ơi, bọn nó chạy kìa. Vừa nãy sao anh không ra tay, chẳng nhẽ anh không nỡ đánh con tiện nhân ấy à? Diêm Bằng vội vàng lắc đầu, vợ đừng hiểu nhầm. Em đừng lo, tí nữa nếu như gặp lại bọn nó, anh đảm bảo sẽ giúp em hả giận. Bạch Nhã lạnh lùng hừ một tiếng, là anh nói đấy nhé, tí nữa nhìn thấy con tiện nhân ấy, anh không được không đành lòng đâu. Ba người Tần Lâm đi dạo trung tâm thương mại một hồi, bọn họ xem đủ loại sản phẩm dưỡng da từ vô vàn nhãn hàng, trung tâm thương mại này khá cao cấp, vậy nên mỹ phẩm cũng không rẻ.
Vương Đông Tuyết một mực lắc đầu, đắt thế này thà mua sản phẩm của Mỹ phẩm Tầng Vân còn hơn. Linh Linh cũng cảm thấy vậy, thế thì đi xem Mỹ phẩm Tầng Vân đi, mấy ngày trước cậu có xem thời sự không, cậu nhìn thấy Tổng Giám Đốc Liễu Liễu Thanh Thanh chưa, xinh đẹp vô cùng, làn da đàn hồi mịn màng, máy quay trên truyền hình trung ương đâu không có dùng filter làm đẹp, làn da của Tổng Giám Đốc Liễu còn đẹp hơn lúc mình dùng filter làm đẹp ấy. Vương Đông Tuyết gật đầu, đúng vậy, tớ cũng thấy rồi, sản phẩm của Mỹ phẩm Tầng Vân nhất định tốt, được rồi, chúng ta đi xem sao. Tháng này Vương Đông Tuyết kiếm được 20-30 nghìn, mua một ít mỹ phẩm đắt tiền cũng không thành vấn đề, dù sao cô ấy phải trang điểm mỗi ngày, dùng tiết kiệm một chút là có thể dùng rất lâu. Tần Lâm cười, mỹ phẩm Tầng Vân à, vừa khéo anh quen giám đốc của bọn họ nên được giảm giá dai, thật không ạ? Vương Đông Tuyết mặt đầy kinh ngạc, Tần Lâm này sao ai cũng quen vậy? Lúc trước đi mua quần áo thì quen chủ của tiệm đó, bây giờ còn quen cả bà chủ của tiệm mỹ phẩm. Tần Lâm nói, đương nhiên là thật rồi. Anh có thể đưa hai em đi chọn sản phẩm thử nghiệm trong nội bộ của bọn họ. Chơi game cũng có thử nghiệm nội bộ, mỹ phẩm đương nhiên cũng vậy, cứ như đi được xem suất chiếu đầu tiên vậy. Sản phẩm mới sẽ không được tung ra thị trường luôn, nhỡ may xuất hiện vấn đề gì không thể lường trước, thì công ty sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Vậy nên trong tình huống thông thường bọn họ sẽ làm ra một số sản phẩm thử nghiệm, cho hội viên cao cấp mua thử, hội viên cao cấp thường là người sử dụng trung thực. Nếu như xuất hiện vấn đề gì sẽ dễ xử lý. Tần Lâm mặc dù chưa từng dùng qua sản phẩm của Mỹ phẩm Tầng Vân, nhưng anh vẫn là cổ đông của công ty, đương nhiên sẽ là hội viên cao cấp rồi. Sản phẩm thử nghiệm nội bộ. Vậy thì tốt quá, nghe nói dùng sản phẩm thử nghiệm hiệu quả mà còn rẻ, nhiều bạn học của em đều phải nhờ người mua hộ, rất khó mua, nếu có thể trực tiếp mua thì càng tốt. Linh Linh rất vui, vừa nghe thấy mua sản phẩm thử nghiệm nội bộ lập tức hào hứng. Hai cô gái đi theo Tần Lâm lên tầng 2, bình thường thì tầng 1 trung tâm thương mại bán đồ mỹ phẩm, nơi đây cũng không phải ngoại lệ, nhưng ở Đông Hải thì hơi khác, tầng 2 cũng bán mỹ phẩm. Hơn nữa toàn bộ tầng 2 đều là địa bàn của mỹ phẩm Tầng Vân, sản nghiệp rất lớn, vừa vào là có nhân viên chuyên trách phục vụ để khách hàng cảm nhận được dịch vụ cao cấp. Dù sao Đông Hải cũng là trụ sở chính của mỹ phẩm Tầng Vân, đương nhiên phải phát triển hơn những nơi khác. Thấy hai người phụ nữ cùng một người đàn ông đến, một người nhân viên bán hàng uể oải tới tiếp đón. Xin chào, các vị muốn xem mỹ phẩm gì ạ? Tần Lâm lướt nhìn quầy hàng rồi hỏi, mỗi từng này. Nhân viên bán hàng nghe thấy lời Tần Lâm nói, nhìn anh từ đầu tới chân rồi cười khẩy. Không sai, chỗ này còn không đủ để cho các người chọn à? Sao nào, chê đắt ư? Nhìn bộ dạng của họ không giống người có tiền, vì thế nhân viên bán hàng cũng lười chẳng muốn tiếp. Tần Lâm cau mày, chúng tôi muốn xem sản phẩm thử nghiệm nội bộ. Nhân viên bán hàng nghe thấy lập tức cười chế giễu, sản phẩm thử nghiệm nội bộ. Anh đùa à, sản phẩm thử nghiệm nội bộ bên chúng tôi chỉ có hội viên Bạch Kim mới có tư cách mua, đầu tiên các người phải tốn 1.000 tệ để làm thẻ hội viên, chứ chúng tôi không làm miễn phí đâu, có muốn mua không? Giọng điệu nói chuyện của cô ta kỳ quái, ra vẻ khinh thường người khác, như thể làm nhân viên bán hàng tại Mỹ phẩm Tầng Vân thì ghê gớm lắm vậy. Tần Lâm cau mày lại, tôi đã muốn xem sản phẩm thử nghiệm nội bộ đương nhiên là hội viên rồi, gọi giám đốc của các người đến đây. Nhân viên bán hàng trợn mắt, thầm nghĩ tên nghèo sát nghèo sơ này mà cũng dám nói là hội viên của cửa hàng bọn họ. Giám đốc, nhân viên bán hàng hét lên, một người phụ nữ cao gầy mặc đồng phục đi giày cao gót bước đến. Có chuyện gì, nhân viên bán hàng nói với giọng kỳ quái, vị này nói là hội viên của cửa hàng chúng ta, muốn xem sản phẩm thử nghiệm nội bộ. Giám đốc cau mày, phải là hội viên Bạch Kim mới được mua sản phẩm thử nghiệm nội bộ, tất cả hội viên Bạch Kim ở Đông Hải cô ta đều biết hết nhưng chẳng có ấn tượng gì về Tần Lâm, thông thường nếu hội viên Bạch Kim qua đây đều sẽ hẹn trước, người này là ai chứ? Giám đốc lịch sự không nói lời lẽ quá đáng, có điều trông có vẻ bực bội, đoán chắc lại là một khách hàng đến gây rối đây mà. Mời anh vào trong, tôi giúp anh kiểm tra thông tin hội viên. Ba người theo giám đốc vào trong. Nhân viên bán hàng đứng ở cửa thang máy trợn mắt, làm bộ làm tịch, đúng là bị điên. Sau khi vào trong, giám đốc đứng trước máy tính rồi hỏi. Mời anh đọc số điện thoại của mình. Sau khi Tần Lâm nói xong, giám đốc bắt đầu tra thông tin. Đột nhiên màn hình xuất hiện thông tin hội viên của Tần Lâm, lập tức khiến giám đốc biến sắc. Quản lý, hội viên có rất nhiều loại, hội viên thường thì sẽ ghi là thường, hội viên Bạch Kim sẽ ghi là Bạch Kim. Nhưng viết là quản lý thì rất hiếm. Chỉ có cổ đông hoặc quản lý cấp cao mới ghi hai chữ quản lý. Mặt giám đốc biến sắc,
Cô ta vội đứng dậy, niềm nở nói. Anh Tần xin thứ lỗi đã tiếp đón không chu đáo, tôi sẽ dẫn anh đi xem sản phẩm thử nghiệm nội bộ. Không ngờ rằng vị thanh niên trẻ tuổi này lại là cổ đông của công ty họ, đó là lãnh đạo trực tiếp của cô ta. Giám đốc thấy có chút khó hiểu, công ty có thêm một cổ đông từ khi nào vậy? Tất cả hội viên Kim Bạch ở Đông Hải cô ta đều có thể nhớ, vậy thì đương nhiên sẽ biết rõ về mấy chục vị quản lý cấp cao và cổ đông trong công ty. Giám đốc của Mỹ Phẩm Tầng Vân đều là phái nữ thông minh lanh lợi, nếu như công ty có một vị quản lý cao cấp là nam giới trẻ tuổi thế này, bọn họ đã sớm vây lấy rồi, trừ phi là anh mới nhậm chức. Nhưng đáng tiếc là bên cạnh anh có hai người đẹp, nếu không cô ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Lúc giám đốc dẫn Tần Lâm đi chọn sản phẩm, thi thoảng lại liếc nhìn Tần Lâm với ánh mắt trêu đùa. Sau khi chọn xong, Tần Lâm trả tiền, vì anh là quản lý nên được giảm rất nhiều, tổng cộng cũng không tốn lắm. Đông Tuyết à, hay là chọn thêm vài món đi. Vương Đông Tuyết nghĩ một lúc, vậy mình ra bên ngoài xem đi. Đồ của Mỹ Phẩm Tầng Vân thực sự khá tốt, hơn nữa anh Tần lại là hội viên nên rẻ hơn rất nhiều, nếu đã thế thì chọn thêm vài món cũng không sao. Ba người đi ra bên ngoài, xem sản phẩm bình thường ở quầy hàng, lúc đến cửa thang máy lại gặp nhân viên bán hàng trước đó. Nhân viên bán hàng nhìn thấy đám người Tần Lâm cầm sản phẩm thử nghiệm nội bộ, lập tức cau mày lại, cô ta tiến lên nói. Chuyện gì vậy, không phải tôi bảo rồi sao, không phải là hội viên Bạch Kim thì không thể mua sản phẩm thử nghiệm nội bộ, sao các người lại ăn trộm chứ? Vương Đông Tuyết nhíu mày lại, cô nói gì vậy chứ, ăn trộm cái gì? Đây là đồ chúng tôi mua. Nhân viên bán hàng cười khẩy, mua sao? Cô đùa tôi à, ba người vừa nhìn là biết lần đầu tiên đến cửa hàng của chúng tôi, nếu thực sự là hội viên Bạch Kim, sao ngay cả giám đốc cũng không nhận ra các người chứ? Còn muốn lừa tôi sao? Mau đưa đồ đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cô, Vương Đông Tuyết và Linh Linh tức giận, Mỹ Phẩm Tầng Vân sao lại có nhân viên bán hàng vớ vẩn thế này chứ? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi không ăn trộm, cũng không cần cô phục vụ, gọi nhân viên hướng dẫn mua hàng khác đến đây. Nhân viên bán hàng cười khẩy, phục vụ, tôi chỉ phục vụ khách hàng chứ không phục vụ ăn trộm. Bảo vệ mau qua đây. Nhân viên bán hàng hét lên gọi bảo vệ ở xung quanh đến, mọi người ở trung tâm siêu thị đều nhìn qua đó, bảo vệ cầm dùi cui điện bao vây đám người Tần Lâm, dáng vẻ cảnh giác. Bọn họ trộm sản phẩm thử nghiệm nội bộ của chúng tôi, mấy món đấy ít cũng phải mấy chục nghìn tệ, bắt lấy bọn họ rồi đưa đến đồn cảnh sát. Mấy tên bảo vệ vừa định ra tay đột nhiên giọng giám đốc từ phía sau vang lên. Làm cái gì vậy? Các người làm cái gì vậy? Giám đốc đẩy mấy tên bảo vệ ra, từ bên ngoài chen vào trong, lúc này mới nhìn thấy đám người Tần Lâm bị bao vây. Mặt giám đốc lập tức biến sắc, vội đến trước mặt Tần Lâm, xoa xoa người anh rồi quan tâm hỏi han. Anh Tần anh không sao chứ? Động tác thân mật của giám đốc khiến mọi người sững sờ, giám đốc của bọn họ là nữ thần, vừa xinh đẹp vừa có tiền mà lại đi bênh một tên ăn trộm sao? Nhân viên bán hàng cũng sững sờ, giám đốc, cô sao vậy? Bọn họ là ăn trộm, bọn chúng ăn trộm đồ của cửa hàng chúng ta. Giám đốc quay đầu trừng mắt nhìn, to gan, anh Tần là cổ đông, sao lại đi ăn trộm đồ của chúng ta chứ? Cô đúng là có mắt như mù, cô bị đuổi việc, mau cút đi. Lời nói của giám đốc khiến người nhân viên bán hàng đó lập tức sững sờ. Cổ đông, chả trách giám đốc lại có thái độ tốt như thế, chả trách trước giờ chưa từng thấy họ đến cửa hàng, thì ra là hội viên thẻ Bạch Kim. Người ta không phải hội viên bình thường mà là quản lý. Nhân viên bán hàng sững sờ, vội đến trước mặt Tần Lâm, nói với vẻ mặt oan ức. Xin lỗi anh, lúc nãy tôi không biết. Tần Lâm cười khẩy, tôi không quan tâm, dù sao thì sau này cô không cần làm việc ở đây nữa. Nói xong đám người Tần Lâm lướt qua cô ta, tiếp tục đi xem đồ mỹ phẩm. Nhân viên bán hàng tái mét mặt, mặc dù đây chỉ là công việc bán hàng, nhưng đó là Mỹ Phẩm Tầng Vân đấy. Cô ta đã làm việc ở đây được 2 năm rồi, vài năm nữa thôi là có thể làm quản lý cửa hàng, đến lúc đó thu nhập mỗi tháng sẽ hơn chục nghìn tệ, có thể đóng 5 loại bảo hiểm cùng quỹ tiết kiệm nhà ở, công việc tốt thế này tìm đâu ra được chứ. Hơn nữa bây giờ cô ta bị Mỹ Phẩm Tầng Vân đuổi việc, sự việc này sẽ được lưu trong hồ sơ, ai cần một nhân viên bán hàng bị đuổi việc chứ. Giám đốc lạnh lùng nhìn cô ta, đáng đời, còn không mau cút đi. Loại người này chẳng ai thương hại cả. Đám người Tần Lâm tiếp tục xem mỹ phẩm, vì ngày thường Vương Đông Tuyết ít trang điểm, vì thế cũng không mua nhiều loại, chỉ mua thêm một vài sản phẩm dưỡng da, loại mặt nạ cấp nước cũng khá ổn. Lúc ba người đang đi dạo xem,
một đôi nam nữ bước đến. Người phụ nữ bực mình, chồng ơi, mặt em có nếp nhăn rồi. Người đàn ông bất lực, được rồi, muốn mua đồ mỹ phẩm đúng không, em mua đi. Bọn họ từng gặp Diêm Bằng và Bạch Nhã ở trước cổng. Bạch Nhã hừ một tiếng, dù gì anh cũng là người trong ngành, em mua đồ mỹ phẩm mà không bảo giảm giá, cái nào cũng đắt. Diêm Bằng cũng rất bất lực, mặc dù ông ta cũng bán mỹ phẩm, nhưng không thể nào so sánh được với mỹ phẩm Tầng Vân, chỉ kinh doanh nhỏ mà thôi. Vợ à, cũng không phải không có giảm giá, thế này đi, hôm nay em chọn vài món, anh tìm người xem có thể mua với giá thẻ bạch kim không? Thật hay giả vậy, anh quen hội viên thẻ bạch kim sao? Bạch Nhã nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói, chồng à, nếu anh quen hội viên thẻ bạch kim vậy thì chúng ta có thể mua sản phẩm thử nghiệm nội bộ rồi. Em nghe nói mỹ phẩm Tầng Vân mới có sản phẩm xóa vết rạn da cho bà bầu, em muốn thử vậy, để anh thử xem. Diêm Bằng gọi điện một lúc lâu mới có thể liên lạc được với một người bạn có thẻ hội viên Bạch Kim, hơn nữa có thể cho bọn họ mượn dùng. Sau khi liên lạc xong, Diêm Bằng dẫn Bạch Nhã vào trong cửa hàng, bắt đầu chọn đồ. Giá sản phẩm thử nghiệm nội bộ rất đắt, dùng thẻ Bạch Kim cũng không được giảm giá nhiều lắm, vì thế mặc dù bọn họ mua món đồ giống với Tần Lâm, nhưng lại mất khá nhiều tiền. Bạch Nhã mua hơn 10.000 tệ tiền mỹ phẩm, bà ta hài lòng đi ra khỏi ngoài, chuẩn bị mua thêm vài cái mặt nạ, lúc đến trước quầy hàng thì nhìn thấy đám người Tần Lâm. Bạch Nhã đột nhiên trừng mắt, là bọn họ, Tần Lâm nhíu mày, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp hai tên chó điên này. Bạch Nhã nhìn Vương Đông Tuyết xách nhiều đồ mỹ phẩm như thế, lập tức tức giận. Con tiện nhân kia, cô mua lắm đồ mỹ phẩm vậy, trang điểm như yêu tinh vậy, định tiếp tục quyến rũ chồng tôi đúng không? Linh Linh bực mình, đứng ra mắng bà ta. Bà ăn nói cho tử tế vào, bảo ai giống yêu tinh, bà mới là con yêu tinh giả ấy. Ba chữ yêu tinh giả lập tức khiến Bạch Nhã giận sôi máu, đố kỵ sinh hận, cộng thêm ân oán trước đó nữa, bà ta giận run người. Chồng, gọi bảo vệ đánh bọn họ đi. Diêm Bằng hừ lạnh lùng một tiếng, chuyện đã đến nước này, không ra tay cũng không được. Dù sao ông ta cũng là ông chủ trong ngành mỹ phẩm, có chút quan hệ với mỹ phẩm Tầng Vân. Ông ta ra vẻ như mình là chủ ở cửa hàng này vậy. Lúc nãy Bạch Nhã bị đánh, Diêm Bằng không dám đánh trả, bây giờ thì khác, có bảo vệ ở đây, xem tên kia ra tay kiểu gì. Bảo vệ, qua hết đây, Diêm Bằng quát lên, bảo vệ bốn xung quanh liền chạy đến. Làm gì đấy, Diêm Bằng chỉ vào đám người Tần Lâm rồi nói, ba người này ăn nói lỗ mãng, tố chất tồi tệ, các người mau đuổi chúng ra ngoài đi. Mấy tên bảo vệ nhìn nhau, đuổi họ ra ngoài sao? Lúc nãy bọn họ bao vây Tần Lâm, kết quả người nhân viên đó bị đuổi việc, bây giờ biết anh là cổ đông của công ty, ai dám ra tay chứ? Đó chẳng phải là ngu ngốc sao? Đám bảo vệ đứng im bất động, Diêm Bằng cau mày bực bội. Các người làm gì vậy? Đứng ngây ra đấy làm gì? Mau tống cổ bọn chúng ra ngoài cho tôi. Có tin tôi tìm ông chủ của mấy người không? Mấy tên bảo vệ vẫn đứng im, sau đó nhìn Tần Lâm giống như đợi anh ra lệnh vậy. Tần Lâm cười khẩy, nếu ông ta đã nói tống ra ngoài rồi thì tống ra ngoài đi. Mấy tên bảo vệ lập tức hiểu ý, rõ. Nói xong, bảo vệ vung dùi cui trong tay, trực tiếp đập vào người Diêm Bằng. Cút ra ngoài, Diêm Bằng bị đánh, sợ hết hồn, vẻ mặt lập tức biến đổi. Các người làm gì vậy? Tôi là Diêm Bằng, tôi quen biết với lãnh đạo của các người đấy. Tôi bảo các người đuổi cậu ta ra ngoài, đuổi con mẹ mày. Tất cả bảo vệ đập dùi cui ngắn vào người Diêm Bằng và Bạch Nhã, hai vợ chồng bị đánh đến mức thâm tím mặt mày, vội vàng tháo chạy. Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của hai người đó, Linh Linh cau mày nói, Đông Tuyết, sau này cậu phải cẩn thận chút. Vương Đông Tuyết sững sờ, không đến mức thế đâu, mặc dù tên Diêm Bằng đó không phải người tốt nhưng ông ta cũng không dám làm gì tớ đâu. Hai bọn họ cũng hiểu chút ít về tên Diêm Bằng, háo sắc nhưng vợ quản nghiêm, không có gan làm chuyện xấu xa. Linh Linh nói, ông ta không có cái gan đấy, nhưng vợ ông ta thì chưa chắc, bà Bạch Nhã đó không phải người tốt đâu, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vương Đông Tuyết gật đầu, bất giác sờ chiếc đồng hồ mà Tần Lâm tặng, đó là bùa hộ mệnh của cô, có chiếc đồng hồ này cô cũng yên tâm hơn nhiều. Tần Lâm cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng chỉ là hai người bình thường chắc sẽ không hồng hách đến mức đó đâu. Nếu như bọn họ dám làm chuyện gì, Tần Lâm nhất định sẽ khiến họ phải hối hận. Được rồi. Chúng ta về trường học thôi, anh Tần, hôm nay cảm ơn anh nhé. Linh Linh rất vui, hôm nay Tần Lâm bỏ tiền mua đồ mỹ phẩm, cô ta đương nhiên phải cảm ơn rồi. Tần Lâm cũng lịch sự cười đáp lại rồi gọi xe đưa hai người về.
Lúc hai người vừa về trường, đột nhiên Trúc Linh Linh gọi điện đến. Anh Tiểu Lâm, anh rảnh không? Bà nội đột nhiên đổ bệnh rồi. Tần Lâm cau mày, được, để anh về xem sao. Mặc dù trước đây có chút mâu thuẫn với bà cụ, nhưng dù sao cũng là bà nội của Trúc Linh Linh, lúc nhỏ ít nhiều gì cũng có ân huệ với Tần Lâm, cho dù bà cụ là kẻ nịnh hót nhưng anh cũng sẽ lấy đức báo oán. Bây giờ cả nhà họ đều ở trang viên Thanh Mai, Tần Lâm về cũng tiện. Sau khi Trúc Linh Linh tắt máy, Trúc Minh đứng bên cạnh cau mày nói. Gọi cho cậu ta làm gì, tôi đã mời bác sĩ đến rồi, đó là chuyên gia nổi tiếng toàn quốc đấy, lẽ nào chuyên gia còn không bằng cậu ta sao? Trúc Linh Linh nói, y thuật của anh Tiểu Lâm rất lợi hại, bệnh của ông nội cũng là nhờ anh ấy chữa. Trúc Minh bĩu môi, thôi đi, đến giấy chứng nhận hành nghề y cậu ta còn chẳng có, lần trước chắc là do may mắn thôi, gặp đúng bệnh mà cậu ta từng học thuộc nên mới chữa được, sao có thể tin cậu ta chứ? Trúc Linh Linh cạn lời, sao ông lại nói như thế, ông đừng quên, căn nhà ông đang ở là của anh Tiểu Lâm. Trúc Minh hừ lạnh lùng, đó chẳng phải là tài sản nhà họ Tần để lại sao? Cô tưởng nếu nhà họ Trúc chúng ta không ở đây, dựa vào mình cậu ta có thể giữ được căn nhà lớn thế này sao? Đừng đùa nữa, ông, Trúc Linh Linh thực sự cạn lời, chưa từng gặp ai vô liêm sỉ thế này, ổ nhà của anh Tiểu Lâm mà vẫn còn ăn nói ngông cuồng như vậy. Trúc Tam cô trừng mắt nói, thôi được rồi đừng cãi nhau nữa, bây giờ bệnh của mẹ là quan trọng nhất, có thêm một bác sĩ đến khám cũng được, mẹ thấy sao ạ? Tình trạng hiện tại của bà cụ vẫn ổn, ngồi trên ghế mây, chỉ là trông hơi yếu ớt. Mẹ vẫn ăn không ngon, cảm thấy rất đói nhưng không muốn ăn. Người già bệnh gì cũng có thể mắc, mấy ngày trước đột nhiên bà cụ không ăn nổi cơm, ăn thứ gì là nôn thứ ấy, những món thích ăn nhất cũng không thể nào nuốt nổi. Cả ngày như thế, cơ thể trở nên yếu đuối, đói run người. Hết cách rồi đành phải kê vài lọ glucosa để tiêm vào tĩnh mạch, bây giờ bà cụ chỉ cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, giống như sắp chết vậy. Bà cụ thở dài, mẹ thực sự có tuổi rồi, gần đây làm việc hơi quá sức. Sau khi y dược Trúc Thị hợp lại, quy mô rất lớn, dù sao bà cụ cũng là tổng giám đốc cần phải quản lý nhiều thứ, lao tâm tổn sức nên đổ bệnh. Tìm mấy bác sĩ rồi mà vẫn không chữa được. Bác sĩ Tây Y không thích chữa loại bệnh này, bởi vì không nghiêm trọng lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Đa phần đều gợi ý là tìm bác sĩ Đông Y, kê vài đơn thuốc, điều dưỡng tốt là được, thuốc Tây Y quá mạnh, bà cụ tuổi đã cao sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề, bà cụ nhìn các con của mình rồi nói. Lần này, nếu ai tìm được người có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ, mẹ sẽ nhường chức tổng giám đốc cho đứa đấy. Bà cụ vừa dứt lời, mọi người lập tức mừng rỡ. Không ngờ bà cụ lại muốn nhường quyền. Đây là tin lớn, bọn họ không ngờ rằng bà cụ lại vì lần sinh bệnh này mà nhường chức. Từ trước đến nay bà cụ luôn là người quyết định mọi việc trọng đại của gia tộc. Lần này bà muốn nhường vị trí tổng giám đốc chắc là định nghỉ hưu dưỡng già. Về việc giao quyền lực, chẳng qua là tiến hành lựa chọn giữa Trúc Minh và Trúc Linh Linh. Trong gia tộc nhà họ Trúc người có tiền đồ nhất, có năng lực tiếp nhận sản nghiệp lớn như vậy cũng chỉ có hai bác cháu họ. Bà cụ cũng phân vân chưa biết chọn ai. Vì thế muốn nhân cơ hội này để nhường chức. Trúc Minh nghe thấy thế lập tức hào hứng, vậy thì tốt quá rồi, lần này ông ta mời danh y ở thủ đô, bệnh của bà cụ chắc chắn sẽ chữa khỏi. Chữa khỏi bệnh cho bà cụ rồi sau này ông ta sẽ là người đứng đầu của gia tộc nhà họ Trúc, là tổng giám đốc mới của y dược Trúc Thị đến lúc đó, chuyện đầu tiên ông làm sau khi nhậm chức đó là đuổi việc Trúc Linh Linh. Mẹ, lời mẹ nói có thật không ạ? Bà cụ gật đầu, mẹ cũng có tuổi rồi, không lo được nữa. Mọi việc sau này mẹ chuẩn bị giao cho các con, được, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mẹ. Nhìn thấy dáng vẻ hồ hởi, phấn khởi của Trúc Minh, Vương Vân cau mày lại. Anh đừng nói sớm thế, mẹ nói rồi, ai có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ thì mới nhường chức cho người ấy, bây giờ bệnh của mẹ đã chữa khỏi đâu. Trúc Minh cười khẩy, cái này còn cần phải đoán sao. Anh đã mời bác sĩ nổi tiếng ở thủ đô, bệnh của mẹ cũng đâu phải chứng khó chữa. Có thể dễ dàng chữa khỏi. Còn các người tìm ai chứ? Tên họ Tần, ha ha ha, tên đó trừ việc được thừa kế một căn nhà ra thì có gì chứ? Trúc Linh Linh còn coi cậu ta là bạn sao, ha ha. Lời nói của Trúc Minh thực sự rất khó nghe, nhưng Vương Vân không thể cãi lại được, thực sự người ta đã tìm bác sĩ nổi tiếng ở thủ đô rồi, bọn họ có thể tìm ai chứ? Tần Lâm, anh đến gì có tác dụng gì chứ? Một tên lang băm đến giấy phép hành nghề y cũng không có. Nếu không phải anh có căn nhà này, Vương Vân còn lâu mới thèm đoái hoài đến anh. Bây giờ tìm người khác e rằng cũng không đến kịp,
dù sao thì trang viên Thanh Mai này cách trung tâm thành phố xa như thế, bây giờ đi tìm bác sĩ thực sự không thể nào tới kịp được. Rõ ràng bà cụ Thiên Vị, chỉ bằng nói thẳng ra là nhường chức cho Trúc Minh đi. Tần Lâm và bác sĩ nổi tiếng thủ đô lần lượt đến. Vị bác sĩ nổi tiếng ở thủ đô này mặc trường sam, đeo kính, tóc ngắn, trông tầm 40 tuổi, xách một hộp thuốc, tạo hình giống như thần y Hỉ Lai Lạc trong phim vậy, thực sự trông rất chuyên nghiệp, nhìn phát biết ngay là bác sĩ đông y. Lư thần y, Trúc Minh mừng rỡ, cuối cùng Lư thần y đã xuất hiện, có lời hứa của bà cụ, vị trí của Lư thần y này trong lòng Trúc Minh càng cao hơn. Mẹ, đây là Lư thần y, bác sĩ nổi tiếng ở thủ đô mà con nói, có ông ấy ở đây, bệnh của mẹ chắc chắn có thể chữa được. Để Lư thần y xem bệnh cho mẹ trước đi. Vương Vân lập tức khó chịu, bà ấy vội nói, sao thế được chứ, rõ ràng là Tần Lâm đến trước, phải để cậu ta khám trước chứ. Mặc dù Vương Vân cũng không ôm hy vọng gì, nhưng nhỡ đâu Tần Lâm ăn may chữa khỏi bệnh cho bà cụ thì Trúc Linh Linh có thể đổi đời rồi. Lư thần y nghe thấy thế lập tức cau mày lại. Sao lại có bác sĩ khác nữa? Không tin tôi sao? Lư thần y lộ vẻ không vui. Trúc Minh vội giải thích, Lư thần y tuyệt đối đừng hiểu lầm, người này không phải do tôi mời, đây là họ hàng của nhà tôi, cũng biết chút y thuật. U nghe vậy Lư thần y mới gật đầu, thì ra là như vậy. Loại tài năng thấp kém chỉ khua tay mua chân. Nói xong ông ta lướt nhìn Tần Lâm một cái, cười khẩy rồi nói, cậu trai trẻ, khi chưa học y xong thì đừng bảo mình là học y, nếu không người khác để cậu chữa bệnh, cậu chữa không được, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bác sĩ đông y chúng tôi sao? Trúc Minh cười ha ha chêm vài câu nịnh bợ, Lư thần y nói đúng quá, người trẻ phải cố gắng học hành, để cậu ta chữa trước, cậu ta xem hiểu chắc. Nhớ đâu bệnh tình của mẹ tôi nghiêm trọng hơn thì sao? Lư thần y, vẫn nên để ông xem trước thì hơn. Đương nhiên Trúc Minh phải cướp lượt trước, bệnh tình của bà cụ trông cũng không nghiêm trọng lắm, nhớ đâu chỉ là đau đầu, cảm cúm bình thường thì sao, nếu để tên họ Tần chữa khỏi trước chẳng phải là lỗ to sao. Trúc Linh Linh chau mày, cũng cảm thấy có chút không công bằng, hay là cùng xem đi. Tần Lâm lại cười cười, không sao đâu, để ông ấy xem trước đi. Mặc dù chưa bắt mạch nhưng Tần Lâm đã nhìn ra một số triệu chứng. Nhìn khuôn mặt bà cụ có vẻ như là bị cảm cúm đau đầu, nhưng thực tế là mạn hỏa công tâm. Bệnh về tâm lý khiến người bệnh cảm thấy bực tức trong lòng dẫn đến một số triệu chứng đau đớn, khó chịu trong cơ thể. Trong đông y, bực tức được chia thành nhiều loại, cấp hỏa công tâm là loại bệnh thường thấy, người thường xuyên nổi nóng dễ mắc loại bệnh này. Một khi mắc cấp hỏa công tâm bộc phát thì bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng. Nhưng loại bệnh bà cụ mắc phải lại không giống như thế, đây là mạn hỏa công tâm. Mỗi ngày làm việc quá sức, lo lắng những chuyện linh tinh ở công ty, hơn nữa áp lực càng ngày càng lớn, chịu đựng lâu dần mới gây ra loại bệnh này. Hai loại bệnh này mặc dù đều là bực tức nhưng cách chữa trị lại không giống nhau, dù gì thì tên Lư thần y này cũng đã nhìn ra thì để cho ông ta lên thử trước cũng được. Lư thần y ngồi xuống, tất cả mọi người đều vây quanh nhìn ông ta bắt mạch. Sau một lát, Lư thần y vuốt râu gật gù đắc ý. Vấn đề không lớn, chỉ là bực tức, cảm cúm. Tôi cạo gió cho bà là không sao nữa rồi. Nói xong, Lư thần y lấy ra một tấm cạo gió, bắt đầu cạo gió sau gáy của bà cụ. Tần Lâm ngồi bên cạnh lắc đầu, đây mà là danh y ở thủ đô sao, rõ ràng chỉ là tay lính mới, trong mắt Tần Lâm chỉ là người học việc, đến Diệp Vãn Nhi còn giỏi hơn ông ta mấy lần, với trình độ này mà cũng dám chữa bệnh cho người ta, còn tự xưng là danh y ở thủ đô nữa, đúng là nực cười, chính xác là một tên lang băm lừa đảo. Sau khi cạo gió mười mấy phút xong, tay Lư thần y cũng mỏi rồi, nhìn bà cụ rồi hỏi. Sao rồi, lão phu nhân có thấy khỏe hơn không? Bà cụ không chỉ không cảm thấy thoải mái mà ngược lại phần cổ bị cạo gió vô cùng đau đớn, thủ pháp của Lư thần y không được lưu loát, cạo gió rất đau, mấy lần bà cụ cố nén sự đau đớn. Bà cụ cười khổ, cũng được đó, không có cảm giác gì, chắc là lát nữa sẽ khỏe thôi. Bà cụ không biết nên nói gì, không có chút cảm xúc nào. Cũng không thèm ăn, cơ thể cảm thấy trống rỗng. Trúc Minh vội vàng nói, không sai, cách chữa trị của đông y có tác dụng hơi chậm, chắc chắn là phải chờ một lúc nữa mới có hiệu quả. Vương Vân hừ lạnh một tiếng, tôi thấy cũng có gì đâu, chẳng phải chỉ là cạo gió thôi sao, để cho Tần Lâm xem đi. Lư thần y vẻ mặt khinh thường, nếu đã như vậy thì cậu cũng vào xem đi. Tần Lâm đến trước mặt bà cụ, bắt mạch, sau mấy chục giây đã nắm bắt được bệnh tình. Lấy ra một cây kim bạc. Đâm một cái vào gan bàn tay của bà cụ, sau đó dùng ngón tay xoay rồi búng cây kim bạc.
sau đó rút kim ra rồi nói, được rồi. Sau khi nói xong, mọi người đều ngây người, vậy là xong rồi sao? Đến cả Lư Thần Y cũng chưa hiểu, đây là cái gì vậy, châm cứu gì nhanh vậy, làm gì có chuyện châm cứu là chỉ đâm một lần chứ? Một cây kim bạc là chữa xong, chẳng phải là vớ vẩn sao? Rốt cuộc cậu có biết gì không vậy? Trong lúc mọi người đều đang nghi ngờ Tần Lâm, bà cụ đột nhiên cảm thấy có một luồng ấm áp trong dạ dày, ngửi ngửi rồi hỏi. Mùi vị gì vậy? Thơm quá. Mọi người đều bối rối, làm gì có mùi gì đâu. Quay đầu lại nhìn, thì ra là Tiểu Bảo nhà Trúc Minh đang ăn đồ ăn vặt, là mùi thơm của đồ ăn vặt. Bà cụ nuốt nước miếng, Tiểu Bảo đang ăn cái gì thế, cho bà ăn thử với. Mọi người đều ngây ra, gần đây bà cụ ăn uống không được ngon miệng, đừng nói là đồ ăn vặt, cho dù có là sơn hào hải vị đặt trước mặt bà cụ cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, hôm nay tại sao bà cụ lại muốn ăn đồ ăn vặt của Tiểu Bảo chứ? Tiểu Bảo vội vàng đưa bánh bích quy cho bà, đây bà ơi. Bà cụ cầm lấy bánh ăn ngấu nghiến, sắc mặt lúc này đã khá hơn nhiều, mấy ngày này chỉ toàn truyền dịch glucosa vào người nên cơ thể đã suy nhược nhiều, ăn vài miếng bánh xong, lập tức có tinh thần, vẻ mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Đi làm cái gì cho tôi ăn đi, dù gì thì cũng là đồ ăn của trẻ con, không phải bữa ăn chính. Vừa nghe nói bà cụ muốn ăn, mọi người lập tức vui mừng, bệnh này đã được chữa rồi. Mẹ muốn ăn gì để con đi làm cho mẹ ăn, muốn ăn bánh bao và cháo. Được được được, Trúc Minh lập tức bảo người đi mua, bà cụ muốn ăn, mọi người trong nhà đều dồn hết tâm sức đi làm. Một hộp bánh bao nhanh chóng được mang đến với các loại nhân khác nhau, còn có cả cháo và thức ăn mặn, đều là đồ từ những cửa hàng bán đồ ăn sáng nổi tiếng. Bà cụ cầm lấy bánh bao, ăn như hổ đói, bà cụ từng tuổi này rồi, rất ít khi ăn như thế này. Cây kim châm vừa rồi của Tần Lâm giống như đã phá bỏ thứ gì đó chặn trong dạ dày của bà cụ, tâm hồn ăn uống trỗi dậy, đói muốn chết. Liên tục ăn mấy cái bánh bao to bằng nắm đấm, bà cụ mới dừng lại, ngồi xuống ghế rồi thở dài một hỏi. Bụng đã no, khí sắc cũng đã khôi phục nhiều. Vẻ mặt Trúc Linh Linh mừng rỡ, bà không sao chứ? Nhìn thấy dáng vẻ của Trúc Linh Linh, vẻ mặt của Trúc Minh trầm xuống. Vừa rồi mọi người đều có thể nhìn thấy, sau khi Tần Lâm châm cứu một cái, bệnh tình của bà cụ liền có chuyển biến tốt, tên nhóc này đúng là kỳ lạ, y thuật của anh còn lợi hại hơn thần y ở thủ đô sao. Lần này xong rồi, nhà họ Trúc sẽ rơi vào tay Trúc Linh Linh, những ngày tháng sau này của ông ta xem chừng không tốt đẹp gì rồi. Trúc Minh vội vàng tiến lên rồi hỏi, mẹ cảm thấy thế nào rồi, còn muốn ăn gì nữa không? Bà cụ nhìn Trúc Minh với một ánh nhìn sâu xa, không biết là đang nghĩ gì. Cả nhà Vương Vân đều mang vẻ mặt mong đợi. Chuyện vừa rồi mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, sau khi Lư Thần Y cạo gió, bà cụ không có phản ứng gì cả, thậm chí khí sắc không khác với lúc trước là mấy. Nhưng sau khi Tần Lâm châm cứu lập tức có chuyển biến tốt, thậm chí còn ăn được nhiều đồ như vậy, có cảm giác thèm ăn, có thể coi như khỏi rồi. Trước đây bà cụ cũng nói rồi, ai có thể chữa khỏi bệnh cho bà cụ, quyền hành trong nhà sẽ giao cho người đó, nhà Vương Vân đương nhiên rất mong đợi. Vẻ mặt bà cụ trầm xuống. Dường như cũng đang suy nghĩ về chuyện này, một lát sau mới trả lời. Cách chữa trị của Đông Y có tác dụng khá chậm, vừa rồi cạo gió bây giờ mới có tác dụng. Bà cụ nói như vậy, vẻ mặt của mọi người đột nhiên thay đổi. Lư Thần vội vàng nói theo. Đúng vậy, Đông Y thong thả mà nhẹ nhàng, bà cũng có tuổi rồi, cho nên cách chữa bệnh như vậy mới phù hợp. Vừa rồi lúc tôi cạo gió là tôi đã biết phải một lúc nữa mới thấy hiệu quả, kết quả là bị tên nhóc này tranh chỗ. Vừa thấy hiệu quả là cậu ta vào châm cứu nên nhìn giống như cậu ta chữa khỏi vậy, ha ha ha. Vẻ mặt Trúc Minh cũng vui mừng, lập tức phối hóp. Đúng đấy, Lư Thần Y không hổ danh là danh y thủ đô, vừa ra tay là mẹ tôi đã khỏi bệnh. Vương Vân thấy hai người kia kẻ sướng người họa thể loại thì lập tức có chút không vui. Anh cả, các người đang nói dối không chớp mắt đấy à? Bệnh của mẹ rõ ràng là do Tần Lâm châm cứu xong mới khỏe lại. Sao lại là công lao của ông ta chứ? Trúc Minh lạnh lùng hừ một tiếng, mẹ còn không biết công lao của ai à? Rõ ràng là Lư Thần Y cạo gió phát huy tác dụng, mà lúc đó Tần Lâm đúng lúc ăn may mà thôi. Em từng nghe nói phương thức trị bệnh Đông Y nào có hiệu quả tức thời chưa? Toàn là phải đợi một lúc sau khi điều trị xong mới có tác dụng mà. Vương Vân nhíu mày, anh cả, anh biết ra mồm cãi lý thật đấy, tình huống vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng cả. Anh rõ ràng là ăn không nói có. Anh ăn không nói có á. Tên họ Tần kia mới bao tuổi, y thuật của cậu ta sao có thể so sánh với Lư Thần Y được.
Em thử đi hỏi thăm xem Lư Thần Y ở Kinh Thành có thân phận như thế nào, em cảm thấy y thuật của Tần Lâm lợi hại hơn cả Lư Thần Y à. Bà cụ đột nhiên vỗ bàn, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Vừa nãy quả thật sau khi thần y cạo gió cho mẹ xong, mẹ liền cảm thấy có hiệu quả và kéo dài đến lúc sau. Lúc thằng nhóc nhà họ Tần châm cứu cho mẹ, mẹ không có cảm giác gì cả. Bà cụ dứt khoát công bố kết quả. Vương Vân lập tức tái mặt, muốn tranh cãi tiếp, nhưng bà cụ đã lên tiếng rồi, bà ấy cũng chỉ đành bó tay. Tần Lâm cười khinh bỉ, bà cụ tất nhiên biết vừa rồi ai trị bệnh tốt lên. Đối với bệnh này, cạo gió không những không có tác dụng gì mà còn khiến cơ thể bà cụ yếu ớt hơn, vì vậy nếu bảo cạo gió xong cơ thể khỏe hơn thì rõ ràng là nói phét. Mà Tần Lâm châm cứu xong tất nhiên là có được hiệu quả ngay lập tức, sau khi châm vào sẽ lập tức phát huy tác dụng, bà cụ chắc chắn cũng cảm nhận được rõ ràng. Bà cụ nói như vậy là vì thiên vị mà thôi, bà cụ muốn nhân cơ hội này giao y dược Trúc Thị cho Trúc Minh quản lý. Trúc Linh Linh mặc dù cũng không đồng ý nhưng chỉ nhíu mày không nói gì. Bà cụ nói, bắt đầu từ tháng sau, tôi sẽ lần lượt giao những thứ của công ty cho Trúc Minh, sau này Trúc Minh sẽ tiếp quản nhà họ Trúc chúng ta. Bà cụ nói xong, tảng đá trong lòng mọi người đều rơi xuống, chỉ có Vương Vân tỏ ra sắc mặt không tốt lắm. Bà cụ đúng là thiên vị quá mức, y dược Trúc Thị hiện giờ rõ ràng là dựa hết vào sản phẩm của Trúc Linh Linh, cuối cùng lại giao quyền quản lý lại cho Trúc Minh. Đúng là không công bằng. Bà cụ nói xong, đột nhiên bên ngoài có người đến thông báo. Người của bất động sản Hà Thị đến rồi. Bất động sản Hà Thị. Tất cả mọi người đều sững sờ giây lát, tại sao người của bất động sản Hà Thị lại đột nhiên đến thăm vậy? Hình như giữa bọn họ chưa từng có cuộc làm ăn nào mà. Mặc dù không quen biết, nhưng mọi người cũng không dám lơ là, bà cụ vội vàng đứng dậy tôi đích thân ra đón. Ra đến cổng thì thấy hai người một nam một nữ ăn mặc vô cùng nghiêm túc đang đứng trước cổng. Xin chào, chúng tôi là giám đốc của bất động sản Hà Thị. Tôi họ Tôn. Bà cụ vội vàng chủ động bắt tay người ta, tuy chỉ là một giám đốc của bất động sản Hà Thị, nhưng địa vị lại cao hơn bà cụ rất nhiều, vì vậy, bà phải cung kính lễ phép. Giám đốc Tôn nói, tháng sau bất động sản Hà Thị chúng tôi có một buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, muốn mời ban lãnh đạo của tập đoàn Hà Thị đến tham gia, đây là thư mời, mong bà sẽ nhận lời tham gia. Bà cụ được yêu mà sợ, được, chúng tôi nhất định sẽ đến. Nhà họ Trúc bọn họ chưa từng được tham gia buổi họp báo long trọng như vậy, không ngờ lần này lại nhận được thư mời của bất động sản Hà Thị, quả thật quá ngạc nhiên và vui mừng. Các buổi họp báo của bất động sản Hà Thị đều rất cao cấp, toàn mời những người quyền cao chức trọng, hoặc ông lớn các ngành, với cấp bậc của y dược Trúc thì chắc chắn không có tư cách tham gia, bọn họ dù sao cũng chỉ là công ty nhỏ mới thành lập mà thôi. Được giao thiệp cùng với bất động sản Hà Thị chủ yếu là vì tòa nhà thương mại đó mà thôi. Bà cụ mừng như điên, lần tham gia buổi họp báo này chính là cơ hội chen chân vào doanh nghiệp hàng đầu, hoàn toàn khác với những doanh nghiệp nhỏ kia. Giám đốc Tôn đưa tổng cộng 3 thư mời. Bà cụ, đây là thư mời, chúng tôi xin phép về trước. Được, anh đi cẩn thận, bà cụ vui mừng khôn xiết, niềm vui lan tràn khắp mặt. Và coi 3 thư mời này như báu vật. Vương Vân đi tới liếc mắt nhìn rồi hỏi, mẹ, tổng cộng chỉ có 3 thư mời thôi à? 3 thư mời này vốn dĩ là dành cho 3 người nhà Trúc Linh Linh, nhưng giám đốc Tôn cũng không hiểu rõ cơ cấu nhà họ Trúc, nên cứ đưa hết toàn bộ, cụ thể ai đi thì tự thảo luận. Theo cô, 3 người có địa vị lớn nhất nhà họ Trúc chính là người nhà Trúc Linh Linh. Nghe mọi người nói, Chủ tịch Hà đã đích thân dặn dò phải đặc biệt quan tâm đến nhà họ Trúc, mà nguyên nhân tất nhiên là do nể mặt Trúc Linh Linh. Nhưng thực tế không phải vậy, bà cụ lập tức nắm chặt 3 tấm thư mời, cảnh giác liếc nhìn Vương Vân và nói. Chỉ có 3 tấm, giờ mọi người cùng thảo luận xem đi thế nào. Trúc Minh nói, mẹ chắc chắn phải đi rồi, ở nơi quan trọng như này, cũng chỉ có mẹ mới đủ tư cách đi thôi. Bà cụ gật đầu, việc này thì không cần bàn, mặc dù bà cụ có ý định lui về phía sau nhưng chỉ cần bà cụ chưa lui ngày nào, thì nhà họ Trúc này vẫn do bà quyết định, hơn nữa bà cụ tất nhiên là muốn đi đến nơi long trọng này, trước khi nghỉ hưu bà cụ vẫn có thể cảm nhận được vinh quang. Vì vậy bà chắc chắn phải đi buổi họp báo này. Ừ, mẹ chắc chắn phải đi rồi, Đại Minh sau này là người đứng đầu nhà họ Trúc, nó tất nhiên cũng phải đi, để mở mang tầm mắt, mở rộng mối quan hệ, thế nên nó cũng phải có một suất. Còn suất cuối cùng, bà cụ do dự một lát, liếc nhìn Trúc Linh Linh rồi nhìn sang Trúc Văn Đào nói. Mặc dù Linh Linh còn trẻ lại có năng lực, nhưng dù sao cũng là con gái, nhường cơ hội này cho Văn Đào đi. Nghe vậy, Trúc Văn Đào liền vô cùng ngạc nhiên.
Kể từ khi Trúc Linh Linh nổi lên, Trúc Văn Đào liền rơi vào tình trạng không có địa vị trong nhà họ Trúc, anh ta chỉ sống dựa vào bố mình là Trúc Minh. Nhưng Trúc Minh cũng không giỏi bằng Trúc Linh Linh, anh ta lại càng không cần nhắc tới. Rõ ràng là ngang vai ngang vế, Trúc Văn Đào còn. Bà cụ vừa dứt lời, thì ngoài cổng lại có thêm một chiếc xe tới, lần này là hai chiếc xe thương vụ, bên trên có viết chữ bất động sản Hà Thị rất rõ ràng. Cửa lớn còn chưa đóng lại, đám người nhà họ Chu thấy rất ngạc nhiên, sao bất động sản Hà Thị lại đến nữa vậy? Bà cụ chống ba tong vội vàng bước ra cửa đón, cả nhà họ Trúc đứng rất long trọng trước cổng trang viên Thanh Mai, nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia. Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại, vài chàng trai mạnh mẽ bước xuống xe và hỏi. Xin hỏi người nào là Tổng Giám Đốc Trúc, Trúc Linh Linh? Là tôi, Trúc Linh Linh đi ra. Vâng, đây là quà Chủ tịch Hà của chúng tôi tặng cô, mong cô hãy nhận lấy. Nói xong, mấy thanh niên bắt đầu khiêng quà từ trong xe ra, mấy hòm vàng bạc châu báu cùng với vài bộ váy dạ hội, giày cao gót và trang sức quý giá, v. Thấy những thứ này, đám người bà cụ đều sững sờ, sao bất động sản Hà Thị lại tặng quà lớn như vậy? Trúc Linh Linh càng ngạc nhiên hơn, những thứ này đắt quá, tôi không thể nhận được. Mấy thanh niên cười khổ, Tổng Giám Đốc Trúc đừng làm chúng tôi khó xử, chúng tôi chỉ là người chuyển quà tặng thôi, nếu cô không nhận, khi chúng tôi trở về không biết ăn nói thế nào cả. Mấy người thanh niên mặc kệ Trúc Linh Linh có nhận hay không, trực tiếp khiêng vào trong sân, cũng không phải đồ vật gì lớn, không cần phải mang tận vào trong nhà. Sau khi xe kia rời đi, mọi người lập tức bắt đầu kiểm tra chỗ châu báu này, mở ra xem bên trong toàn là trang sức quý giá. Ngay cả một chiếc vòng tay nhỏ kín đáo cũng có giá mấy trăm nghìn. Bà cụ hơi hoang mang, đây là ý gì? Sao bất động sản Hà Thị lại tặng quà quý giá như vậy cho nhà họ Trúc chúng ta? Vương Vân vội vàng nói, mẹ đừng có nhầm, đây đều là quà tặng cho Linh Linh, không phải cho nhà họ Trúc chúng ta. Mấy người vừa nãy đến đã chỉ đích danh là quà tặng cho Trúc Linh Linh, bọn họ đều nghe thấy rõ ràng. Tặng cho nhà họ Trúc và tặng cho Trúc Linh Linh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vừa nãy Vương Vân đã chịu thiệt rồi, lần này phải nói cho rõ ràng. Bà cụ lườm bà ấy, mặc dù không hài lòng nhưng lời Vương Vân nói là sự thật. Mấy hòm trang sức châu báu lớn này, cộng thêm mấy bộ váy dạ hội và giày cao gót quý giá, nếu là nhà bình thường thì có lẽ đã đủ để mua một căn biệt thự rồi. Nhà họ Hà có ý gì, Linh Linh cháu có biết không? Trúc Linh Linh lắc đầu, cô ấy cũng không hiểu. Vương Vân đột nhiên nói, đúng rồi, mọi người có biết Chủ tịch Hà? Hà Niệm Anh có mấy người con trai không? Vương Vân nói vậy khiến mọi người đều bừng tỉnh. Con trai của Hà Niệm Anh chính là Tiết Đại Lâm mà. Tiết Đại Lâm là cậu ấm nhà giàu nổi tiếng, ai mà không biết chứ, ý của Vương Vân là. Bà cụ lập tức nhíu mày, ý của con, đây là quà hồi môn của nhà họ Hà. Ngay sau khi nói ra suy đoán này, người nhà họ Trúc đều cảm thấy kinh ngạc. Và đánh mắt nhìn sang Tần Lâm, bởi vì Tần Lâm và Trúc Linh Linh luôn đi rất gần nhau. Giống như người yêu, mặc dù nhà họ Trúc luôn không đồng ý, nhưng Trúc Linh Linh sẵn lòng thì bọn họ cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, con trai nhà giàu có nhất Đông Hải thích Trúc Linh Linh, đây là cuộc liên hôn giữa hai nhà. Một khi liên hôn với gia tộc đẳng cấp như nhà họ Hà, thì sau này nhà họ Trúc bọn họ cũng không còn là gia tộc hạng hai nữa, mà là gia tộc hạng một, thậm chí có thể trở thành gia tộc hàng đầu Đông Hải. Nghĩ đến đây, trong lòng bà cụ Liên vui sướng phát điên. Lẽ nào nhà họ Trúc sắp trỗi dậy rồi sao? 10 năm trước, nhà họ Trúc dựa thế vào nhà họ Tần, thậm chí còn đính ước với nhà bọn họ, để Trúc Linh Linh gả cho Tần Lâm, đợi sau khi hai nhà liên hôn thì nhà họ Trúc chắc chắn sẽ phất lên. Nhưng chuyện đời khó lường, không ngờ nhà họ Tần bất ngờ gặp dọa diệt vong, hy vọng phất lên của nhà họ Trúc cũng dập tắt theo đó. 10 năm này, dựa vào năng lực của Trúc Linh Linh, mặc dù nhà họ Trúc luôn phát triển, nhưng tốc độ rất chậm. Như câu nói, ngựa không ăn cỏ đêm ngựa khó béo, người không xông pha người không giàu, cho dù luôn phát triển, nhưng nếu muốn trở thành gia tộc hạng một thì rất khó. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào phát triển từ từ thì không biết phải qua bao nhiêu thế hệ nhà họ Trúc mới trở thành gia tộc hàng đầu, dù sao thì bà cụ đời này cũng không thể thấy. Có vẻ như tâm nguyện của bà cụ sắp thành hiện thực rồi, một là tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố, một là trang viên Thanh Mai, hai thứ này đều đã là của nhà họ Trúc rồi. Nay chỉ còn thiếu một cái duy nhất, đó chính là trở thành gia tộc hàng đầu, trở thành nhà giàu đích thực. Cơ hội đang ở trước mặt, bà cụ sao có thể không kích động chứ? Vương Vân càng kích động hơn, nếu có thể liên hôn với nhà họ Hà,
thì bà ấy chẳng phải sẽ thành thông gia của Hàn Niệm Anh sao? Thông gia của nhà giàu có nhất Đông Hải, mẹ vợ của Tiết Đại Lâm, nếu nói ra những điều này, thì không phải sẽ khiến người ta ghen tị muốn chết sao? Thấy những vàng bạc châu báu này, đám người nhà họ Trúc bỗng trở nên yên tĩnh, bà cụ suy nghĩ một lát rồi nói. Chuyện mẹ nói để Trúc Minh làm người kế vị lúc nãy tạm thời gác lại đã. Bà cụ vừa dứt lời, sắc mặt Trúc Minh lập tức trở nên hơi khó coi, mặc dù sáng thay tối đổi không tốt lắm, nhưng mặt bà cụ rất dày, tất nhiên sẽ không để tâm đến điều này, dù sao nhà này cũng do bà cụ quyết định, quyến định thế nào đều là quyền của bà. Trước đây bà cụ thiên vị, muốn giao lại quyền cho Trúc Minh, là vì Trúc Minh là con trai độc đinh và được bà cụ cưng yêu. Nhưng giờ đã khác, nhà họ Hà thích Trúc Linh Linh, Trúc Linh Linh sắp trở thành con dâu nhà họ Hà. Nhà họ Hà bọn họ chắc chắn sẽ không thèm để mắt đến chút gia sản nhà họ Trúc, vì vậy chuyện người kế vị cứ tạm thời hoãn lại. Mặc dù Trúc Minh rất không đồng ý, nhưng cũng hiểu rõ bà cụ làm vậy là vì suy nghĩ cho gia tộc, ông ta không thể so với nhà họ Hà được. Vương Vân lộ ra vẻ vui mừng, vốn tưởng rằng nhà bọn họ sắp thất thế rồi, nhưng không ngờ lại xuất hiện nhà họ Hà khiến tình thế xoay chuyển, thật tốt quá, sau này Trúc Linh Linh lại là trụ cột nhà của họ Trúc rồi. Người nhà họ Trúc ai nấy đều rất vui mừng, nhưng bọn họ cho rằng có một người chắc chắn không thể vui nổi, đó chính là Tần Lâm. Mặc dù sắc mặt Tần Lâm lúc này vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người đều hiểu rõ, trong lòng anh chắc chắn rất khó chịu. Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng, họ Tần kia, đã nhìn thấy chưa, chỉ có những người đẳng cấp như Tiết Đại Lâm mới xứng với con gái tôi thôi, cậu sớm bỏ cuộc đi. Bà cụ gật đầu, cậu ở nhà chúng tôi đã lâu rồi. Đã đến lúc cắt đứt qua lại với Linh Linh, sau này Linh Linh có thể sẽ là con dâu nhà họ Hà, tôi không mong muốn lan truyền tin tức tình cảm của Linh Linh với người khác, Tần Lâm, cậu hiểu không? Bà cụ và Vương Vân đều nói vậy khiến Trúc Linh Linh không vui. Mẹ, bà nội, hai người nói gì vậy? Liên hôn với nhà họ Hà cái gì chứ? Con đồng ý lúc nào? Bà cụ hừ lạnh, đồng ý hay không con không có quyền quyết định. Linh Linh, đối phương không phải là gia tộc nhỏ bé gì. Không phải đối tượng con muốn từ chối là được, con phải tự biết thân biết phận, Tiết thiếu gia nổi tiếng là người như thế nào chắc cháu cũng biết, nên tốt nhất là đừng làm mấy chuyện quá khích, không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho nhà họ Trúc chứ. Tiết thiếu gia nổi tiếng là người xấu tính, hung hăng phách lối, mọi người đều thấy cậu ta là người tính tình nóng nảy ngang tàng, sự thật là như vậy. Nếu Trúc Linh Linh nghĩ không thoáng, xảy ra chuyện gì với Tần Lâm, để Tiết thiếu gia biết được. Cậu ta mà giận cá chém thất cả nhà họ Trúc thì toi đời rồi. Trúc Linh Linh chau mày, không biết nói gì. Bà đừng nói nữa, cháu còn chưa gặp tên Tiết thiếu gia đấy, sao cậu ta có thể nhìn chúng cháu chứ, mọi người đừng có đoán giả đoán non nữa có được không? Vương Vân chỉ tay vào đống đồ trang sức dưới đất rồi nói, xính lễ cũng đưa tới rồi, chẳng lẽ còn sai được. Mặc dù không chính thức, nhưng đã tặng nhiều đồ trang sức quý báu như vậy chắc là xính lễ rồi. Vương Vân nói, cho dù là ý của Tiết thiếu gia hay ý của Chủ tịch Hà, chúng ta cũng phải xem trọng, từ hôm nay trở đi, con nhất định phải giữ mình trong sạch, tránh xa mấy người không liên quan ra, có biết chưa? Bà cụ cũng gật đầu, đúng đấy, cho dù Tiết thiếu gia không có ý gì, hoặc chỉ là không cố ý, nói không chừng chúng ta cũng có cơ hội đó. Linh Linh là thiên nga trắng của nhà họ Trúc chúng ta, không phải cóc ghẻ nào cũng ăn thịt được đâu, họ Tần kia, cậu cũng phải tự biết lượng sức mình. Nếu không có chuyện gì thì rời khỏi nhà họ Trúc chúng tôi luôn đi. Sau khi bà cụ nói xong, Tần Lâm cười khẩy rồi nói. Mấy người có nhầm không vậy, đây là nhà của tôi. Đi, nếu các người không muốn ở cùng tôi nữa thì đi. Tần Lâm nói xong, mọi người mới phản ứng lại, đúng rồi, đây là nhà của Tần Lâm. Mặc dù tên nhóc này chẳng có bản lĩnh gì, nhưng người ta cũng được thừa kế một căn biệt thự. Bà cụ và những người khác đều đang ăn nhờ ở đậu, mặt dày vào ở chung. Vậy mà vừa rồi còn trơ cháo muốn đuổi Tần Lâm đi, đúng là không biết xấu hổ. Vẻ mặt bà cụ lúc xanh lúc trắng, thay đổi mấy lần, cắn răng nói. Đi, chúng ta chuyển ra ngoài, từ hôm nay trở đi, không được phép liên hệ với tên họ Tần này nữa. Mặc dù sống trong trang viên Thanh Mai là mơ ước cả đời của bà cụ, phải rời khỏi nơi đây đúng là điều không muốn, nhưng so với cám dỗ của bất động sản Hà Thị, bà cụ vẫn rõ bên nào nặng hơn. Cho dù là phải rời khỏi trang viên Thanh Mai, bà cụ cũng phải khiến Trúc Linh Linh cắt đứt quan hệ với Tần Lâm. Bà cụ đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng Trúc Linh Linh vẫn đứng yên không nhúc nhích tí nào. Bà cụ chau mày, Linh Linh, còn không đi cùng bà, đứng ngây ra đó làm gì? Trúc Linh Linh cắn răng,
ánh mắt kiên định, cháu sẽ không đối xử với anh Tiểu Lâm như vậy, cháu không đi đâu. Lợi dụng được Tần Lâm thì bọn họ ăn nói ngon ngọt, còn nói chuyện tình cảm trước kia. Không lợi dụng được nữa thì quay người bỏ đi, vừa rồi Tần Lâm còn chưa khỏi bệnh cho bà cụ, bây giờ bà cụ còn chẳng cảm thấy biết ơn chút nào, người nhà lạnh nhạt như vậy khiến Trúc Linh Linh vô cùng xót xa. Bà cụ trợn tròn hai mắt, vẻ mặt phẫn nộ nói, Trúc Linh Linh. Bây giờ cháu không nghe lời bà nữa đúng không? Trúc Linh Linh cắn môi không nói gì. Bà cụ tức giận đến nỗi run hết cả người, được. Cháu được lắm Trúc Linh Linh. Cháu muốn bà tức chết sao? Vương Vân cũng vô cùng tức giận. Bà ấy cũng không muốn Trúc Linh Linh ở đây cùng với Tần Lâm. Rõ ràng là được nhà họ Hà cầu thân rồi, sao có thể ở lại nhà Tần Lâm chứ? Nếu để người ngoài biết, chắc chắn người ta sẽ nói ra nói vào cho xem. Linh Linh, bà con vừa khỏi bệnh, con chọc tức bà như vậy nhớ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Vương Vân nói như vậy, bà cụ cũng giả vờ phối hợp, ôm ngực bắt đầu họ. Linh Linh, con xem, lẽ nào con muốn ép chết bà con sao? Cả nhà đứng ngoài cửa đều trợn mắt nhìn Trúc Linh Linh và Tần Lâm, giống như tội đồ của cả gia tộc. Trúc Linh Linh cắn răng, không đành lòng quay đầu lại, vành mắt ửng đỏ nhìn Tần Lâm. Tần Lâm cười nói, không sao đâu, em về đi, chú ý an toàn, ngày mai gặp. Trúc Linh Linh gật đầu, cô ấy chắc chắn sẽ không đối xử với Tần Lâm như vậy, tình cảm của hai người không liên quan đến tiền bạc hay nhà cửa gì cả. Trúc Linh Linh rời đi với vẻ mặt lạnh nhạt, trước khi đi, bà cụ còn quay đầu lại nói, họ Tần kia, ra khỏi cửa rồi, sau này hai nhà chúng ta không còn quan hệ gì nữa, sau này cũng đừng có dựa dẫm vào nhà họ Trúc chúng tôi. Vừa rồi bà cụ có nghe thấy Tần Lâm nói câu ngày mai gặp, bà cụ cảm thấy vô cùng chối tai. Ngày mai gặp cái gì chứ? Ngày mai bọn họ phải tham gia buổi họp báo của Bất Động Sản Hà Thị, đây là lời mời của Bất Động Sản Hà Thị dành cho nhà họ Trúc. Nghe ý của Tần Lâm, hình như anh cũng muốn đi cùng. Bà cụ phải nói cho rõ ràng, sau này bọn họ không có liên quan gì đến nhau nữa, Tần Lâm không được dùng danh nghĩa của nhà họ Trúc để làm chuyện gì nữa. Nếu không xảy ra chuyện gì bọn họ sẽ bị liên lụy mất. Ân đoạn nghĩa tuyệt cũng được, tên họ Tần này ngoài việc có mấy căn nhà thì cũng chẳng còn giá trị gì để lợi dụng. Còn nói về tình cảm thì thời gian gần đây nhà họ Trúc còn giúp đỡ anh nhiều hơn, bà cụ cho rằng chí ít cũng phải là như vậy. Tần Lâm cười nhạt coi như là đã trả lời, bọn họ rời đi rất phóng khoáng, nhưng muốn quay lại không dễ dàng như vậy đâu. Trên đường trở về không ai nói một câu nào, bà cụ hỏi Trúc Linh Linh. Cô ấy cũng chẳng nói một tiếng. Mặc dù Trúc Linh Linh đi cùng bọn họ, nhưng trong lòng cô vẫn rất tức giận, bọn họ đối xử với Tần Lâm như vậy đúng là không có tình người. Bà cụ cũng biết chuyện, thở dài một hơi rồi nói. Linh Linh, cháu đừng trách mọi người vô tình, bây giờ không giống năm đó, Tần Lâm không có quyền cũng chẳng có thế, chúng ta cũng đành bó tay. Nếu không phải nhà họ Hà nhìn chúng con và cậu ấy qua lại với nhau cũng không sao, nhưng bây giờ... Con có khả năng trở thành con dâu nhà họ Hà, chúng ta phải lấy gia tộc làm trọng chứ. Trúc Linh Linh cười lạnh, bán con đi để đổi lấy vinh hoa phú quý cho mọi người sao? Cháu, đứa trẻ này, sao ăn nói khó nghe thế? Trúc Linh Linh ngồi trong xe, nhắm mắt lại, không quan tâm đến ai nữa, bên nhà họ Hà lại đang có chút lúng túng, mọi người đang sắp xếp hội trường, không ai dám chậm trễ. Đến cả Tiết Đại Lâm bình thường kiêu căng phách lối cũng đang bận rộn. Đúng là làm mọi người mở rộng tầm mắt mà. Bình thường Tiết Đại Lâm không ôm mấy em chân dài thì là nghịch điện thoại, chẳng thấy cậu ta làm việc lúc nào. Tiết thiếu gia, cậu nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho. Một người thanh niên tiến đến lấy lòng. Tiết Đại Lâm chau mày, cút cút cút, để tôi tự tay làm, chân tay mấy người vụng về, nhớ thất lễ với đại ca của tôi, mấy người không gánh nổi đâu. Người thanh niên kia ngây ra một lát, đại ca của Tiết Đại Lâm. Trên đời này còn có người được Tiết thiếu gia gọi là đại ca sao? Bọn họ hết sức tò mò, buổi họp báo này rốt cuộc mời nhân vật thế nào mà lại long trọng như vậy? Lúc bọn họ trang trí hội trường, ở hàng ghế đầu trên chỗ tựa lưng của mỗi chiếc ghế đều có dán tên. Những người được mời lần này đều là những nhân vật quan trọng, Mạnh Văn Cương, Tôn Kiến Dân, thậm chí còn có cả Đại tướng quân Vương Kim Hải và một số những doanh nhân nổi tiếng trong các lĩnh vực. Tên của bọn họ đều được dán hai bên. Duy chỉ có vị trí trung tâm cũng là vị trí đại diện quan trọng nhất là vẫn còn trống. Bên trái là Tôn Kiến Dân, bên phải là Vương Kim Hải, đây rốt cuộc là nhân vật thế nào mà có thể khiến các vị lãnh đạo tiếp đón như vậy. Hà Niệm Anh nhanh chóng đến hội trường, lại sắp xếp thêm một số thứ, tất cả mọi người đều trong tư thế sẵn sàng,
không chỉ Tiết thiếu gia tự tay sắp xếp, mà đến cả Chủ tịch Hà cũng đích thân xuống chỉ đạo, xem ra buổi họp báo lần này rất được coi trọng. Trước đây, những buổi họp báo như thế này được diễn ra rất nhiều, đơn giản chỉ là mua một mảnh đất ở nơi nào đó, xong rồi xây tòa nhà, sau đó giới thiệu thông tin về tòa nhà đó. Đối với bất động sản Hà Thị mà nói thì đây chỉ là một buổi họp báo nhỏ, không biết tại sao hôm nay lại long trọng như vậy. Chủ tịch Hà, bà có muốn xem qua danh sách khách quý một lượt không? Hà Niệm Anh cầm lấy danh sách, xem qua một lượt, chú ý vào danh sách người của nhà họ Trúc. Âu Dương Diễm Diễm, Trúc Minh, Trúc Linh Linh. Vốn tưởng chỉ mời ba người nhà Trúc Linh Linh, kết quả lại là bà cụ nhà họ Trúc, xem ra bọn họ đã nhầm lẫn rồi. Sắp xếp vị trí của Trúc Linh Linh lên phía trước, hai người kia sắp xếp như bình thường. Vâng, ngày hôm sau, Tiết Đại Lâm đã qua đón Tần Lâm từ sớm. Đại ca, chị dâu đâu rồi? Tần Lâm lắc đầu, chỉ có mình tôi thôi, đi nào. Sau khi lên xe, Tần Lâm đến hội trường sớm hơn, có mấy người đã ở đây đợi rồi, Tôn Kiến Dân, Mạnh Văn Cương và những người khác lại gặp nhau một lần nữa, lên trên lầu nói chuyện một chút. Ngoài Mã Béo ở Tân Cảng ra thì cơ bản các sư huynh đệ đều tụ họp đông đủ rồi. Uống rượu một lúc Tần Lâm mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc mấy vị nhân vật lớn đang tụ họp trên lầu thì bên dưới mọi người cũng đã đến dần rồi. Trúc Linh Linh có chút không tình nguyện mặc bộ lễ phục dạ hội mà nhà họ Hà tặng, cô ấy đeo trang sức bọn họ tặng đứng ở cửa. Cô ấy vốn không muốn mặc mấy thứ đồ này, nhưng bà cụ và Vương Vân cứ bắt ép nên cuối cùng cô ấy vẫn phải mặc lên người. Bà cụ đương nhiên cảm thấy hài lòng, đúng là lễ phục nhà họ Hà tặng có khác, mặc lên cho người khác nhìn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ba người đi vào, rồi bảo vệ bắt đầu kiểm tra giấy moi. Bà cụ nhìn thấy nhiều bảo vệ như vậy, đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ buổi họp báo của bất động sản Hà Thị lại nghiêm ngặt như vậy, không hổ danh là công ty lớn. Tất nhiên, trên thực tế bình thường không nghiêm ngặt như vậy, chỉ là lần này vì có Tần Lâm nên mới như vậy. Tần Lâm bước ra từ nhà vệ sinh tầng 2, nhìn thấy Trúc Linh Linh đến rồi liền đi xuống định chào hỏi. Linh Linh đến rồi, Trúc Linh Linh nghe thấy tiếng liền ngây người, quay đầu lại nhìn thấy Tần Lâm, đột nhiên có chút vui mừng. Anh Tiểu Lâm, sao anh lại đến đây? Bà cụ và Trúc Minh thì lại biến sắc, tức giận xông đến chất vấn. Sao cậu cũng đến đây? Ai cho cậu đến? Hôm qua Tần Lâm có nói câu ngày mai gặp lại là bà cụ đã có một dự cảm chẳng lành. Kết quả là hôm nay gặp Tần Lâm ở đây thật. Tên nhóc này to gan thật, có biết đây là đâu không mà dám chạy tới đây. Mặc dù bà cụ nói không to, nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của một số người, một thanh niên mặc vest đen chạy tới, hỏi. Xin chào, các vị đi cùng nhau sao? Người thanh niên nhìn Tần Lâm một cái, vẻ mặt đầy sự kính trọng. Hôm qua nghe Tiết Thiếu gia nói rồi, đây là đại ca của cậu ta. Người có thể làm đại ca của Tiết Thiếu gia có thể là người bình thường sao? Hơn nữa vừa rồi còn nhìn thấy Tần Lâm đi cùng với những nhân vật lớn khác lên lầu, người thanh niên này lại càng thêm kinh ngạc. Được Tiết Đại Lâm kính trọng không nói lên điều gì, nhưng được Hà Niệm Anh và những người khác kính trọng thì không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Buổi họp báo hôm nay long trọng hơn bình thường, nguyên nhân chính là vì sự có mặt của Tần Lâm. Cho nên vị tiên sinh họ Tần này mới là nhân vật lớn nhất của ngày hôm nay. Nếu bà cụ này có quan hệ với anh Tần đây thì chắc chắn phải tiếp đãi như khách quý. Vậy mà người thanh niên vừa hỏi vậy, bà cụ liền lập tức trở mặt. Không phải, chúng tôi và cậu ấy không có bất cứ mối quan hệ gì, cậu đừng hiểu lầm. Bà cụ sợ người khác nghĩ Tần Lâm và ba người đi cùng nhau, nhỡ lát nữa tên nhóc này bị đuổi ra khỏi đây thì chẳng phải sẽ khiến nhà họ Trúc bọn họ mất mặt sao? Nhớ bị Chủ tịch Hà nhìn thấy thì sao, chẳng phải là mất hết hình tượng sao? Người thanh niên kia ngây ra một lúc, có cần phải phủ nhận kiên quyết như vậy không? Quen biết anh Tần không phải là một chuyện rất vinh dự sao? Người thanh niên có chút khó hiểu. Bà cụ nghe người thanh niên hỏi vậy liền biết Tần Lâm đã giả mạo là người nhà họ Trúc bọn họ nên mới được vào. Nhưng giấy mời nhà họ Trúc chỉ có 3 tấm, bây giờ bọn họ đã đến cả 3 người rồi, thêm Tần Lâm là 4 người. Nhớ có người kiểm tra lại phát hiện ra nhà họ Trúc bọn họ đi thêm một người nữa thì sẽ nghĩ thế nào? Chẳng phải sẽ nghĩ là nhà họ Trúc bọn họ không hiểu chuyện, mời ba người mà lại có người thứ tư đến ăn trực, đúng là quá mất mặt. Bà cụ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, chỉ vào Tần Lâm rồi nói. Tên nhóc này không phải là người nhà họ Trúc chúng tôi, là cậu ấy trà trộn vào đây, không tin cậu có thể kiểm tra giấy mời của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy không có. Cậu đuổi cậu ấy ra ngoài đi, không liên quan đến nhà họ Trúc chúng tôi đâu.
Bà cụ nói xong câu này, người thanh niên kia liền cảm thấy hoang mang. Trà trộn vào đây, bà cụ này bị bệnh thần kinh sao? Lãnh đạo Tôn, chủ tịch Mạnh, thậm chí là chủ tịch Hà của bọn họ còn phải khách sáo với người ta, còn cần phải giấy mời sao? Giấy mời chỉ dùng cho mấy gia tộc hạng hai thôi, những nhân vật lớn đến đây đâu cần dùng giấy mời. Đùa nhau sao? Trúc Linh Linh chau mày, bà, sao bà lại nói như thể thấy Trúc Linh Linh thay Tần Lâm thanh minh, bà cụ vội vàng kéo cô ấy lại. Được rồi, chúng ta mau tìm chỗ ngồi đi, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi. Bà cụ nhất quyết kéo cô đi, Trúc Linh Linh cũng không còn cách khác, nói với Tần Lâm một tiếng rồi đi tìm chỗ ngồi. Người thanh niên kia vẻ mặt lúng túng, anh Tần, anh xem. Không có chuyện gì nữa, cậu đi làm việc đi. Sau khi rời đi, ba người đi lên phía trước tìm vị trí ghế của mình, bọn họ nhanh chóng tìm ra vị trí của bà cụ và Trúc Minh, nhưng không có cô Trúc Linh Linh. Bà cụ chau mày, làm ăn kiểu gì thế, sao Linh Linh lại không có chỗ ngồi? Có phải nhầm rồi không? Trúc Linh Linh cũng bất đắc dĩ, không có thì thôi vậy, cháu ra đằng sau đứng vậy. Bà cụ nói, sao có thể như vậy được, cháu đừng quên, bộ lễ phục này là nhà họ Hà tặng cho cháu đấy, sao bọn họ có thể không sắp cho cháu một vị trí chứ? Cháu lên đằng trước xem đi, nói không chừng vị trí của cháu là ở đằng trước đấy. Trúc Linh Linh gật đầu, lên đằng trước tìm, kết quả là thấy tên của mình ở hàng ghế thứ hai. Cô ấy quay đầu lại báo cho bà nội biết rồi ngồi xuống. Mặc dù bà cụ không ngồi đằng trước nhưng vẻ mặt lại rất vui vẻ, ít nhất thì nhà họ Trúc bọn họ cũng có người có thể ngồi hàng ghế trước, đây là tượng trưng cho thân phận cao quý rồi. Mọi người đều lục đục vào vị trí, thời gian cũng sắp đến rồi, bỗng nhiên ánh đèn chợt tắt. Trên đài chủ tịch bỗng rực sáng. Trong ánh sáng lờ mờ, mấy bóng người đi từ trên lầu xuống, mọi người đều biết, đây là những nhân vật lớn ở hàng ghế đầu tiên. Trúc Minh cũng vô cùng kích thích, mẹ xem, kia chẳng phải là chủ tịch Hà sao? Bà cụ gật đầu, đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc gần nhất với nhà giàu số 1 trên cả nước, thực sự có chút kích động. Ngoài ra còn có Mạnh Văn Cương, Tôn Kiến Dân, bọn họ cũng loáng thoáng nhận ra. Ấy, người kia là ai? Một bóng đàn ông đi phía trước, Hà Niệm Anh và những người khác đi đằng sau, đến cả Tôn Kiến Dân cũng đi sau anh để bày tỏ sự kính trọng. Nhưng bóng người này bọn họ lại không biết là ai. Bà cụ lắc đầu, nhìn có vẻ vẫn còn trẻ, từ lúc nào Đông Hải chúng ta xuất hiện thanh niên lợi hại như vậy chứ? Bóng người này chắc chắn không phải là Tiết Đại Lâm, hơn nữa cho dù là Tiết Đại Lâm cũng không thể có địa vị như vậy được. Đông Hải đúng là nơi nhân tài ẩn giật. Bà cụ và Trúc Minh ở đằng sau đúng là cảm thấy không theo kịp, đến cả một người thanh niên cũng khiến bà cụ phải ngước nhìn. Tần Lâm ngồi vào vị trí trung tâm ở hàng đầu tiên, bên cạnh là Tôn Kiến Dân và Vương Kim Hải. Hà Niệm Anh chuẩn bị lên sân khấu, chủ trì buổi họp báo. Trúc Linh Linh ngồi ở hàng thứ hai có chút không được tự nhiên, xung quanh đều là những doanh nhân cô ấy không quen biết, không thì cũng là chủ những gia tộc lớn, thân phận và địa vị đều lợi hại hơn cô ấy rất nhiều. Bỗng nhiên, một cô gái phía trước quay đầu lại, vô cùng ngạc nhiên. Trúc Linh Linh, sao lại là cô? Trúc Linh Linh chau mày, Tào Tinh Tinh. Tào Tinh Tinh là bạn đại học của Trúc Linh Linh, cũng là con gái một gia đình giàu có, nhưng không ở vùng này mà là ở thủ đô. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tào Tinh Tinh liền trở về thủ đô, nhiều năm như vậy rồi hai người chưa từng gặp nhau, không ngờ lại gặp nhau trong trường hợp này. Tào Tinh Tinh cười lạnh, Trúc Linh Linh. Lăn lộn nhiều năm như vậy rồi mà cũng chẳng ra sao nhỉ. Vẫn còn ngồi hàng thứ hai. Hàng ghế thứ nhất và thứ hai mặc dù gần nhau nhưng thân phận và địa vị lại cách nhau một trời một vực, có thể ngồi hàng ghế thứ nhất mới thực sự là người có đẳng cấp. Trúc Linh Linh chỉ có thể cười ngượng mấy tiếng, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng gia thế của Tào Tinh Tinh thực sự lợi hại hơn cô ấy. Hơn nữa Trúc Linh Linh có thể ngồi vào hàng ghế thứ hai cũng không phải dựa vào thực lực của bản thân, là do nhà họ Hà sắp xếp cho cô ấy. Cho nên Trúc Linh Linh không nói gì có vẻ tốt hơn. Hội nghị sắp bắt đầu thì Tần Lâm quay xuống nhìn, đúng lúc nhìn thấy Trúc Linh Linh. Linh Linh, Trúc Linh Linh nghe thấy tiếng gọi liền nhìn theo, đột nhiên đờ người ra. Anh Tiểu Lâm, vừa rồi cô ấy nhìn thấy Tần Lâm rồi, gặp lại thì cũng không có gì là lạ nhưng mà. Tần Lâm lại ngồi hàng ghế đầu tiên, hơn nữa còn là vị trí trung tâm. Hàng đầu tiên không phải ai cũng có thể ngồi. Nếu không vừa rồi Tào Tinh Tinh cũng chẳng khoe khoang bản thân với Trúc Linh Linh. Ngồi ở hàng đầu tiên toàn là những ông chủ lớn vài tỷ, hoặc là những ngôi sao rất nổi tiếng, lãnh đạo. Nhưng Tần Lâm quay đầu lại nói, Linh Linh, lên đây ngồi. Hả, Trúc Linh Linh có chút bối rối,
nhiều người nhìn cô ấy như vậy khiến cô ấy cảm thấy có chút mất tự nhiên. Ngồi đâu, cô ấy cũng muốn, nhưng lời nói của Tần Lâm có thể không? Tần Lâm nói xong, lãnh đạo Tôn liền đứng lên, mấy người sang bên kia ngồi đi. Lãnh đạo Tôn vừa nói, mọi người không ai dám làm trái, tất cả đều đứng lên rời đến chỗ trống khác. Đến lượt Tào Tinh Tinh đứng dậy thì hết chỗ trống, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến cô ta, vẻ mặt cô ta đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Trúc Linh Linh đi lên hàng ghế đầu, vẻ mặt kinh ngạc ngồi xuống vị trí bên cạnh Tần Lâm. Bên cạnh toàn là những nhân vật lớn, giống như đang nằm mơ vậy. Tào Tinh Tinh căn răng ngồi xuống vị trí lúc nãy của Trúc Linh Linh, tức tím mặt. Vừa rồi cô ta còn châm chọc Trúc Linh Linh ngồi đằng sau, lăn lộn nhiều năm như vậy cũng chẳng ra sao, kết quả là cô ấy lại lên hàng đầu ngồi vị trí trung tâm. Vì Trúc Linh Linh mà Tào Tinh Tinh phải chen Trúc ở phía sau. Đúng là vô cùng nhục nhã. Họ Trúc kia, cô cứ đợi đấy. Trúc Linh Linh ngồi xuống bên cạnh Tần Lâm, được ngồi ở khoảng cách gần nhất nhìn Hà Niệm Anh đang phát biểu, cô ấy vô cùng ngạc nhiên. Anh Tiểu Lâm, sao anh lại? Trúc Linh Linh muốn hỏi sao Tần Lâm lại có thể được người ta xem trọng như vậy, mấy người này đều là những ông chủ trục tỷ, trăm tỷ, những doanh nhân đứng đầu Đông Hải, mà Tần Lâm chỉ là thiếu gia của một gia tộc suy tàn, theo lý mà nói thì làm gì có tư cách ngồi ở đây. Tần Lâm cười nói, đều là bạn của anh. Ồ, câu giải thích của Tần Lâm đối với Trúc Linh Linh chả khác gì chưa giải thích. Bạn bè là quan hệ gì? Bạn bè cũng có nhiều kiểu, theo lý mà nói, cô ấy và Mạnh Văn Cương cũng được coi là bạn bè, dù gì cũng đã từng hợp tác qua lại với nhau, nhưng rõ ràng là chủ tịch Mạnh không coi trọng cô đến như vậy. Chẳng lẽ, Tần Lâm từng chữa bệnh cho bọn họ? Chỉ có thể là khả năng này, trước đây Tần Lâm có tiếp xúc với chủ tịch Mạnh, sau đó chủ tịch Mạnh giới thiệu cho người khác, sau khi gia nhập vào giới thượng lưu, mọi người phát hiện y thuật của anh Tiểu Lâm không tệ, cho nên mới có những mối quan hệ như thế này. Bây giờ Trúc Linh Linh cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do như vậy thôi. Nội dung buổi họp báo cũng chẳng có gì đặc sắc, chẳng qua là mấy tòa nhà mới, biệt thự, khu thương mại cao cấp của bất động sản Hà Thị. Bất động sản Hà Thị có vị trí không thể lung lay ở Hán Đông, gần như tòa nhà nào cũng ở khu vực đắc địa, mặc dù giá cả cao nhưng vẫn rất được lòng khách hàng, vừa mở bán đã hết. Trong lúc Hà Niệm Anh đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên bên ngoài có một chiếc xe ở thủ đô dừng lại, một người thanh niên mặc vest trắng, đeo kính đen bước vào, bên cạnh còn có hai người vệ sĩ. Tới trước cửa, bị bảo vệ ở đây ngăn lại. Xin lỗi, hội nghị đã bắt đầu rồi, bây giờ không thể vào. Người thanh niên lập tức chau mày, vẻ mặt không vui. Một tên vệ sĩ vung một cái tát lên, bóp một cái, in một dấu tay lên mặt người bảo vệ kia. Mà cha nhà mày không có mắt à? Vu thiếu gia mày cũng dám cản lại sao? Nhân viên bảo vệ sững ra một lúc, không dám đánh trả cũng không dám ngăn cản. Nhìn chiếc xe anh lái cùng bộ đồ đang mặc trên người, quả thực không giống người bình thường, nhưng bọn họ thực sự không biết Vu thiếu gia là ai. Vu thiếu gia khinh khinh hừ lạnh một tiếng, hắn bước vào, đứng ở phía sau, sau đó châm một điếu thuốc rồi nhìn Hà Niệm Anh, nói. Mặc dù có mấy nhân viên bảo vệ muốn đến can ngăn, nhưng bọn họ nghĩ tới người anh em vừa bị đánh lúc nãy liền không dám hỏi nữa. Mọi người đều bắt đầu bàn tán, Vu thiếu gia này là ai? Ô Đông Hải chưa từng nghe có họ Vu. Đột nhiên có người nói, tôi biết rồi, là nhà họ Vu ở thủ đô. Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhà họ Vu thở thủ đô. Đúng vậy, tôi đã sống ở thủ đô một thời gian, nhà họ Vu là một trong những gia tộc lớn ở thủ đô, rất có thể lực, mọi người lập tức hít sâu một hơi, đều là gia tộc lớn. Nhưng Đông Hải chỉ là thành phố tuyến 2, còn thủ đô mới chính là thủ phủ, gia tộc ở hai thành phố này hoàn toàn không thể nào so sánh được. Như vậy cũng đủ để thấy rằng, gia tộc này vô cùng hùng mạnh. Ngay khi Vu thiếu gia sắp hút xong điếu thuốc, bỗng Tào Tinh Tinh ố ở trước bước tới, hai miếng thịt. Trên ngực nảy lên nảy xuống, trông vô cùng bắt mắt. Vu thiếu gia, sao bây giờ anh mới đến? Tào Tinh Tinh óng ẹo xà vào lòng Vu thiếu gia. Vu thiếu gia, anh mà không đến. Lúc nãy em bị người khác ức hiếp đó. Vu thiếu gia cười nói, ó, ai lại dám ăn hiếp cục cưng của anh thế? Tào Tỉnh Tỉnh nhìn Trúc Linh Linh ở phía trước, rồi nói, là bạn đại học của em, lúc còn đi học cô ta luôn giả vờ đoan trang, em không ưa cô ta chút nào. Chẳng phải chỉ ngưỡi xinh dáng đẹp thôi sao, lúc học đại học cũng không thèm yêu đương, như vậy là ngầu lắm sao, bây giờ còn dám nhảy lên đầu em ngồi nữa. Trong lời nói của Tào Tỉnh Tỉnh còn có ý khác. Nhưng cô ta lại không tùy tiện nói thẳng ra. Sau khi cô ta nói xong, đúng thực Vu thiếu gia cũng bắt đầu có chút hứng thú.
Ô, ngay cả em cũng nói người ta mặt xinh dáng đẹp, xem ra còn hơn cả em sao? Tào Tinh Tinh bĩu môi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô ta thật sự đẹp hơn em. Phu thiếu gia nheo mắt lại, cảm thấy có hứng thú, em nói là cô ấy vẫn chưa từng yêu đương đúng không? Đúng vậy, cô ta học 4 năm đại học nhưng lại chẳng biết tí gì về phương diện đó. Phu thiếu gia liếm môi, tỏ vẻ hứng thú, lát nữa anh sẽ đi tìm cô ấy để làm quen một chút. Tào Tinh Tinh rất thông minh, phu thiếu gia là một nhân vật lớn, mặc dù cô ta xuất thân không tồi nhưng ỗ trước mặt phu thiếu gia cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Nếu như cô ta nói mình bị ức hiếp, muốn phu thiếu gia giúp trả thù thì còn lâu hắn mới để ý tới. Vậy nên cô ta mới nói Trúc Linh Linh vừa sinh lại có xuất thân tốt, hơn nữa còn chưa từng yêu đương, điều này ngay lập tức thu hút được phu thiếu gia. Một khi phu thiếu gia đã nhắm vào người phụ nữ nào thì đừng mong chạy thoát được. Con tiện nhân, muốn giành chỗ với tôi đúng không, để cho cô nếm được mùi bị phu thiếu gia hành hai chẳng mấy chốc, cuộc họp báo đã kết thúc, tiếp theo là thời gian để tương tác. Trúc Linh Linh vẫn đang ngồi đó nói chuyện với Tần Lâm và những người khác. Mặc dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng, nhưng Vu Thiếu Gia cũng cảm thấy kinh ngạc, sau đó hắn nháy mắt với Tào Tinh Tinh, cô ta liền hiểu ra. Sau đó Tào Tinh Tinh bước tới, giống hệt như một người bạn tốt vậy, ra vẻ vô cùng thân mật khoác lấy tay Trúc Linh Linh. Linh Linh, không ngờ cậu lại quen nhiều bạn đến vậy, tại sao lại không giới thiệu cho mình chứ? Trúc Linh Linh hơi ngượng ngùng, Tào Tinh Tinh này cũng lật mặt quá nhanh rồi đấy. Vừa rồi cô ta vẫn còn hết sức kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại làm ra vẻ bản thân sao? Có câu, không ai đánh kẻ chạy lại, tuy Trúc Linh Linh không thích cô ta cho lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn giới thiệu. Tào Tinh Tinh mỉm cười, cậu lợi hại thật đấy, họ toàn là những doanh nhân lớn. Linh Linh, đi cùng tớ vào nhà vệ sinh để trang điểm lại một chút được không? Được thôi, Trúc Linh Linh không từ chối, dù sao đều là bạn đại học, cũng không thể quá cứng nhắc được. Tào Tinh Tinh khoác tay Trúc Linh Linh đi vào nhà vệ sinh, Linh Linh, cậu không đi toilet à? Đi chút đi, dù sao cũng đến rồi, Trúc Linh Linh liền đi vào phòng bên cạnh. Trên mặt Tào Tinh Tinh lộ ra một nụ cười nham hiểm, cô ta nói, vậy được, thế tớ đánh son rồi đợi cậu nhé. Nói xong, Tào Tinh Tinh xoay người bước ra ngoài, sau đó nói nhỏ ở cửa. Phu thiếu gia, được rồi đấy, trên mặt phu thiếu gia lộ ra nụ cười, sau đó hắn bước vào nhà vệ sinh nữ. Tào Tinh Tinh lấy ra một cái bao cao su rồi đưa cho hắn. Phu thiếu gia, có muốn dùng không? Tào Tinh Tinh cũng chẳng phải loại phụ nữ tốt lành gì, nên trên người lúc nào cũng mang theo thứ này. Phu thiếu gia cười lạnh, không dùng. Tào Tinh Tinh mỉm cười, cô ta biết rằng phu thiếu gia sẽ không dùng đến, hãm hiếp con gái nhà lành đương nhiên sẽ không dùng đến thứ này. Tào Tinh Tinh cười nhếch mép, sau đó đứng canh ở trước cửa nhà vệ sinh nữ, rồi cô ta lấy tấm biển, đang dọn dẹp, để ở đó. Phu thiếu gia bước vào nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng xả nước từ phòng bên cạnh. Trúc Linh Linh chỉnh trang lại quần áo xong xuôi rồi bước ra ngoài, vừa định trang điểm lại thì đột nhiên nhìn thấy phu thiếu gia, cô lập tức cau mày, anh làm gì ở đây, đây là nhà vệ sinh nữ. Phu thiếu gia nhìn thẳng vào cô, lúc trước nhìn thấy góc nghiêng của Trúc Linh Linh đã kinh ngạc lắm rồi, bây giờ được diện kiến tận mắt còn kinh diễm hơn người. Đúng là khuynh quốc khuynh thành mà, phu thiếu gia có thân phận như thế nào chứ? Hắn đã chơi đủ loại phụ nữ, thậm chí còn có cả ngôi sao trong giới giải trí, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được thấy một cực phẩm như Trúc Linh Linh. Hơn nữa, Tào Tinh Tinh còn nói rằng trước giờ Trúc Linh Linh chưa từng quen bạn trai, vậy nên cô lại càng thêm tuyệt vời. Ha ha, Trúc Linh Linh phải không, quả nhiên là rất đẹp. Nói xong, phu thiếu gia cởi áo khoác ngoài rồi đặt lên bồn rửa mặt, sau đó hắn chậm rãi cởi cà vạt rồi từ từ tiến lại gần cô. Sắc mặt Trúc Linh Linh đột nhiên thay đổi, anh muốn làm gì, anh là ai, người đâu? Phu thiếu gia cười nhạt, tôi là ai, đợi lát nữa chúng ta, gặp gỡ nhanh, rồi tôi sẽ nói cho em biết, em hét đi, hét nhiệt tình vào, tôi thích nhất cảm giác được chinh phục con mồi. Trúc Linh Linh hét lên vài lần nhưng cảm thấy không có hiệu quả, đây là khách sạn cao cấp, nên ngay cả nhà vệ sinh cũng được cách âm vô cùng tốt, lại thêm việc Tào Tinh Tinh đứng canh ở ngoài, vậy căn bản càng không có ai nghe thấy âm thanh của cô. Sắc mặt Trúc Linh Linh lập tức tái đi, cô nhanh chóng lật cổ tay lại, ấn 3 lần vào chiếc đồng hồ. May mắn thay, cô vẫn luôn đeo bên mình chiếc đồng hồ Tần Lâm tặng, mong rằng lúc này nó sẽ có ích. Rốt cuộc anh là ai, anh nói ra thân phận của mình trước đi, nói không chừng chúng ta còn có thể thương lượng, cùng lắm thì, tôi chơi cùng anh. Trúc Linh Linh biết Tần Lâm đang ở bên ngoài nên cố tình kéo dài thời gian. Phu thiếu gia cười khẩy, không cần,
em phản kháng đi, phục tùng quá tôi lại không thích. Nhưng Vu thiếu gia lại không hề thích ý kiến này của cô, vậy nên kế hoạch kéo dài thời gian của Trúc Linh Linh hoàn toàn vô dụng. Vu thiếu gia đến quần cũng đã cởi ra, lát nữa hắn còn phải dự tiệc, nếu kích tình quá làm rách quần thì cũng không được hay cho lắm. Vu thiếu gia bước từng bước lại gần, sắc mặt Trúc Linh Linh dần lộ ra vẻ hoảng loạn, có điều thỏ nóng này vẫn sẽ cắn người, hơn nữa Trúc Linh Linh là một người phụ nữ mạnh mẽ chứ không phải là một con thỏ trắng. Vu thiếu gia vừa đi qua, Trúc Linh Linh đã giơ chân đạp vào hắn. Tuy nhiên vị Vu thiếu gia đây kinh nghiệm đầy mình, đây không phải lần đầu hắn gặp cảnh này, nên đã chuẩn bị từ sớm. Vu thiếu gia lùi về sau một bước, Trúc Linh Linh đạp vào không trung, cơ thể nghiêng về phía trước, trọng tâm không vững nên ngã trên mặt đất. Vu thiếu gia cười nhạt, ha ha, gan to nhỉ, tôi thích đấy, cơ thể mềm dẻo đấy, tí nữa tôi sẽ dạy em mấy tư thế có độ khó cao. Nói xong, Vu thiếu gia kéo lễ phục của Trúc Linh Linh, xé mạnh. Tần Lâm nói chuyện với Hà Niệm Anh ở bên kia, đột nhiên đồng hồ rung liên tục, hơn nữa đèn tín hiệu màu đỏ lóe sáng. Tần Lâm lập tức nhíu mày, mỗi cô gái đều có đèn tín hiệu màu khác nhau, màu đỏ là tín hiệu cầu cứu của Trúc Linh Linh. Trong hội trường sao lại phát ra tín hiệu cầu cứu? Tần Lâm không dám chậm trễ, vội vàng rút điện thoại ra tra định vị. Trong nhà vệ sinh, Tần Lâm ngẩng đầu nhìn về hướng kia sau đó lập tức chạy qua. Những người khác nhìn thấy Tần Lâm vội vã như vậy cũng lập tức đi theo. Tiểu sư huynh, sao vậy? Tần Lâm không lên tiếng, cứ xông vào phòng vệ sinh ở phía trước, nghe thấy bên trong có tiếng vật lộn, con người lập tức co lại, xem ra chính là chỗ này. Tào Tinh Tinh chặn ở cửa, nhìn thấy đám người Tần Lâm chạy qua, lập tức nhíu mày. Làm gì vậy, chỗ này không được phép đi vào, mấy người mau đi ra. Tào Tinh Tinh giang rộng hai tay, chặn bọn họ lại. Tần Lâm đá một cước vào bụng Tào Tinh Tinh, cút, bịch một tiếng, Tào Tinh Tinh liền bị đá văng ra, va vào tường ở phía sau, mấy miếng gạch sứ ở trên tường nhà vệ sinh bị đập vỡ mất mấy miếng. Miệng Tào Tinh Tinh chảy máu, lục phủ ngũ tạng đau đớn kịch liệt, từ nhỏ đến lớn luôn được yêu chiều, đâu phải trải qua cảm giác đau đớn này. Ngực của Tào Tinh Tinh bóp nghẹt lại, thở không ra hơi, muốn nói gì đó nhưng không nói được. Một cước đá bay Tào Tinh Tinh, Tần Lâm xông vào trong. Bên trong Trúc Linh Linh và Vu thiếu gia đang giằng xé, lễ phục của Trúc Linh Linh bị xé rách, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo ngắn tay bó lấy người, tóc tai bù xù, trông khá hung dữ, mặt còn hằn vết đỏ, có vẻ như vừa bị tát. Đồ chó má, Tần Lâm tiến lên đá một cước như lúc nãy, đá Vu thiếu gia vào trong một gian phòng vệ sinh, vỡ cả cửa phòng, ngồi lên bồn cầu. Lực của cước này không hề nhỏ, suýt nữa khiến hắn gãy xương rồi. Anh Tiểu Lâm, nhìn thấy Tần Lâm đến, Trúc Linh Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, biết Tần Lâm đang ở phía trước, nên cô ấy cũng không quá sợ hãi, chỉ là vừa nãy vật lộn với Vu thiếu gia nên bị thương, bị hắn tát cho một phát. Vu thiếu gia ngồi một lúc lâu, cuối cùng mới đứng lên, mặt đen xì như đít nồi. Tên khốn, dám đánh tao, mẹ kiếp, mày biết tao là ai không? Vu thiếu gia đi ra, đám người Hà Niệm Anh sững so. Vu Phàm Đinh, nhìn thấy người này, Hà Niệm Anh nhíu mày. Nhà họ Vu ở thủ đô, với Hoa Hạ mà nói thì là một gia tộc vô cùng lớn, thế lực lớn như thế này thì dù là Hà Niệm Anh vẫn phải kiêng kỵ. Vu Phàm Đinh phủi lớp bụi trên cơ thể, khó khăn đứng dậy, lạnh lùng nói. Biết tạo là ai rồi còn không mau quỳ xuống, mau liếm sạch sàn nhà. Vu Phàm Đinh nói mấy lời này ra, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng phức tạp, tiểu sư huynh không phải người bình thường, tên Vu Phàm Đinh này cũng không phải người bình thường. Không ai muốn nhìn thấy cảnh hai người này xung đột với nhau. Không dây vào nhà họ Vu ở thủ đô được. Đám người Vương Kim Hải đi lên trước nói, Vu thiếu gia, chuyện này chắc có hiểu lầm rồi, cậu có thể nề mặt mấy người chúng tôi mà cho qua không? Vu Phàm Đinh lạnh lùng cười, cho qua. Hắn đánh tôi mà muốn tôi bỏ qua sao? Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đánh Vu Phàm Đinh tôi cả. Hôm nay tôi mà không giải quyết được chuyện này, thì tôi sẽ không để yên đâu. Mặt mũi của mấy người với nhà họ Vu chúng tôi chẳng là cái thá gì hết, đừng nói vớ vẩn nữa, mau bắt hắn quỳ xuống trước mặt tôi. Dáng vẻ của Vu thiếu gia khiến cho bầu không khí ở đây trở nên vô cùng kỳ lạ, nhà họ Vu ở thủ đô là một gia tộc khổng lồ. Ngay cả Vương Kim Hải, Hà Niệm Anh cũng không dám đắc tội gia tộc này, có thể nói đây là thế lực lớn ở Hoa Hạ. Vu Phàm Đinh không chịu bỏ qua, chẳng lẽ lại bảo tiểu sư huynh quỳ xuống. Trúc Linh Linh nắm lại cánh tay của Tần Lâm. Lo lắng nói, anh Tần, em xin lỗi. Đều vì cô ấy nên mới xảy ra chuyện này,
không ngờ lại đắc tội với một kẻ có máu mặt như vậy. Tần Lâm lạnh lùng mỉm cười, chuyện này vốn không thể bỏ qua được, anh quỳ xuống trước mặt Trúc Linh Linh rồi xin lỗi cô ấy, thì tôi sẽ xem xét đến việc tha cho anh. Lời Tần Lâm vừa dứt, Phù Phàm Đinh cười lớn, buồn cười, đúng là buồn cười thật, ở cái Đông Hải bé nhỏ này mà cũng có người dám kiêu ngạo như thế, được thôi, rất được. Bọn mày nghĩ bọn mày giỏi lắm à, bảo vệ con đàn bà của mày chứ gì, sẽ có lúc mày không ở bên cạnh cô ta, đợi đến lúc mày không ở bên, tao sẽ chơi chết cô ta. Lời của Vu Phàm Đinh không phải đùa, loại thiếu gia của gia tộc lớn như này rất có tiền, lại rất nhàn rỗi, hơn nữa còn hay ghi thù. Hôm nay bị Tần Lâm đá cho một cước như vậy, cả đời này hắn cũng không quên, ra khỏi cánh cửa này hắn sẽ tìm mọi cách để báo thù. Tần Lâm nhíu mày, anh nói đúng đấy, ra khỏi cánh cửa này, sẽ có lúc tôi không đề phòng được anh, lúc ấy thì phiền lắm. Mặc dù đồng hồ có thể phát ra tín hiệu cầu cứu để Tần Lâm biết, nhưng thứ này vẫn có một số điểm yếu, nhỡ may anh ở xa không đến kịp thì dễ xảy ra chuyện không may. Nếu đã vậy, thì anh đừng đi nữa. Nói xong, Tần Lâm liền lao đến chỗ Vu Phàm Đinh. Vu Phàm Đinh hơi sững sờ, sau đó cười lớn. Sao vậy, ý của mày là muốn giữ tao ở lại đây à? Ha ha, mày nghĩ mày là ai? Mày có biết nếu như mất liên lạc với tao trong vòng 12 giờ thì nhà họ Vu ở thủ đô sẽ báo thù như nào không? Mày có tin đến lúc đó đừng nói là mày, mà cả Đông Hải cũng không chịu nổi không? Tần Lâm cười nhạt, không tin. Nói xong, Tần Lâm tiến lên bóp cổ Vu Phàm Đinh, năm ngón tay dùng sức, rắc một tiếc, cổ của Vu Phàm Đinh bị bẻ gãy, chết ngay tại chỗ. Mọi người lập tức há hốc mồm, trợn to mắt. Sự quyết đoán của Tần Lâm nằm ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả đại tướng quân hàm năm sao như Vương Kim Hải cũng không thể ra đòn quyết đoán như Tần Lâm. Đây là nhà họ Vu ở thủ đô ấy. Thiếu gia nhà họ Vu, nói chết là phải chết. Độc ác quá, Vương Kim Hải phản ứng lại rất nhanh, lập tức ra lệnh. Đầu tiên phong tỏa chỗ này, uyển chuyển mời khách khứa ra về, không cho phép bất kỳ ai được lại gần chỗ này, mau xử lý đi. Chuyện đã vậy rồi, mọi người đều phải xử lý, đắc thể loại tội nhà họ Vu ở thủ đô đương nhiên là một chuyện vô cùng phiền phức, có điều chuyện này không thể khiến mấy ông chủ bà chủ lớn sợ hãi được. Vu Phàm Đinh trợn mắt, chết không nhắm mắt. Đến chết vẫn không tin được tên họ Tần này lại độc ác đến vậy, dám giết hắn. Tần Lâm bóp chết Phù Phàm Đinh như bóp chết một con kiến, ra tay xong liền vứt xác hắn trên mặt đất. Sau đó bình tĩnh nói, nếu như nhà họ Vu báo thù, thì để bọn họ tìm tôi là được rồi. Nói xong, Tần Lâm đưa Trúc Linh Linh đi ra ngoài. Đám người Vương Kim Hải trổ mắt nhìn nhau, đều hít vào một hơi, cảm thấy ghê người. Nhà họ Vu là gia tộc vô cùng lớn của Hoa Hạ. Dù là bọn họ thì cũng không dám dây vào, tiểu sư huynh kinh khủng quá. Ý của tiểu sư huynh là không cần chúng ta giúp đỡ. Một mình tiểu sư huynh có thể xử lý được nhà họ Vu sao? Nếu như nhà họ Vu dùng toàn lực, e rằng, Tôn Kiến Dân đột nhiên nói, yên tâm đi, tiểu sư huynh đã tự tin như vậy thì chắc chẳng coi nhà họ Vu ra gì. Hơn nữa, nếu chúng ta không đánh lại nhà họ Vu thì còn có sư phụ mà. Tôn Kiến Dân nói như vậy, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, còn có sư phụ mà. Sư phụ ẩn cư ở vùng núi sâu quanh năm, bọn họ đương nhiên không thể gặp nhau, nhưng tiểu sư huynh là đệ tử cuối cùng, theo sư phụ 10 năm, phần tình cảm này vô cùng sâu nặng, nếu như tiểu sư huynh gặp nguy hiểm, sư phụ nhất định sẽ xuống núi. Một khi sư phụ xuống núi, thì nhà họ Vu chó má chả là cái thá gì. Bà cụ và Trúc Minh đứng bên ngoài đợi mãi, lúc nãy không biết vì sao mà mọi người đều bị đuổi ra ngoài, vậy nên bọn họ chỉ có thể đứng ngoài đợi. Đợi mãi mà không thấy Trúc Linh Linh đâu, nhưng lại tình cờ gặp được Tiết Đại Lâm. Mặc dù Tiết Đại Lâm không thường xuyên xuất hiện trên TV, nhưng rất nhiều người biết cậu ta, bà cụ hôm qua còn đặc biệt tra tư liệu của Tiết Đại Lâm, đương nhiên vừa nhìn liền nhận ra. Tiết thiếu gia, Tiết Đại Lâm sững sờ, bà là ai? Tôi là bà nội của Trúc Linh Linh. Tiết Đại Lâm gật đầu, xin chào Trúc lão phu nhân. Bà cụ có hơi kích động. Nghĩ đến chuyện sau này Tiết Đại Lâm có thể trở thành cháu rể của nhà bọn họ thì có mặt mũi lắm, con rể quý đó. Tiết thiếu gia, dạo này quan hệ của cậu với Trúc Linh Linh như thế nào? Tiến triển đến đâu rồi? Bà cụ và Tiết Đại Lâm cũng chẳng có gì để nói với nhau, nên đành nhắc đến Trúc Linh Linh. Tuy nhiên bà vừa hỏi như vậy, mặt Tiết Đại Lâm biến sắc. Bà nói như vậy là có ý gì, tôi với Trúc tiểu thư có quan hệ gì chứ? Tốt nhất là bà đừng nói vớ vẩn nữa. Bà cụ sững sờ, Tiết thiếu gia không cần ngại, Trúc Linh Linh nhà chúng tôi từ nhỏ đã xinh đẹp,
cũng có thể coi là người đẹp nhất Đông Hải, hai người trời sinh là dành cho nhau, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Tiết Đại Lâm nghe xong thì mặt còn đen hơn, bà cụ này nói năng kiểu gì vậy, Trúc Linh Linh là chị dâu cậu ta, bạn gái của anh Tần, lời này mà truyền đến tại anh Tần thì đúng là bêu xấu cậu ta rồi. Câm mồm, nói nhăng nói cuội, đừng nói vớ vẩn nữa, nếu không tôi xử mấy người. Bà cụ hơi giật mình, sao lại nói như vậy, rõ ràng bà đang nịnh nọt, tâng bốc cậu ta mà, sao cậu ta lại tức giận vậy? Tiết thiếu gia, cậu hiểu nhầm rồi, ý của tôi là, tôi rất ủng hộ việc cậu và Linh Linh qua lại với nhau, nếu như nhà cậu vội thì chúng ta có thể chọn ngày thành hôn. Tiết Đại Lâm thay đổi sắc mặt, tát thẳng vào mặt bà cụ. Bốp một tiếng giòn tan, Tiết Đại Lâm trợn trừng mắt, lạnh lùng nói, bà câm miệng cho tôi. Cút, bà cụ bị đánh đến sững sờ, đây là chuyện gì vậy, đang nói chuyện vui vẻ, sao lại đánh người khác? Nhà họ Hà mấy người gửi tặng Trúc Linh Linh biết bao vàng bạc châu báu, không phải là xính lễ sao, sao khi bàn về chuyện cưới hỏi lại tức giận vậy? Tiết Đại Lâm tát bà cụ xong, liền quay người tức giận rời đi. Bà cụ đứng ở đó, mặt đỏ lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vốn cho rằng có thể mở cuộc họp báo, tiến vào xã hội thượng lưu, đứng cùng chỗ với những thương gia lớn, nhưng kết quả lại bị tát một phát trước mặt mọi người, mà đối phương còn là Tiết Đại Lâm, bà cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhịn trong lòng. Chẳng mấy chốc, Tần Lâm đi ra cùng Trúc Linh Linh. Bà cụ vừa nhìn thấy váy áo của Trúc Linh Linh không chỉnh tề, liền cho rằng là bị Tần Lâm xé, lập tức nổi giận. Tên họ Tần kia, cậu làm gì với Trúc Linh Linh vậy? Mắt bà cụ trợn to, đỏ lừ. Tần Lâm, cậu dám làm mấy chuyện xúc sinh này với Linh Linh, cậu có tin tôi đánh chết cậu không? Bà cụ giơ gậy định ra tay, Trúc Linh Linh nhíu mày, vội vàng ngăn bà lại. Bà nội, không phải do anh Tiểu Lâm làm, mau đi thôi. Trúc Linh Linh kéo áo khoác của Tần Lâm, vội vã vào trong xe. Bà cụ trừng mắt nhìn Tần Lâm, tên họ Tần kia. Về sau đừng có qua lại với nhà họ Trúc chúng tôi nữa. Sau này Linh Linh sẽ là con dâu của nhà họ Hà, không còn quan hệ gì với cậu nữa, cậu đừng có các ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, hừ. Nói xong bà cụ cũng quay người lên xe, tự nhiên bị tát một cái, hôm nay xui xẻo thật. Đưa Trúc Linh Linh lên xe xong, Tần Lâm chuẩn bị quay về xử lý chuyện của Vu Phàm Đinh, nếu như nhà họ Vu ở thủ đô có gì bất mãn, Tần Lâm cũng không ngại xóa sổ cả nhà bọn họ, có điều khi chuẩn bị quay về khách sạn, đột nhiên nhìn thấy một nhóm người đang chạy qua. Nhóm người này cũng có đến mấy chục người, cầm máy quay đang quay gì đó. Tần Lâm đứng trên bục, tầm nhìn khá tốt, nhìn kỹ thì thấy một người quen. Tô Văn Kỳ, Tô Văn Kỳ đứng ở giữa đang chạy như điên, xung quanh cô ấy là trợ lý, quay phim và một số nhân viên công tác. Tần Lâm sững sờ, đang quay phim sao? Chạy đến trước khách sạn, Tô Văn Kỳ ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Tần Lâm, lập tức sững sờ, sau đó chạy đến chỗ anh. Có hai anh quay phim chĩa ống kính vào Tần Lâm, chớp mắt đã lao đến. Tô Văn Kỳ vọt đến bên cạnh Tần Lâm, đeo kính râm, ra vẻ lạnh lùng. Xin chào, tôi là Tô Văn Kỳ, chúng tôi đang quay chương trình thực tế, cần một người hợp tác cùng, anh có thể giúp không? Tần Lâm hơi sửng sốt, hóa ra không phải quay phim mà là quay chương trình thực tế. Tần Lâm cũng xem qua một số chương trình thực tế trên TV như Running Man, Cực Hạn Khiêu Chiến, rất nhiều ngôi sao lớn đều tham gia, cũng khá thú vị. Không ngờ chương trình này lại mời được cả Tô Văn Kỳ, có vẻ được đầu tư khá lớn. Nếu như là ngôi sao khác, Tần Lâm đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng Tô Văn Kỳ đã mời, anh đương nhiên phải nề mặt rồi. Có thể. Tô Văn Kỳ đứng trước ống kính, vẫn tỏ ra lạnh lùng như vậy, dù là với ai thì cô ấy vẫn phải giữ nguyên thiết lập lạnh lùng xinh đẹp. Cả đường phải giả vờ như không quen Tần Lâm, hai người như người dưng nước lạ, không ngừng trò chuyện với nhau mấy câu. Người xem đứng bên và nhân viên công tác đều vô cùng ngưỡng mộ, có thể kết hợp với Tô Văn Kỳ thì thật hạnh phúc, người qua đường này chắc cũng vui muốn chết. Nội dung của mấy chương trình thực tế thường là mấy ngôi sao tham gia một số trò chơi, sau đó được chỉnh sửa cắt xén rồi mới được chiếu, cũng được coi là một chương trình truyền hình rất hot. Chương trình này tên là Running Man, mời không ít ngôi sao lớn có độ hot ngang Tô Văn Kỳ. Đúng lúc có một vòng cần mời người qua đường hợp tác chơi trò chơi. Tô Văn Kỳ vẫn đang nghĩ không biết tìm ai thì gặp Tần Lâm, thực sự may quá. Đến địa điểm tổ chức trò chơi, nhìn thấy có 4-5 đội đang đợi ở đó. Còn có một MC đến phỏng vấn Tần Lâm. Chào anh, được Tô Văn Kỳ chọn đúng là hạnh phúc nhỉ, xin hỏi anh là fan của Thiên Hậu Tô à? Tần Lâm nghĩ một lúc, cũng được coi là vậy.
Nhiều ngôi sao như vậy, anh cũng chỉ biết mỗi Tô Văn Kỳ, miễn cưỡng cũng được coi là fan. Tô Văn Kỳ rất muốn cười trộm, nhưng ống kính đang chĩa vào mình nên chỉ có thể nhịn. Được rồi, vòng thi thứ nhất là thi độ ăn ý, xem ngôi sao của chúng ta với người xa lạ có ăn ý không. Nội dung trò chơi rất đơn giản, dù sao cũng có người qua đường tham gia, chương trình cũng sẽ không làm khó người chơi. Nội dung đại khái là có người hỏi, hai người sẽ phải cùng lúc viết đáp án, trả lời đúng là có điểm. Tần Lâm và Tô Văn Kỳ mỗi người cầm một chiếc bảng trả lời câu hỏi, sau đó đứng đối mặt với nhau. MC nói, câu hỏi đầu tiên, Tô Văn Kỳ thích ăn món gì nhất, xin mời trả lời. Chẳng mấy chốc, hai người đã viết đáp án, giơ bảng. Bún ốc, đáp án giống nhau, đều là bún ốc. MC cười nói, vừa nãy tôi hỏi anh đây có phải fan của Tô Văn Kỳ không, anh nói cũng được coi là fan, bây giờ có vẻ như không phải vậy nhỉ, thiên hậu Tô thích anh gì anh liền viết ngay, rõ ràng là fan của thiên hậu Tô rồi. Tần Lâm lạnh lùng cười, cũng không nói gì, đa số fan đều biết Tô Văn Kỳ thích ăn bún ốc, bởi vì cô thường xuyên đăng ảnh món này trên Facebook. Chỉ cần là fan theo dõi Facebook của cô ấy một thời gian là biết Tô Văn Kỳ là một người thích ăn vặt có tiếng. Có điều Tần Lâm không biết được điều này từ mạng xã hội, lúc trước anh hay đi ăn đêm với cô, nên khá hiểu khẩu vị của cô, có điều trước ống kính thì không tiện nói ra chuyện này. Câu hỏi thứ hai, Tô Văn Kỳ thích màu nào? Hai người không do dự viết màu rượu vang đỏ. MC nhìn thấy đáp án lại kinh ngạc, mặt cười cười nhìn Tần Lâm nói. Còn bảo là không phải fan của Thiên Hậu Tô à? Rất nhiều fan không trả lời được Thiên Hậu Tô thích màu nào đâu, anh trả lời nhanh như vậy, dù là tôi fan trung thành của Thiên Hậu Tô 5 năm thì cũng không biết Thiên Hậu thích màu nào, anh lợi hại thật đấy. Khụ khụ, Tần Lâm có hơi ngại ngùng, Tô Văn Kỳ thích màu nào anh cũng không biết, có điều lần trước ở nhà anh, Tô Văn Kỳ uống say, Tần Lâm vô ý nhìn thấy nội y của cô ấy màu rượu vang đỏ, nên mới đoán bừa. MC nhìn Tô Văn Kỳ một cái, lập tức cười nói. Chị Tô, sao mặt chị đỏ vậy? Tô Văn Kỳ đương nhiên biết tại sao Tần Lâm biết đáp án, vậy nên sẽ hơi đỏ mặt. Tên này, mình mặc nội y màu gì thì mình thích màu ấy chắc. Vớ vẫn thật, hai vòng sau, mấy tổ khác trả lời cũng khá tốt, bởi vì là tổ đội giữa ngôi sao và người qua đường, nên cũng nhiều người biết sở thích, cuộc sống của mấy ngôi sao lớn. Một ngôi sao trẻ trông có vẻ hơi gái tính nhìn Tần Lâm, khinh thường nói. Fan của Văn Kỳ nhiều như vậy, trò chơi này chả công bằng gì cả. Nói như đùa. Nhưng khi nhìn Tần Lâm lại hơi có chút đối địch. Tần Lâm cũng biết ngôi sao này, quen Tô Văn Kỳ xong, anh cũng quan tâm nhiều hơn về giới giải trí. Người đàn ông này tên là Lục Phàm, là ngôi sao mới nổi đang rất hot. Khả năng ca hát cũng thường thôi, kỹ thuật biểu diễn thì kém, nhưng có khuôn mặt đẹp, nên công ty đại diện dồn sức PR cho anh ta nên bây giờ rất hot. Số lượng fan nhiều hơn cả Tô Văn Kỳ, có điều bên trong có bao thực lực thì không biết. Tần Lâm quay đầu nhìn Lục Phàm. Từ ánh mắt của Lục Phàm, có thể thấy được sự cảnh cáo và khó chịu. Lúc trước có một số tin đồn về Lục Phàm, nói Lục Phàm đang tạo couple với Tô Văn Kỳ, cũng có người nói bọn họ đang thực sự qua lại với nhau. Mặc dù đây chỉ là tuyên truyền cho chương trình thực tế nhưng rất nhiều kênh truyền thông đều nói bọn họ có quan hệ với nhau, điều này chứng minh hai người bọn họ thực sự có quan hệ. Tất cả mọi người đều chờ đợi đến điểm cao trào của chương trình thực tế này, ngày thường thường nhìn thấy bọn họ hát hoặc dự dạ tiệc. Nhưng trong chương trình thực tế, hai người bọn họ nhất định phải phối hợp với nhau. Chỉ cần xuất hiện trong cùng khung hình là có thể đoán được hai bọn họ có thực sự yêu nhau không. Tần Lâm coi như không thấy ánh mắt cảnh cáo của Lục Phàm. MC cầm tấm thẻ trên tay đột nhiên nói, hai câu hỏi lúc nãy dễ quá, không thể coi là thi độ ăn ý được, tiếp theo chúng ta đổi cách khác. Tiếp theo tất cả câu hỏi đều liên quan đến người qua đường. Mọi người lập tức sững sờ, ủa chơi vậy ai chơi? Đâu quen biết gì người qua đường đâu, chỉ kéo bừa một người đến đấy thôi mà, ai biết được thói quen, cuộc sống, tính cách của bọn họ, muốn chơi chắc chỉ có đoán bừa. Được rồi, câu thứ nhất, người bạn qua đường này thích ăn gì nhất? Xin mời trả lời, mọi người lập tức viết lên bảng, dù sao cũng không biết, viết bừa là được. Tần Lâm và Tô Văn Kỳ đều nghĩ ra đáp án, đều viết xiên thịt dê. Mọi người lập tức hét lên, MC cũng sững sờ, liên tục vỗ tay. Wow! Không hồ là chị Tô, may mắn quá, vậy mà cũng đoán đúng. Tô Văn Kỳ rất muốn cười, bởi vì cô ấy ăn cơm với Tần Lâm nhiều lần rồi, biết rõ thói quen ăn uống của Tần Lâm. MC cười nói, có vẻ như là chị Tô đoán bừa, dù sao xiên thịt dê ở Đông Hải cũng nổi tiếng, rất nhiều người thích ăn món này, nhưng không thể không nói chị Tô may mắn quá,
bây giờ xin mời mọi người đoán câu hỏi cuối cùng, nếu như trả lời đúng, thì sẽ là quán quân của vòng này. MC hỏi, xin hỏi, người bạn qua đường thích địa điểm du lịch nào? Mọi người sững sờ, bắt đầu viết bừa. Hồ Tây, Trường Thành, Thiên An Môn, cứ viết bừa mấy địa điểm du lịch là được, dù sao cũng không đoán đúng được. Được rồi, hết giờ rồi, mời mọi người giơ bảng. Tần Lâm và Tô Văn Kỳ lật bảng cùng lúc, bên trên đều viết ba chữ núi Thanh Mai. Hai người nhìn nhau, nhân lúc mọi người không chú ý, Tô Văn Kỳ nháy mắt với Tần Lâm. Máy quay không quay lại được cảnh ấy, người khác đều nhìn bảng trả lời chứ không chú ý đến chỗ này, vậy nên Tô Văn Kỳ mới dám nghịch một tí. Có điều nháy mắt xong lại quay lại dáng vẻ lạnh lùng xinh đẹp như mọi khi. Tần Lâm đột nhiên cảm thấy thú vị, e rằng chỉ có Tần Lâm nhìn thấy mặt đáng yêu, dịu dàng của cô gái này. Hai người đều viết núi Thanh Mai, lập tức khiến người xem đứng xung quanh kinh ngạc hét lên. Có điều nhiều người đều biết chương trình thực tế thực ra có sẵn kịch bản, biết đâu người qua đường này là do chương trình đã sắp xếp sẵn, vậy nên cũng không cảm thấy kỳ lạ, dù sao cũng chỉ cần chương trình có hiệu quả là được. Lại chơi thêm mấy trò chơi nữa, vốn không có gì, nhưng đến trò cuối, mọi người đột nhiên cảm thấy sốt sắng. Bởi vì trò cuối là truyền thẻ bằng miệng, nhiều người đã từng xem qua trò này trên mạng rồi, trong hôn lễ cũng rất thịnh hành trò này. Nam hoặc nữ sẽ dùng miệng hút lá bài. Sau đó chuyển cho đối phương, không được dùng tay. Nếu như không cẩn thận làm rơi lá bài, thì sẽ hôn luôn đối phương, có thể coi là một trò chơi khá mờ ám khi tụ tập. Mấy ngôi sao trẻ tuổi cùng chơi trò này sẽ thu được sự chú ý của mọi người. Mọi người lại rút thăm quyết định vị trí đi. Mọi người đều đến chỗ MC rút thăm. Một cô gái qua đường rút được số 1, còn Tô Văn Kỳ rút được số 2. Khi mở ra thấy số 2, Tô Văn Kỳ nhìn mấy tờ giấy trong thùng kia. Giờ ra xem một chút rồi chạy về. Đứng trước mặt Tần Lân, ôm miệng giả như xoa mũi, nói nhỏ với anh. Lấy cái cuối cùng bên trái. Những người còn lại đều lần lượt bốc thăm. Tần Lâm bốc thăm theo hướng dẫn của Tô Văn Kỳ, lấy tờ giấy cuối cùng bên trái, mở ra là số 3. Thế là bên trái Tô Văn Kỳ là một cô gái, bên phải là Tần Lâm. Nhìn thấy số thứ tự của hai người, Tô Văn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nếu như bảo chơi trò này với người khác chắc cô không chịu nổi. Sau khi Tần Lâm rút được số 3, đột nhiên Lục Phàm chạy lại, khẽ vỗ lên vai Tần Lâm, nói nhỏ. Của anh là số 3 nhỉ, đổi cho tôi đi. Tần Lâm nhíu mày, giọng điệu ra lệnh này của Lục Phàm khiến anh không thoải mái, không đổi. Lục Phàm nhíu mày, không ngờ có người dám từ chối mệnh lệnh của anh ta. Anh yên tâm, tôi sẽ đưa anh ít tiền, anh nhường tôi đi. Tần Lâm lạnh lùng cảnh cáo anh ta, anh không hiểu lời tôi nói à, tôi nói rồi, không đổi. Lời Tần Lâm hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lại đây, mặt Lục Phàm trầm xuống, có điều vẫn kiên nhẫn nói. Anh xem, anh cũng chỉ là một người qua đường, còn tôi với Tô Văn Kỳ đang là chủ đề nóng được mọi người bàn tán, tôi mà được đứng cạnh Tô Văn Kỳ sẽ đem lại hiệu quả tốt cho chương trình, anh thấy thế nào? Nói xong, tay Lục Phàm vỗ lên vai Tần Lâm, năm ngón tay còn dùng sức, bóp chặt lấy vai anh. Tần Lâm nhíu mày, hất tay Lục Phàm xuống. Cùng lúc đó, hai ngón tay bóp lên cổ tay của anh ta. Cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, mặt Lục Phàm lập tức tái nhợt, đầu toát đầy mồ hôi lạnh, cả người dần khuỵu xuống. Tần Lâm lạnh lùng nói, nghe không hiểu hay là bị điếc, mặt Lục Phàm thay đổi, không ngờ tên nhãi có tướng mạo xấu xí này lại mạnh đến vậy, Tần Lâm mà bóp mạnh hơn chắc tay anh ta gãy mất. Tần Lâm cũng không quá đáng, thả tay hất Lục Phàm ra. Cả người Lục Phàm toát đầy mồ hôi lạnh, vuốt lấy cổ tay, đứng bên cạnh. Mặt lộ vẻ thâm độc, không biết đang nghĩ gì. Trò chơi bắt đầu, cô gái qua đường hút lấy lá bài, cẩn thận truyền cho Tô Văn Kỳ, sau đó, Tô Văn Kỳ lại truyền lá bài cho Tần Lâm. Khi hai người sắp chạm vào nhau, đột nhiên lá bài rơi xuống. Giống y hệt trong tưởng tượng, trò chơi này nhất định sẽ xảy ra chuyện rơi lá bài, quan trọng là ai là người làm rơi. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không phát hiện ra lá bài bị rơi. Tô Văn Kỳ bị Tần Lâm hôn. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa, đôi môi của cô như thạch hoa quả vậy, mềm mại thơm ngọt, lại đàn hồi. Hai người sợ đến mức giật mình, lập tức tách nhau ra. Mặt Tô Văn Kỳ đỏ rực lên, có điều vẫn giữ vững dáng vẻ lạnh lùng, vẻ mặt này khiến cô càng thêm mê người. Wow, người xem lập tức bắt đầu la ó, đây là nụ hôn đầu tiên của chị Tô trên màn ảnh đó. Lần đầu nhìn thấy chị Tô chịu chơi như vậy, hôn cả fan nam của mình. Ngày mai nhất định sẽ trở thành tiêu đề của vô số bài báo. Lục Phàm đứng bên tức muốn chết,
vốn đáng nhẽ là cơ hội của anh ta, kết quả lại bị người qua đường này cướp mất, thằng khốn. Sau khi chơi một trò khác, vòng chơi cùng người qua đường đã kết thúc, mọi người cảm ơn nhau, bọn Tần Lâm cũng rời đi. Lúc chuẩn bị đi, Tô Văn Kỳ lén nháy mắt với Tần Lâm, trông cô ấy chẳng có vẻ gì là ngại ngùng sau nụ hôn lúc nãy, thậm chí Tần Lâm có nghi không biết lúc nãy có phải cô gái này cố ý không. Tối đó, chương trình thực tế được chiếu, Running Man được tuyên truyền rất lâu, vậy nên vừa được chiếu đã thu hút vô số người đón xem, hơn nữa tuyên truyền cũng rất khoa trương. Chị Tô bị người đàn ông thần bí hôn lần đầu trên màn ảnh. Đây là một tin vô cùng hot, lần đầu chị Tô tham gia chương trình thực tế, mà lại hăng như vậy sao? Vừa chiếu, mọi người lập tức đón xem, ngay cả Tần Lâm cũng không phải ngoại lệ, dù sao cũng có liên quan đến anh. Có điều khi chiếu, mọi người vô cùng thất vọng, tổ sản xuất chương trình đúng là treo đầu dê bán thịt chó mà. Cảnh Tô Văn Kỳ và Tần Lâm hôn nhau bị cắt mất. Hơn nữa lúc hai người hôn nhau còn bị một cái mim to đùng chắn mất. Trông hai người như chỉ chạm nhau một chút, chứ không hôn, mọi người không ngừng mắng tổ sản xuất chương trình. Suy nghĩ của người xem đều giống nhau, nếu như thực sự hôn nhau, vậy tổ sản xuất nhất định sẽ không che đi như vậy, bây giờ cảnh ấy lại bị che mất, rõ ràng là không hôn. Chuyện này trôi qua nhất nhanh, có điều cả chương trình đều được quay khá tốt, dù sao cũng toàn là ngôi sao nổi tiếng tham gia. Lần đầu mọi người nhìn thấy chị Tô chơi trò chơi với những ngôi sao khác, cũng rất thú vị, chương trình cũng được coi là khá hot, chẳng mấy chốc, Tô Văn Kỳ đã gửi tin nhắn Zalo cho anh. Ê, xem chương trình chưa, cảnh của anh bị cắt khá nhiều, chả có mấy. Tần Lâm cười, thế thì tốt, tôi không muốn xuất hiện trên truyền hình. Dù sao không ít người quen Tần Lâm, anh mà xuất hiện trên truyền hình sẽ gây ra nhiều rắc rối. May mà tổ sản xuất của chương trình cắt mất. Chỉ giữ lại vài khung hình phía xa xa của Tần Lâm, ngoại trừ những người rất thân ra chắc không ai nhận ra, dù sao mọi người đều chỉ chú ý đến chị Tô và Lục Phàm thôi, chẳng ai quan tâm mấy khách mời qua đường này. Tô Văn Kỳ gửi tin nhắn tiếp, đó là nụ hôn đầu của tôi, anh phải đền bù cho tôi, nói xong còn gửi mấy cái meme kỳ dị qua. Tần Lâm nhìn dòng chữ này, anh cảm thấy nực cưỡi, ai có thể ngờ rằng một Tô Văn Kỳ lạnh lùng trên sóng truyền hình thực tế lại có tính cách thế này. Cô muốn bồi thường thế nào? Một lúc sau, Tô Văn Kỳ gửi định vị cho Tần Lâm, mời tôi ăn đồ ăn vặt đi. Ngựa ơi, phụ nữ này ngoài lúc làm việc ra, trong đầu toàn nghĩ đến đồ ăn. Tần Lâm và Tô Văn Kỳ nhanh chóng gặp mặt giống như đặc nhiệm liên lạc với nhau vậy, hai người đi dạo ở phố đồ ăn. Đây là phố đồ ăn của một trung tâm thương mại, ít người nhưng đồ ăn cũng khá ngon. Tô Văn Kỳ chỉ đeo kính đen chứ không đeo khẩu trang. Chỗ này tôi thường xuyên đến. Lát nữa nói không chừng anh có thể gặp được rất nhiều người nổi tiếng đấy. Đây là nơi người nổi tiếng thường xuyên đến, minh tinh nào cũng từng gặp, vì thế những cửa hàng ổ trong đây cũng quen rồi, sẽ không xuất hiện kiểu fan cuồng theo đuổi thần tượng, gặp thiên hậu như Tô Văn Kỳ cùng lắm cũng chỉ xin chụp ảnh cùng, vì thế để lộ thân phận cũng không sao. Hai người vừa ăn vừa đi dạo xem, đột nhiên bắt gặp một vị khách không mời mà đến. Là Lục Phàm, có trợ lý vệ sĩ đi bên cạnh Lục Phàm, đeo kính râm. Dáng vẻ vênh váo ngạo mạn, anh ta cũng rảnh rỗi đến đây. Lục Phàm thấy Tô Văn Kỳ và Tần Lâm đi cùng nhau, lập tức biến sắc, có chút ghen ghét. Văn Kỳ, hai người quen nhau sao? Tô Văn Kỳ lạnh lùng nói, liên quan gì đến anh? Lúc này Lục Phàm cũng không rõ hai người đã quen nhau từ trước hay liên lạc với nhau từ chương trình thực tế hôm qua. Tóm lại hẹn gặp riêng Tô Văn Kỳ, đây là sự đe dọa rất lớn đối với Lục Phàm. Lục Phàm mới xuất đạo chưa được bao lâu nhưng do có sự lăng xê của công ty đại diện cùng vận may tốt nên bây giờ rất nổi tiếng. Anh ta luôn ôm mộng có được Tô Văn Kỳ, trước khi xuất đạo rất thích cô, lúc đó chỉ dám ngắm từ xa. Nhưng sau khi nổi tiếng, anh ta cảm thấy mình có cơ hội với Tô Văn Kỳ, hơn nữa bây giờ hai người đều là minh tinh, thậm chí còn được gọi là kim đồng ngọc nữ, hai người ở bên ngoài thực sự trông rất hợp. Cho dù là thiên thời địa lợi hay nhân hòa đều hướng về phía Lục Phàm. Đương nhiên anh ta sẽ nghĩ rằng mình có thể dễ dàng có được Tô Văn Kỳ. Chương trình thực tế lần này chính là cơ hội tốt, nhân cơ hội này để chiếm lấy Tô Văn Kỳ, nhưng có người xuất hiện giữa đường khiến anh ta bực mình, lẽ nào tin đồn trước đây của Tô Văn Kỳ là thật sao, cô có bạn trai rồi. Tối qua lúc quay chương trình, Tần Lâm uy hiếp Lục Phàm, anh ta còn nhớ như in, vì thế lần này anh ta đã dẫn theo vệ sĩ. Anh với Văn Kỳ có quan hệ gì? Lục Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Lâm. Hỏi với giọng điệu chất phất. Tần Lâm cưỡi khầy, anh đúng là điếc thật rồi, không nghe thấy Tô Văn Kỳ nói liên quan gì đến anh sao?
Láo toét, vừa dứt lời, vệ sĩ xuất hiện đi đến bên cạnh Tần Lâm, cao to dũng mãnh, đùng đùng sát khí, cho dù không biểu cảm gì, nhưng lại đem đến cảm giác áp lực giống như bị núi Thái Sơn đè đầu vậy. Tuy nhiên Tần Lâm không thay đổi sắc mặt, ánh mắt còn mang chút khinh bỉ, không hề có ý sợ hãi. Điều này khiến bọn họ thấy kỳ lạ, tên này không hề đơn giản. Lục Phàm cau mày vẫn giữ dáng vẻ vênh váo, anh ta nói. Rời xa Văn Kỳ, muốn bao nhiêu tiền, anh ra giá đi. Không đợi Tần Lâm nói, Tô Văn Kỳ mở lời trước. Lục Phàm, có phải anh coi trọng mình quá rồi đúng không? Tôi nói cho anh biết, tốt nhất đừng có mà làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Nói xong, Tô Văn Kỳ trừng mắt nhìn anh ta rồi khoác tay Tần Lâm đi lướt qua. Lục Phàm u ám mặt mày, lúc Tô Văn Kỳ đi qua người bọn họ, đột nhiên anh ta nói. Tô Văn Kỳ, đừng quên, chú tôi là nhà tài trợ cho chương trình thực tế lần này. Nói xong Lục Phàm phẫn nộ lao ra ngoài, Tô Văn Kỳ vẫn đứng đó, sắc mặt có chút khó coi. Tần Lâm hỏi, sao nào, thiếu nhà tài trợ sao? Chẳng qua chỉ là tài trợ một chương trình thôi mà, nếu Tô Văn Kỳ cần, Tần Lâm có thể dễ dàng tìm vài nhà tài trợ cho cô ấy. Tuy nhiên Tô Văn Kỳ lại lắc đầu, chuyện này không đơn giản như thế, nếu chỉ cần nhà tài trợ, tôi cũng có thể tìm được rất nhiều, nhưng nhà tài trợ lần này đã viết trong hợp đồng, nếu họ rút lui giữa chừng thì coi như là chúng tôi vi phạm hợp đồng. Trước đó chúng tôi đã ký một vài hợp đồng với tổ sản xuất chương trình, trong đó có mấy điều khoản ngang ngược, nếu vì quan hệ của nghệ sĩ khiến nhà phát triển rời đi, tôi phải đền rất nhiều tiền. Tần Lâm cau mày, còn có chuyện này sao? Ký điều khoản ngang ngược trong giới giải trí cũng không phải chuyện gì mới mẻ, rất nhiều công ty đều như thế, dùng hợp đồng kiểu này để trói buộc nghệ sĩ. Ngộ nhỡ nghệ sĩ nào đó nổi rồi muốn làm việc ở nơi khác, công ty còn có thể dùng khoản bồi thường khổng lồ để trói buộc người đó. Mặc dù Tô Văn Kỳ là thiên hậu nhưng trước đó cũng từng ký hợp đồng kiểu này. Theo lý mà nói, cho dù bây giờ Tô Văn Kỳ muốn sang nơi khác làm việc, hoặc chuyển nghề, công ty quản lý cũng sẽ không dùng cái này để uy hiếp cô. Bởi vì thiên hậu Tô đã có đủ quyền lực để đối kháng với công ty siêu cấp, trừ khi là vạn bất đắc dĩ, nếu không bọn họ sẽ không từ bỏ hợp tác với Tô Văn Kỳ. Tần Lâm cũng hiểu những chuyện này, vì thế anh mới thấy khó hiểu, Tô Văn Kỳ có gì phải lo lắng chứ? Tô Văn Kỳ lắc đầu, tên Lục Phàm này có chút quan hệ, nếu anh ta cố ý muốn đối đầu với tôi, sợ rằng chuyện tài trợ không dễ giải quyết, bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, đi ăn trước đi. Tô Văn Kỳ cũng chẳng để tâm đến tên Lục Phàm nữa, tiếp tục vui vẻ đi ăn với Tần Lâm. Kết quả, hai người còn chưa ăn hết đồ ở phố đồ ăn thì Facebook bùng nổ tin tức. Ai Mỹ Yêu phẩm thoái vốn, bởi vì Tô Văn Kỳ, nhà tài trợ chính của Running Man thoái vốn, rút khỏi tổ chương trình, hủy tài trợ. Tin này vừa tung ra lập tức tạo một làn sóng dữ dội, đây là tin tức do tài khoản chính thức của Ái Mỹ Yêu phẩm đăng, chắc chắn chính xác. Trong mười mấy phút lập tức lên top một hot search, nhiều cư dân mạng bắt đầu lo lắng. Chị Tô sắp hết thời rồi, việc nhà tài trợ thoái vốn đúng là hiếm thật. Đúng vậy, Running Man mới phát sóng một tập, bây giờ thoái vốn, sợ rằng tổn thất rất nghiêm trọng. Chị Tô đúng là đỉnh thật, nhưng mánh khóe không thể nào bằng những ông chủ lớn được. Chắc lần này đắc tội với người ta chăng? Vợ vẫn còn phải ra tòa đấy, không biết chị Tô phải đền bao nhiêu tiền. Tôi là luật sư, để tôi tính xem, nếu chị Tô tố tụng thất bại ít nhất phải đền trên 100 triệu. Không đợi Tô Văn Kỳ giải thích chuyện này, cư dân mạng đã phân tích ngọn ngành, làm rõ vụ việc rồi. Rõ ràng là Tô Văn Kỳ đắc tội với người ta, thế nên nhà tài trợ mới làm vậy để cho cô biết tay. Bước tiếp theo công ty đại diện sẽ kiện cô ấy và bắt bồi thường một số tiền lớn. Cho dù là thiên hậu, nhưng phải đền hơn 100 triệu đối với Tô Văn Kỳ cũng là tổn thất rất lớn. Lướt Facebook, Tô Văn Kỳ cau mày lại, tên Lục Phàm này ra tay mạnh thật đấy, trực tiếp dùng chuyện này để uy hiếp cô. Lúc đang lướt xem thì chị Điền gọi điện đến. Chị Điền trời ơi, sao cô lại đắc tội với Lục Phàm chứ? Tôi cũng hết cách rồi. Bây giờ công ty đang gây áp lực, chuẩn bị khởi tổ cô có thể tìm được nhà tài trợ nào lợi hại hơn Ái Mỹ Yêu phẩm không? Nếu như trong 3 ngày có thể giải quyết được thì có thể xoay chuyển được tình hình. Thể loại Tô Văn Kỳ cười đau khổ, 3 ngày thì ít quá, tôi không tìm được. Chuyện liên hệ tìm nhà tài trợ đâu đơn giản như thế, mà trên hợp đồng quy định, đối tượng tiếp cận chủ yếu của chương trình lần này là nữ giới trẻ, vì thế nhà tài trợ nhất định phải là đồ dùng của nữ giới, hơn nữa phải là công ty về mỹ phẩm, Ái Mỹ Yêu phẩm là công ty nổi tiếng hàng đầu về mỹ phẩm, bọn họ thoái vốn rồi thì còn công ty nào dám đầu tư nữa chứ?
ai cũng không dám đắc tội với ông trùm trong ngành của mình mà phải không? Vì thế cho dù cô là Tô Văn Kỳ thì trong một khoảng thời gian ngắn rất khó để tìm được nhà tài trợ kiểu này. Chị Điền thở dài, ngày mai cô đến công ty đi, mọi người cùng nhau nghĩ xem nên làm thế nào. Tô Văn Kỳ và Tần Lâm cũng ăn cơm xong rồi, cô chẳng còn tâm trạng để đi dạo phố nữa. Tôi về trước đây, nhìn dáng vẻ thất thần buồn bã của Tô Văn Kỳ, Tần Lâm nói, đừng lo lắng, sự việc sẽ qua đi thôi. Tô Văn Kỳ cười bất lực, cũng chẳng nói gì. Sau khi tiễn cô về, Tần Lâm gọi điện thoại cho Liễu Thanh Thanh. Anh Tần, nhận được điện thoại của anh thực sự không dễ dàng gì. Giọng điệu của Liễu Thanh Thanh có chút oán trách, dù sao thì đã lâu rồi Tần Lâm cũng không chủ động gọi điện liên lạc với cô. Tần Lâm đành cười trừ, cô Liễu, dạo này sức khỏe sao rồi? Đỡ hơn nhiều rồi, vết sẹo trên người đã biến mất hoàn toàn rồi, y thuật của anh Tần đúng là lợi hại. Ha ha, khỏi là tốt rồi, à, Liễu Thanh Thanh cười, anh Tần gọi điện cho tôi. Chắc là có chuyện đúng không? Đúng là tôi có chuyện muốn nhờ, cô biết Running Man không? Nhà tài trợ thoái vốn rồi, bây giờ bạn của tôi có khả năng phải ra tòa, không biết cô có thể giúp được không? Bạn của anh, Tô Văn Kỳ, hai người có quan hệ gì? Tần Lâm nói một tràng dài, Liễu Thanh Thanh chỉ để ý đến câu bạn bè mà anh nói. Bạn bè bình thường, sao giọng điệu của Liễu Thanh Thanh lại nghe có mùi ghen tuông vậy? Anh Tần, ái mỹ ưu phẩm cùng ngành với chúng tôi. Bọn họ thoái vốn, chúng tôi đi tài trợ, rõ ràng là muốn đắc tội với người ta, nếu tôi giúp anh chuyện này, anh cảm ơn tôi thế nào? Tần Lâm cười, tùy cô sai khiến. Được, anh nói đấy, cứ quyết vậy đi. Nói xong, Liễu Thanh Thanh tắt máy. Tần Lâm số mũi, không đoán được suy nghĩ của người phụ nữ này. Trước đây anh luôn cho rằng Tô Văn Kỳ đã đủ danh ma, tỉnh quái rồi, không thể nào biết được tiếp theo cô sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng bây giờ sau khi quen biết cô Liễu Thanh Thanh, anh cảm thấy lối suy nghĩ của bà chủ Liễu này cũng rất kỳ quái, có chút khác biệt. Sáng sớm hôm sau, Tô Văn Kỳ đến công ty với tâm trạng ảo não, vừa bước vào mọi người đều nhìn. Biểu cảm của tất cả mọi người rất kỳ lạ, nhìn Tô Văn Kỳ như nhìn chó nhà có đám vậy, trước đây mỗi lần cô về công ty, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi. Dù sao cô cũng là nghệ sĩ có lưu lượng lớn nhất ở công ty, nhân vật đẳng cấp thiên hậu, ai cũng đều tôn trọng. Nhưng bây giờ thì khác, chị Tô đắc tội với ông chủ lớn trong ngành mỹ phẩm, cho dù cô là thiên hậu cũng không thể nào lợi hại bằng người ta được. Lần này sợ rằng công ty cũng không thể bảo vệ cô được, kết cục của Tô Văn Kỳ sẽ là đền tiền, sự nghiệp xuống dốc và dần dần bị lãng quên. Những ông chủ lớn kiểu này có mối quan hệ rất rộng, một khi đắc tội, sau này sẽ không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa. Vì thế trong mắt bọn họ bây giờ Tô Văn Kỳ giống như con chó rơi xuống nước, sắp hết thời rồi. Cho dù rời khỏi giới giải trí, mọi người cũng không cần phải nịnh bợ cô nữa. Dô, đây không phải chị Tô sao, đại giá quang lâm, bình thường cả tháng chẳng thèm đến công ty, lần này trở về có việc gì đấy. Một người phụ nữ tiến đến trước mặt Tô Văn Kỳ, khuôn mặt lộ vẻ chế giễu. Người phụ nữ này tên là Thành Nhã, là ca sĩ hạng 2, đi theo con đường của Tô Văn Kỳ, năm đó xuất đạo bắt chước phong cách của cô nên mới nhận được sự quan tâm của mọi người. Nếu như Tô Văn Kỳ hết thời, công ty chắc chắn sẽ lăng xê Thành Nhã, vì thế người mong muốn Tô Văn Kỳ bị cấm diễn nhất chính là cô ta. Tô Văn Kỳ lạnh lùng nhìn cô ta, sao nào, thấy tôi gặp chuyện nên cô vui lắm sao? Thành Nhã cười phá lên, ha ha ha, chị Tô sao chị lại nói thế, sao tôi lại cười trên nỗi đau của người khác chứ? Tôi chỉ cảm thấy là làm việc thiện hay ác đều sẽ có quả báo, có một số người chỉ có thể nổi tiếng nhất thời, cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, phải không chị Tô? Dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác thực sự khiến người ta khó chịu, nhưng giới giải trí là như vậy, một khi hết thời sẽ không có khả năng đổi đời nào nữa. Tô Văn Kỳ là thiên hậu thì sao chứ? Đắc tội với công ty lớn thì sẽ có kết cục này, về sau cho dù có người khác nâng đỡ cũng rất khó lấy lại danh tiếng, giới giải trí chính là như thế, cơ bản là không có đường quay lại. Tô Văn Kỳ cười khẩy, Thành Nhã, cho dù tôi hết thời cũng không đến lượt cô lên chức, dựa vào cô mà cũng đòi thế chỗ tôi sao? Cô xứng chắc. Nói xong Tô Văn Kỳ cười mỉa mai rồi đi lướt qua người cô ta. Cô, Thành Nhã tái mét mặt mày, nghiến răng nghiến lợi bực tức, làm bộ làm tịch cái gì chứ? Cho cô hống hách thêm vài ngày. Vào phòng họp, tất cả nghệ sĩ và lãnh đạo của công ty đều đến. Nội dung cuộc họp ngày hôm nay chỉ có một việc, đó là chuyện giữa Tô Văn Kỳ và ái mỹ ưu phẩm. Tổng giám đốc Quách phát biểu, đại diện cho công ty giải trí tuyên bố vài quyết định. Chị Điền ngồi bên cạnh. Sắc mặt vô cùng khó coi, chắc cô ấy đã biết trước quyết định.
Tổng giám đốc Quách ngẩng đầu nhìn Tô Văn Kỳ với ánh mắt bất lực, dù sao cô đã ở công ty bao nhiêu năm như vậy, kiếm rất nhiều tiền cho công ty, bây giờ đối xử với cô như thế, thực sự có chút không công bằng. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, công ty hủy hợp đồng với Tô Văn Kỳ, đồng thời tiến hành cấm xuất hiện trên tất cả kênh mạng xã hội. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Biết là sẽ hủy hợp đồng, nhưng không ngờ còn mạnh hơn thế, cấm xuất hiện trên tất cả các kênh mạng xã hội sao? Theo lý mà nói, công ty đại diện không có tư cách cấm nghệ sĩ xuất hiện trên mạng, nhưng giám đốc công ty chủ đã nói thế rồi, những công ty đại diện khác cũng không dám nhận Tô Văn Kỳ nữa. Một thiên hậu có khả năng sắp bị lãng quên rồi. Thành Nhã nghe thấy vậy liền nhướng mày nói. Quyết định của công ty thực sự sáng suốt, Tô Văn Kỳ vô cùng kiêu ngạo độc đoán, đắc tội đến nhà tài trợ, thật sự quá đáng, tôi ủng hộ việc phong sát. Phong sát, phong bế nghệ sĩ, không cho xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ. Chị Điền ngồi đó, hai mắt đỏ hoe, dù gì cô cũng là người quản lý của Tô Văn Kỳ. Tuy rằng không bị ảnh hưởng nhưng Tô Văn Kỳ cũng giống như em gái cô, nên bây giờ cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn Tô Văn Kỳ ngồi đó không có biểu hiện gì, cô cũng đã đoán được kết quả tệ nhất rồi. Không ngỡ Lục Phàm lại có chống lưng lớn như vậy. Tô Văn Kỳ đứng dậy, cười nhạt rồi nói. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi cũng rất vui vì đã được quen biết mọi người. Tô Văn Kỳ vừa dứt lời, đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra, một nữ nhân viên lễ tân luống cuống bước vào. Sau đó nói, Tổng Giám Đốc Quách, có người đến công ty, Tổng Giám Đốc Quách cau mày, ai, hoảng hốt cái gì, không thấy mọi người đang họp à, là, Tổng Giám Đốc của Mỹ Phẩm Tầng Vân. Một giây sau khi lễ tân nói, Tổng Giám Đốc Quách đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đứng lên. Tổng Giám Đốc của Mỹ Phẩm Tầng Vân, hiện tại Mỹ Phẩm Tầng Vân thực sự đang rất hot, giá cổ phiếu tăng vọt, sản phẩm tràn ngập khắp nơi. Chủ của bọn họ là Liễu Thanh Thanh đã có khối tài sản tăng đáng kể, hiện tại còn vượt xa người giàu nhất cả nước, có khả năng cao sẽ lọt vào bảng xếp hạng Forbes toàn cầu trong quý tới. Đây mới thực sự là bà chủ lớn, 10 công ty đại diện của họ đều gắn liền với nhau, nên không thể nào so sánh với các công ty khác được. Tổng Giám Đốc Liễu tại sao lại đến đây? Thôi được rồi, cuộc họp tạm dừng một lát, để tôi đi tiếp đãi khách trước. Không cần đâu, Tổng Giám Đốc Quách vừa dứt lời. Liễu Thanh Thanh đã đẩy cửa đi vào, cô dẫn theo một thư ký và một vệ sĩ. Khi mọi người nhìn thấy Liễu Thanh Thanh, ánh mắt chợt sáng lên, quả thật danh bất hư truyền, Tổng Giám Đốc Lưu này đẹp đến khó tin, đặc biệt là làn da, vô cùng trắng trẻo mềm mại, trông còn sáng hơn cả các ngôi sao. Liễu Thanh Thanh trực tiếp đẩy cửa bước vào, làm cho Tổng Giám Đốc Quách có chút hoảng hốt, mời Tổng Giám Đốc Liễu ngồi, cô đến đây là để. Liễu Thanh Thanh cũng không khách khí, liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe nói chương trình mới sản xuất bên ông đã bị rút vốn rồi, hiện tại vẫn chưa có nhà tài trợ nào, tôi đến đây để đầu tư. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Mỹ Phẩm Tầng Vân muốn tài trợ sao? Chuyện này, một Tổng Giám Đốc Quách vừa mừng vừa lo, Ái Mỹ Ưu Phẩm là một trong những thương hiệu cao cấp nhất trong ngành công nghiệp làm đẹp, còn Mỹ Phẩm Tầng vẫn lại là người dẫn đầu tất cả. Kinh doanh Mỹ Phẩm nhưng giá trị sản lượng còn vượt qua các lĩnh vực khác, thậm chí là cả bất động sản. Vậy nên có thể tưởng tượng được Mỹ Phẩm Tầng Vân này có thực lực đến nhường nào. Tổng Giám Đốc Quách kinh ngạc, Tổng Giám Đốc Liễu, cô tài trợ đương nhiên chúng tôi sẽ hoan nghênh, xin hỏi cô có yêu cầu gì không? Liễu Thanh Thanh nói, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là Tô Văn Kỳ phải làm đại diện. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng họp đều chìm trong im lặng, mọi người đều nhìn về phía Tô Văn Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chị Tô cũng giỏi phết nhỉ. Vốn tưởng rằng Tô Văn Kỳ đã đắc tội với Ái Mỹ Ưu Phẩm nên nhất định chết chắc, rồi chứ, nhưng không ngờ chị Tô lại có quan hệ lớn đến vậy, lại có thể được Mỹ Phẩm Tầng Vân nâng đỡ. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Liễu Thanh Thanh, thậm chí còn không ngần ngại xúc phạm, đồng nghiệp, muốn tài trợ cho Tô Văn Kỳ, chuyện này thật sự quá đột ngột. Lần này, Tô Văn Kỳ không chỉ bảo toàn quyền tài trợ với tổ chương trình, mà còn nhận được quyền đại diện của nhãn hàng. Được đại diện cho Mỹ Phẩm Tầng Vân chính là một chiếc bánh lớn mà tất cả các nghệ sĩ nữ đều muốn có được. Đây quả là may mắn từ trên trời rơi xuống, Tổng Giám Đốc Quách nhìn Tô Văn Kỳ rồi lại nhìn sang chị Điền. Qua biểu hiện của hai người, có thể thấy rằng bọn họ không hề biết gì về việc này. Đặc biệt là chị Điền, với tư cách là người quản lý của Tô Văn Kỳ, nếu đã có cách như vậy thì cũng sẽ không cần phải mở cuộc họp ngày hôm nay. Đó chính là Liễu Thanh Thanh. Là người đầu tiên ở Hoa Hạ có cơ hội làm chấn động đến top người giàu nhất thế giới.
Kinh tế của Hoa Hạ đã đi sau các nước phát triển trên thế giới nhiều năm, nên nếu như người giàu nhất Hoa Hạ, cho dù có lọt top châu Á cũng khó có thể so sánh với những người giàu thuộc top ở châu Âu. Những ông trùm Internet hay ông trùm dầu mỏ, những ngành này khi nghe tên đều biết được lợi nhuận sẽ siêu cao, chưa kể đến những mỏ vàng mỏ kim cương ở châu Phi. Cho dù trong tình huống này, Liễu Thanh Thanh vẫn có thể bộc lộ hết tài năng ra để khiến giá cổ phiếu của Mỹ Phẩm Tầng Vân tăng vọt, có thể thấy được Mỹ Phẩm Tầng Vân có thực lực đến mức nào, vốn tập đoàn hùng hậu ra sao. Có người nói rằng Liễu Thanh Thanh đã mài kiếm 10 năm, bặt vô âm tín một thời gian dài, sau đó mới xuất hiện trở lại. Khi cô xuất hiện, không chỉ khiến thế giới kinh ngạc mà còn mang đến sản phẩm mới gây chấn động toàn cầu, chính là kem xóa vết rạn. Công thức mà Tần Lâm đưa cho đã được Liễu Thanh Thanh phát huy đến cực hạn, sau đó tạo nên một làn sóng để khiến cho cả thế giới đều biết được sản phẩm này. Một loại kem xóa vết rạn đã được bán chỉ trong nửa tháng, và nó đã bắt kịp doanh số của tất cả các sản phẩm khác trong nửa đầu năm. Thành tích như thế này là chưa từng có, vậy nên vị trí thương nghiệp của Liễu Thanh Thanh ở Hoa Hạ đã vượt hơn tất thảy những người khác. Bọn họ cũng sẽ không so sánh với Liễu Thanh Thanh, bởi vì bọn họ không đủ tư cách, ngay cả chùm bất động sản giàu nức tiếng như Hà Niệm Anh bây giờ vẫn có một khoảng cách nhất định với Liễu Thanh Thanh. Cho nên khi nhìn thấy vị tổng giám đốc trẻ trung xinh đẹp như vậy, tổng giám đốc Quách cũng vô cùng căng thẳng. Chị Điền định thần lại, nhanh chóng nói một cách hưng phấn. Được, tổng giám đốc Liễu cứ yên tâm, tôi là quản lý của Tô Văn Kỳ, chúng tôi sẽ nhận quyền đại diện đó, còn bàn về công việc cứ để tôi xử lý. Liễu Thanh Thanh gật đầu, được rồi, tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, tôi còn có việc, phải đi trước đây. Nói xong, Liễu Thanh Thanh đứng dậy đi ra ngoài dưới ánh nhìn của mọi người, tổng giám đốc Quách và chị Điền liền nhanh chóng đi theo, Tô Văn Kỳ cũng theo sau, bọn họ tiễn Liễu Thanh Thanh xuống dưới lầu. Được rồi, mọi người không cần phải tiễn nữa đâu, để Tô Văn Kỳ tiễn tôi là được, Liễu Thanh Thanh nói. Sau đó cô đeo kính râm vào rồi đi cùng Tô Văn Kỳ vào thang máy. Một người là thiên hậu làm người khác lóa mắt, còn một người lại là tổng giám đốc tập đoàn. Ở cùng Tô Văn Kỳ nhưng Liễu Thanh Thanh cũng không hề kém cạnh, mỗi người mỗi vẻ, đều là hồng nhan họa thủy. Tô Văn Kỳ vẫn không nói tiếng nào, luôn luôn giữ vẻ lạnh lùng của mình, ngoại trừ trước mặt Tần Lâm thì Tô Văn Kỳ lúc nào cũng như vậy. Đứng trong thang máy, nhưng cả hai đều không lên tiếng. Tô Văn Kỳ lạnh lùng, còn Liễu Thanh Thanh trầm tĩnh như nước. Khi thang máy đóng lại, Tô Văn Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, tổng giám đốc Liễu, cảm ơn cô, chúng ta chưa từng quen biết, sao cô lại giúp tôi? Liễu Thanh Thanh xoay người, mỉm cười nhìn Tô Văn Kỳ rồi hỏi. Cô có bạn trai chưa? Tô Văn Kỳ sững ra một lúc, vẫn chưa. Liễu Thanh Thanh mỉm cười, sau đó quay đầu lại, không nói thêm gì nữa. Cô chỉ muốn xác nhận mối quan hệ của Tô Văn Kỳ và Tần Lâm, mặc dù Tô Văn Kỳ là người của công chúng. Nhưng trong trường hợp này cũng không cần phải giấu giếm Liễu Thanh Thanh, nếu đã nói không thì là không. Liễu Thanh Thanh đã có câu trả lời cho riêng mình, cô cảm thấy hết sức hài lòng. Cô ấy đã đi khỏi, nhưng Tô Văn Kỳ vẫn ngơ ngác đứng đó. Chuyện này thật sự kỳ lạ không phải sao? Cô đắc tội với Lục Phàm, Ái Mỹ Ưu Phẩm cũng đã dốc toàn lực để trấn áp cô, chuyện đó gần như chỉ là con đường chết mà thôi. Trong tình huống như thế này, cho dù có là Tô Văn Kỳ thì cũng sẽ rất khó để trở mình. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, đột nhiên có một Liễu Thanh Thanh từ đâu đến, lại là tổng giám đốc tập đoàn giàu nhất Hoa Hạ mà cô không hề quen biết, thậm chí còn sắp đạt được nữ doanh nhân giàu nhất đầu tiên, lại đến đây để giúp cô. Tô Văn Kỳ đột nhiên nghĩ đến những gì Tần Lâm nói ngày hôm qua, anh đã nói mọi chuyện sẽ được giải quyết. Lúc đó Tô Văn Kỳ cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ xem đó là một câu nói an ủi mà thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, xem ra câu nói đó lại có chút ý đồ. Chẳng lẽ Tần Lâm lại giúp cô sao? Không phải chứ, sao anh ấy có thể quen được một doanh nhân quyền lực như vậy được? Nhưng sao cô luôn cảm thấy, mặc dù Liễu Thanh Thanh đang giúp cô, nhưng vẫn có chút gì đó cố ý. Sau khi tiễn Liễu Thanh Thanh xong, Tô Văn Kỳ liền quay lại thang máy rồi đi lên lầu. Lần này quay lại, ánh mắt của mọi người nhìn Tô Văn Kỳ có sự thay đổi rõ rệt. Thậm chí còn có nhiều người không dám nhìn thẳng vào mắt chị Tô. Lúc trước bọn họ cho rằng chị Tô lần này coi như xong đời rồi, thậm chí lúc bị Thành Nhã chế nhạo cũng chẳng ai nói hộ cô ấy một câu, nên bây giờ mới xấu hổ đến mức không dám vác mặt ra để chào hỏi. Tô Văn Kỳ cũng chẳng thèm quan tâm đến làm gì, vốn đi không thể tin tưởng vào bạn bè trong giới giải trí được, hơn nữa những người này đều là đồ nịnh hót. Sau khi Tô Văn Kỳ trở lại, mọi người đều bắt đầu quay lại làm công việc bình thường của mình,
như thể không có chuyện gì xả ra sáng nay. Sắc mặt Thành Nhã vô cùng khó coi, cô ta miễn cưỡng bước đến chỗ Tô Văn Kỳ rồi nói. Chị Tô, lúc trước tôi nói chị đừng để bụng, là tôi sai rồi. Thành Nhã không còn cách nào khác đành phải cúi đầu, nhưng nếu cô ta không cúi thì sau này sẽ rất khó sống. Mấy ngày nữa Running Man sẽ mời cô ta làm khách mời, đây là cơ hội mà cô ta đã tốn rất nhiều tài nguyên để giành lấy. Nếu như lỡ may đắc tội với Tô Văn Kỳ, e rằng cơ hội này cũng sẽ không còn. Tô Văn Kỳ nghe xong liền cười lạnh, ngẩng đầu lên đi. Thành Nhã ngẩng đầu lên, miệng nở nụ cười, nhưng nụ cười của cô ta vô cùng cứng nhắc khó chịu. Sau đó, Tô Văn Kỳ tát cô ta một bạt tai. Bốp, một phát, năm dấu vân tay xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn của Thành Nhã. Đây là phòng họp, có hàng trăm nhân viên và nghệ sĩ của công ty đều đang ở đây, nhưng cái tát này thật sự dứt khoát. Thành Nhã bị đánh, nắm tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám phản kháng, cô ta quay đầu lại, cả khuôn mặt sưng đỏ nhưng vẫn nghiến răng cười nói. Chị Tô chỉ dậy đúng lắm ạ, Tô Văn Kỳ cười khẩy, cô soi gương đi, xem thử bản thân mình rẻ mạt như thế nào. Tô Văn Kỳ ở trong giới giải trí nhiều năm, từ một người vô danh trở thành thiên hậu châu Á, không thể dễ dàng để người khác làm nhục được. Cái tát này là giáo huấn cho Thành Nhã cũng như cảnh cáo những người khác. Ngay cả khi Tô Văn Kỳ thất thế thì cũng không ai có thể dẫm đạp lên cô được. Tổng giám đốc Quách giả vờ nở nụ cười, sau đó lịch sự tiến đến nói. Tô Văn Kỳ, đừng tức giận nữa, tốt nhất hãy nên giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng. Tôi sẽ lập tức liên hệ với mỹ phẩm Tầng Vân để bắt đầu hoạt động, và lại nhân lúc cô đang có độ hot thì cũng coi như đã tuyên truyền được cho show truyền hình thực tế rồi. Tổng giám đốc Quách vốn dĩ là người không có lập trường, còn bàn về quan hệ lợi ích với Tô Văn Kỳ. Căn bản cô cũng chẳng thèm quan tâm. Sau khi công ty đại diện bắt đầu hoạt động, tin tức ngay lập tức tràn ngập trên Facebook. Sau khi Tô Văn Kỳ bị rút vốn, đã đón chào sự tài trợ của Mỹ phẩm Tầng Vân. Bà chủ Mỹ phẩm Tầng Vân, độc quyền tài trợ Running Man, Tô Văn Kỳ vừa bị rút vốn đã có nhà tài trợ mới, không thể tin được. Có rất nhiều bài báo trên Facebook, nhiều ông lớn trong giới giải trí chỉ cần phân tích một chút liền biết được bị rút vốn là một tin tức tiêu cực. Và chắc chắn sẽ gây được sự chú ý rộng rãi, vậy nên công ty đại diện sẽ tung tin này ra trước để thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó mới đưa ra cách giải quyết. Cứ như vậy sẽ khiến cho dư luận xôn xao, tự nhiên sẽ được lên hot search, cũng có thể coi đó là một cách để đẩy độ hot. Vì vậy mọi người cũng sẽ không nghĩ gì, còn tưởng rằng Mỹ phẩm Tầng Vân sớm đã quyết định muốn tài trợ nên mới tạo ra một vở kịch như vậy, nhưng tất cả mọi người đều không hiểu rõ tình hình thực tế. Chỉ có thể cảm thán rằng Tô Văn Kỳ ngày càng lợi hại, lại có thể làm đại diện cho Mỹ phẩm Tầng Vân. Mỹ phẩm Tầng Vân có thể nói là thương hiệu số một Hoa Hạ, cũng giống như rượu Mao Đài, nó đại diện cho bộ mặt của Hoa Hạ, bình thường rất khó để lấy được quyền đại diện của những nhãn hàng này. Có bao giờ thấy rượu Mao Đài cần người đại diện chưa? Tô Văn Kỳ đã có được quyền đại diện, điều này khiến nhiều cư dân mạng cảm thán rằng, không hổ danh là thiên hậu, có được những nguồn tài nguyên như vậy mới thực sự lợi hại. Sau khi Tô Văn Kỳ làm xong liền nhắn tin cho Tần Lâm. Anh xem tin rồi chứ? Mỹ phẩm Tầng Vân tài trợ cho tôi, là anh giúp đúng không? Tần Lâm cười đáp, cô là thiên hậu đó, nói không chừng bọn họ chủ động đến gặp cô cũng nên. Tô Văn Kỳ cười gượng, nếu cô mà có sức hấp dẫn đến vậy thì tốt rồi. Một lúc sau, Tô Văn Kỳ đột nhiên gọi điện cho Tần Lâm. Sau khi nhấc máy, giọng cô vừa lạnh lẽo lại vừa xa lạ, hình như bên cạnh có người. Chuyện gì vậy, bình thường khi có người ở cạnh, nếu Tô Văn Kỳ gọi điện tức là đang có chuyện. Tô Văn Kỳ nói, có một người bạn muốn khám bệnh, hình như đang rất gấp, tôi đã giới thiệu anh rồi. Được, cảm ơn, nói mấy câu xong, Tô Văn Kỳ liền gác máy, sau đó nhắn thông tin và vị trí cho Tần Lâm. Tần Lâm gọi điện thoại cho bên kia, sau đó cầm hộp thuốc lên đường. Ngay rìa một biệt thự hướng hồ ở trung tâm thành phố, Tần Lâm đến trước cửa, sau đó bấm chuông. Bấm mấy lần cũng không thấy ai ra mở cửa nên đành gọi điện. Chuông reo hai lần liền có người nhấc máy. Tần Lâm có hơi bất mãn nhưng cũng không tính toán, dù sao trong nhà cũng có bệnh nhân cần cấp cứu, vậy nên tiếp đón bác sĩ không được chu đáo cũng là bình thường thôi. Không lâu sau, có một quản gia chạy ra với vẻ mặt đầy áy náy. Thật xin lỗi cậu Tần, tôi là quản gia, cậu cứ gọi tôi lão Toàn là được. Tần Lâm gật đầu, không thèm để ý, sau đó đi theo quản gia vào bên trong. Bên trong, có rất nhiều người đang đứng xung quanh giường bệnh, trên giường là một cô gái trẻ sắc mặt tái nhợt đang nằm bất tỉnh. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng. A Nghiên,
A Nghiên, trước khi tới, Tần Lâm cũng đã biết sơ qua về bệnh nhân này, cô cũng là một ngôi sao trong giới giải trí, có chút quan hệ với Tô Văn Kỳ nhưng không thân lắm, lần này Tô Văn Kỳ giới thiệu chắc là đã được người khác nhờ vả. A Nghiên là thành viên của một nhóm nhạc nữ, là một trong số những thành viên nổi nhất trong nhóm, mặc dù còn trẻ nhưng đã có rất nhiều fan, được xếp vào nghệ sĩ có lưu lượng cao. Gia đình của A Nghiên cũng thuộc dạng giàu có, bố mẹ làm ăn buôn bán ở vùng ven biển, trong tay có rất nhiều thuyền chài, gia tài bạc triệu, lại có quyền có thể. Bố A Nghiên tên là Châu Văn Sinh, bây giờ đang trao mày lại, ngồi bên cạnh A Nghiên với vẻ mặt lo lắng. Lão Toàn bước tới bên cạnh, thấp giọng nói. Chủ tịch Châu, vừa rồi có một bác sĩ đến, có cần xem bệnh cho tiểu thư không? Châu Văn Sinh quay đầu lại nhìn một cái, hơi chau mày. Là cậu ấy sao? Trẻ quá vậy, ai giới thiệu tới? Lão Toàn nói, là bạn của A Nghiên giới thiệu. Cụ thể là bạn nào thì Lão Toàn không biết, dù gì thì cũng là bạn tìm đến Tô Văn Kỳ nhờ giới thiệu. Lão Toàn cũng chẳng biết ổ giữa còn có một mối liên hệ với Tô Văn Kỳ. Châu Văn Sinh lắc đầu, chưa đến mức quá nghiêm trọng, đừng để ai cũng có thể vào. Đuổi đi đi. Lão Toàn quay người lại, nói với Tần Lâm bằng ánh mắt áy náy. Xin lỗi cậu, bên chúng tôi không cần bác sĩ nữa, mời cậu về cho. Tần Lâm chau mày, dù gì cũng là Tô Văn Kỳ tìm anh nhô lỡ giúp đỡ, không làm gì thì có chút khó ăn nói. Anh nhìn qua bệnh nhân rồi nói. Bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, có khả năng là tắc nghẽn kinh mạch tuyến cuối, để mấy vị bác sĩ này thử châm cứu kinh mạch tuyến cuối xem. Tần Lâm không lên tiếng còn tốt. Căn bản chẳng ai chú ý đến anh, nhưng anh vừa nói vậy, tất cả mọi người ở đây đều ngó lại nhìn anh. Mọi người đột nhiên khít mũi coi thường. Tên nhóc này ở đâu ra vậy, ăn nói lung tung. Mới mấy tuổi mà dám chữa bệnh cho người ta vậy, châm cứu kinh mạch tuyển cuối. Cậu sợ bệnh nhân chưa đủ nghiêm trọng sao? Ha ha, nhóc con không biết nghe được mấy từ chuyên ngành ở đâu mà dám ăn nói lung tung như vậy, còn châm cứu kinh mạch tuyến cuối nữa chứ, cậu biết kinh mạch tuyến cuối ở đâu không? Đúng là loại người gì cũng muốn đến đây kiểm tiền mà, Chủ tịch Châu, ông đuổi loại người này ra ngoài đi. Xem ra lần này Chủ tịch Châu mời đến không ít bác sĩ, mấy người này thấy Tần Lâm đến cướp bát cơm liền lập tức đối đầu gay gắt, hơn nữa nhìn anh vẫn còn trẻ như vậy thì lại càng được đà châm chọc. Châu Văn Sinh chau mày, cũng có chút không vui. Hừ, xem nhà họ Châu chúng tôi là nơi nào hả, cút đu mặc dù nói là giúp đỡ Tô Văn Kỳ, nhưng Tần Lâm cũng đã nề mặt bọn họ rồi. Nếu bọn họ không tôn trọng thì cũng chẳng cần phải ở lại đây làm gì. Tần Lâm quay người rời đi. Tần Lâm vừa đi, vợ Châu Văn Sinh ngồi bên cạnh nói. Ông xã, đừng đuổi đi, thêm một người là thêm một phần sức, bây giờ tình hình của A Nghiên còn chưa rõ, nhỡ người ta có thể giúp được thì sao? Châu Văn Sinh thở dài một hơi, nói, được rồi, bảo cậu ấy đừng đi. Lão Toàn gật đầu, lập tức đi ra ngoài, chạy đuổi theo Tần Lâm, nói. Bác sĩ xin dừng bước, lão gia nhà chúng tôi bảo cậu ở lại một lúc. Tần Lâm chau mày, vừa mới đuổi anh đi, bây giờ lại bảo ở lại, anh dễ dãi như vậy sao? Không có hứng thú, Tần Lâm lạnh lùng nói một câu, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Lão Toàn chau mày, nói lại lần nữa. Bác sĩ, tốt nhất là cậu nên ở lại, lão gia nhà chúng tôi chưa cho cậu đi. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, ông ấy còn bắt ép tôi ở đây sao? Lão Toàn hừ một tiếng, cái này cậu không đến lượt cậu nói. Nói xong liền có hai thanh niên trai tráng bước tới bên cạnh Tần Lâm, cả hai đều cao hơn 1m9, vô cùng cường tráng, cánh tay của hai người còn to hơn cả bụng Tần Lâm. Nhìn thấy hai người này, vẻ mặt Tần Lâm lạnh xuống, nói. Bác sĩ, thì nên nhận được sự tôn trọng, chứ không phải là thứ các người kêu đến là đến, đi là đi. Nói xong, không đợi bọn họ ra tay, Tần Lâm đã chủ động ra tay, mỗi người một đạp. Bịch bịch, hai chân đạp bay hai tên vệ sĩ to cao lực lưỡng. Giống như hai quả bom bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, lập tức ngất đi. Dù gì cũng chỉ là vệ sĩ làm theo mệnh lệnh nên Tần Lâm không ra tay quá mạnh, chỉ khiến bọn họ ngất đi thôi. Lão Toàn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, vô thức lùi về sau một bước. Tần Lâm lạnh lùng nhìn ông ta một cái, sau đó đi ra phía cửa. Lão Toàn quay về với vẻ mặt phức tạp, lão gia không giữ được. Châu Văn Sinh ngây người một lát, sau đó chau mày lại. Cái gì mà không giữ được? Chỉ là tên nhóc con mà ông không giữ được. Vệ sĩ để làm cái gì? Lão Toàn nuốt nước bọt, chán toát mồ hôi lạnh. Lão gia, vệ sĩ ra tay rồi, nhưng mà bị đánh bại hết. Châu Văn Sinh đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bị đánh bại rồi. Là ai? Vô dụng đến như thế?
Lão Toàn nói, hai người cùng lên, đều bị đánh bại. Châu Văn Sinh há miệng, có chút kinh ngạc, nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói. Thứ không biết điều thì không cần quan tâm, bệnh tình của An Nhiên là quan trọng nhất. Mấy vị bác sĩ, bây giờ con gái của tôi đang sốt cao, mọi người rốt cuộc là có cách nào không? An Nhiên nằm trên giường bệnh, sốt cao đến tận 40 độ, đã dùng tất cả các phương pháp hạ nhiệt vật lý rồi mà vẫn không có tác dụng. Trẻ nhỏ sốt 40 độ là bình thường nhưng người lớn sốt 40 độ là rất nguy hiểm, hơn nữa còn là sốt cao kéo dài, rất dễ ảnh hưởng tới não tạo nên di chứng. Mấy bác sĩ đưa mắt nhìn nhau, đưa ra rất nhiều phương án, nhưng đa số mọi người đều nghĩ là nên dùng phương pháp châm cứu, dù gì châm cứu nhìn thấy hiệu quả nhanh chóng lại còn trị tận gốc bệnh. Trong đó có một bác sĩ già đứng lên, cũng coi như là người có tiếng nói nhất trong mấy người này, để tôi. Hàn khí trong cơ thể người mắc bệnh quá cao nên mới sốt cao không thuyên giảm, tôi sẽ dùng phương pháp châm cứu thiêu sơn hỏa, như vậy có thể ép hàn khí trong người cô ấy ra một cách tự nhiên. Ông lão này vừa nói đến thiêu sơn hỏa, mọi người đột nhiên đều kinh hãi. Thiêu sơn hỏa là một kỹ thuật châm cứu vô cùng cao siêu, bác sĩ đông y bình thường sẽ không biết. Không hổ danh là tiết thần y, hôm nay chúng ta đúng là may mắn, có thể tận mắt nhìn thấy thiêu sơn hỏa để mở rộng tầm mắt. Đúng vậy. Trước đây chỉ nghe nói qua, không ngờ tiết thần y cũng biết phương pháp này, phải gọi là tiết đại sư mới đúng. Tiết thần y cách danh xưng bậc thầy đông y một bước nữa thôi, chúng ta gọi trước là tiết đại sư cũng hợp lý mà. Mọi người đều đua nhau nịnh nọt, làm tâm trạng tiết thần y lâng lâng, cười ha ha ngồi xuống cạnh An Nhiên, bắt đầu châm cứu. Nếu như có người từng nhìn thiêu sơn hỏa của Tần Lâm và tiết thần y thì chắc chắn sẽ nhìn ra được sự khác biệt. Thiêu sơn hỏa của Tần Lâm. Làm theo tình trạng của bệnh nhân, không có quy tắc cố định nào cả, chỉ cần nắm chắc được nguyên lý cơ bản của thiêu sơn hỏa, sau đó căn cứ vào tình trạng thực tế của bệnh nhân để tiến hành châm cứu huyệt vị, phương pháp như vậy mới có thể chữa dứt điểm các loại bệnh. Phương pháp tiết thần y đang sử dụng đúng thực là thiêu sơn hỏa, nhưng chỉ là thiêu sơn hỏa trên sách giáo khoa. Trên sách viết châm huyệt tinh minh thì ông ta huyệt tinh minh, chẳng có gì thay đổi cả, cũng chẳng quan tâm bệnh nhân mắc bệnh gì cứ theo huyệt vị và các phương pháp châm cứu trong sách. Không phải tiết thần y không hiểu cách thay đổi mà là ông ta không hề biết gì cả, chỉ cần một huyệt trong huyệt vị thay đổi thì ông ta đã không biết phải làm sao rồi. Cho nên mỗi lần ông ta thực hiện thiêu sơn hỏa, đều bắt buộc phải châm cứu từng bước theo thứ tự huyệt vị. Sau khi đã châm xong, tiết thần y rút kim. 2-3 phút nữa, con gái ông sẽ tỉnh lại. Mọi người lại bắt đầu khen ngợi y thuật của tiết thần y lợi hại như thế nào. 5 phút sau, An Nhiên vẫn chưa có chút phản thể loại ứng nào. Châu Văn Sinh chau mày, đưa tay sờ thử, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Nóng quá, trán của An Nhiên còn nóng hơn lúc trước, hơn nữa còn không có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở lại càng yếu ớt hơn. Một bác sĩ Tây Y đứng bên cạnh, là bác sĩ riêng của nhà họ Châu, kiểm tra rồi vội vàng nói. Chủ tịch Châu, nếu không tìm cách hạ nhiệt độ, e là tiểu thư sẽ nóng tới mức viêm phổi hoặc viêm não mất. Sốt cao không thuyên giảm sẽ có rất nhiều biến chứng, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Cho dù khỏe lại rồi cũng sẽ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Phải làm sao đây? Mau nói, các người mau nghĩ cách đi. Sắc mặt tiết thần y trắng bệch, không ngờ làm theo đúng thiêu sơn hỏa mà không giảm nhẹ bệnh tình, ngược lại còn làm bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng. Không phải trước mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, không ai nói ra được lý do, vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt, bây giờ đã yên tĩnh trở lại. Châu Văn Sinh nghiền răng nghiến lợi, sắc mặt cô cùng khó coi túm lấy cổ của tiết thần y, lạnh lùng nói. Lang băm, rốt cuộc ông có biết hay không? Tiết thần y bị dọa sợ run hết cả chân tay, suýt nữa thì quỳ xuống, giọng run rẩy nói. Chủ tịch Châu, tôi đã thử rồi, thiêu hỏa sơn cũng không cứu nổi, tôi cũng bất lực. Mẹ kiếp đồ vô dụng, Châu Văn Sinh đạp tiết thần y một cái như đạp một con chó. Vẻ mặt Châu Văn Sinh vô cùng lo lắng tới mức vò đầu bứt tai, đứa con gái bảo bối quý giá của ông ta nếu có mệnh hệ gì thì đúng là muốn lấy mạng ông ta mài vợ ông ta đúng bên cạnh cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, không khí trong nhà đột nhiên trở lên vô cùng ảm đạm. Đột nhiên một cô gái chạy vào, vẻ mặt lo lắng. An Nhiên thế nào rồi? Đây là Tiểu Phượng, bạn tốt của An Nhiên trong nhóm nhạc nữ. Nhìn thấy An Nhiên đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, Tiểu Phượng cũng biến sắc. Chú Châu, vị bác sĩ mà cháu giới thiệu đã đến chưa? Châu Văn Sinh có hút hoang mang, lắc đầu, không biết bác sĩ mà cháu nói là bác sĩ nào. Tiểu Phượng có chút sốt ruột, là một vị bác sĩ trẻ, cháu cũng chưa gặp bao giờ, là chị Tô Văn Kỳ giới thiệu,
nghe nói là thần y. Bác sĩ trẻ tuổi, Châu Văn Sinh chau mày, nhớ lại Tần Lâm lúc nãy. Chú biết rồi, nhưng cậu ấy bị chú đuổi đi rồi, chú thấy cậu ấy còn trẻ không giống như bác sĩ có y thuật cao. Tiểu Phượng vỗ đùi, sao chú lại nhìn mặt bắt hình dong chứ, anh ấy là thần y chị Tô Văn Kỳ hết lòng nhờ giúp, chú biết chị Tô Văn Kỳ không? Đương nhiên là ông ta biết Tô Văn Kỳ, con gái của ông ta cũng ở trong giới giải trí mà, cho nên Châu Văn Sinh cũng có quan tâm, Tô Văn Kỳ nổi danh là thiên hậu đã lâu, thực lực và địa vị đều không thể nghi ngờ, bác sĩ mà cô ấy giới thiệu chắc chắn phải là người có bản lĩnh. Châu Văn Sinh gật đầu, lão Toàn, mau đi mời cậu ấy quay lại. Vâng, lão Toàn lần này mang theo 4 vệ sĩ, lái chiếc xe địa hình phi thẳng tới phố Đông Y. U đến y quán Hiên Viên phố Đông Y, lão Toàn dừng xe lại, 4 tên vệ sĩ đi sau, mở cửa bước vào, nhìn thấy Tần Lâm đang ngồi nghiên cứu dược liệu trong đại sảnh. Lão Toàn nói, cậu Tần, lão ra nhà chúng tôi mời cậu đi với tôi một chuyến. Tần Lâm chau mày, vẻ mặt không được vui cho lắm, không có hứng thú. Vừa rồi anh bị đuổi đi, bây giờ lại muốn anh quay lại. Làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ? Lão Toàn nghe vậy cũng chau mày, vẻ mặt có chút khó chịu, nói. Cậu Tần, lão gia nhà tôi mời cậu quay lại chữa bệnh, không phải cậu nói từ chối là có thể từ chối đâu. Tần Lâm cười lạnh, cho dù là bạn bè giới thiệu, nhưng với thái độ ương ngạnh của bọn họ thì cũng chẳng có bác sĩ nào muốn chữa bệnh cho đâu. Tiễn khách, Tần Lâm chẳng thèm để ý đến bọn họ. Lập tức hét lên câu, tiễn khách nhưng lão Toàn lại hừ lạnh một tiếng, nếu cậu Tần đây đã không biết điều như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, 4 tên vệ sĩ đứng lên, trong tay ai cũng cầm một đoạn côn, nhìn nắm đấm của họ là biết họ là người luyện võ, rất có khả năng là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ. 4 tên đứng lên, Trịnh Bình Long cũng uể oải đứng lên, vẻ mặt tỏ vẻ khinh thường. Dám đến y quán Hiên Viên gây sự, đúng là không muốn sống nữa mà. Vì lúc trước 2 tên vệ sĩ kia bị Tần Lâm đánh gục cho nên 4 tên này cũng không dám lơ là, gần như là xông lên cùng một lúc, giáng mạnh đoạn côn trong tay vào người Trịnh Bình Long. Nhưng mà mấy tên nhóc này đâu phải là đối thủ của Trịnh Bình Long, ông ta vung hai tay lên, vung nắm đấm thẳng vào mặt mấy tên vệ sĩ, cú đấm vững như núi Thái. Bích bích bích, chỉ với mấy nắm đấm, 4 tên kia đã ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập. Nhìn thấy dáng vẻ khinh thường của Trịnh Bình Long, đột nhiên có người nói. Anh, chấm ANS là Hỗn Thiên Long. Trịnh Bình Long cười lạnh một tiếng, không ngờ tên tuổi của Hỗn Thiên Long tôi vẫn có giá trị, còn có người biết tới tôi sao? Vẻ mặt 4 tên vệ sĩ biến sắc, không ngờ lại đụng phải Hỗn Thiên Long danh tiếng lẫy lừng, hôm nay bọn họ không bị đánh tàn phế đã là đại ơn đối với bọn họ rồi. Anh Long thứ lỗi, là bọn em có mắt như mù, xin anh Long giơ cao đánh khẽ. Trịnh Bình Long nói, ông chủ y quán nói rồi, tiễn khách. Đừng có ở đây làm chướng mắt nữa. Vâng vâng vâng, mấy tên kia như được đại xá, vội vàng kéo lão Toàn chạy khỏi. Trên đường đi, lão Toàn cũng đổ mồ hôi lạnh, tên Hỗn Thiên Long kia rốt cuộc là ai vậy? Người đó là tiền bối của chúng tôi, thân thủ vô cùng cao cường, có thể khiến anh ấy làm vệ sĩ cho phải là gia đình cực kỳ giàu có. Lão Toàn chau mày, vị bác sĩ trẻ tuổi này lại có bản lĩnh lớn như vậy sao? Trở về nhà họ Châu. Mấy tên vệ sĩ mặt mũi bầm dập bước vào, vẻ mặt lão Toàn cũng có chút khó coi, nói. Lão gia, không mời được về, thấy dáng vẻ của mấy tên vệ sĩ, rõ ràng là vừa đánh nhau một trận, Châu Văn Sinh đột nhiên tức giận. Cậu ta cũng làm mình làm mẩy quá, nhưng mà chỉ là một bác sĩ thôi mà, làm gì mà tự cao quá vậy? Cậu ta không sợ tôi giữ y quán của cậu ta sao? Tiểu Phượng vội vàng nói, chú Châu, bệnh tình của A Nghiên quan trọng hơn. Bây giờ không phải lúc tức giận. Tiểu Phượng nói như vậy, Châu Văn Sinh mới bình tĩnh lại, nhìn thấy bệnh tình của con gái nghiêm trọng, ông ta cũng vô cùng khó chịu, bèn hỏi. Tiểu Phượng, hay là cháu giúp chú đi có được không, chỉ cần cậu ấy đến là được, nếu cậu ấy thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho A Nghiên, chú sẽ xin lỗi cậu ấy, làm Châu làm ngựa cho cậu ấy cũng được. Tiểu Phượng thở dài một hơi, chỉ đành cầm điện thoại lên gọi điện cho Tô Văn Kỳ, cô ấy cũng có quen biết Tần Lâm đâu. Chỉ có thể liên lạc thông qua Tô Văn Kỳ thôi. Chị Tô, em có chuyện muốn nhờ chị, vừa rồi vị thần y kia có đến đây khám bệnh, mọi người không biết là chị mời nên có đắc tội với anh ấy. Tô Văn Kỳ một tiếng rồi ngắt điện thoại, sau đó tìm một nơi không có người, gọi điện thoại qua cho Tần Lâm. Alo, thần y, nghe nói anh bị người ta đuổi. Tần Lâm bất đắc dĩ nói, cô không ngại à? Hi hi, người ta cũng không biết mà, tôi bị người khác nhờ vả. Phải mời anh thêm lần nữa,
nhưng không biết có mời nổi không nhỉ? Tần Lâm cười, tôi đương nhiên phải nề mặt thiên hậu Tô Cô rồi, được rồi, bây giờ tôi sẽ qua đó, cô gái kia hình như lại sốt cao rồi. Tô Văn Kỳ đã mở miệng nhờ anh, Tần Lâm vẫn nên nề cô ấy, cầm hòm thuốc đông y theo rồi ra ngoài. Ra ngoài cửa đã nhìn thấy Lão Toàn lái xe đến đợi Tần Lâm, lại gặp mặt rồi, Lão Toàn có hơi lúng túng, không có dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước, bây giờ một mực cung kính. Cậu Tần, mời, Tần Lâm lên xe, chẳng mấy chốc đã đến nhà họ Châu. Châu Văn Sinh nhíu mày mãi, mặc dù không nói gì khiến Tần Lâm tức giận nhưng từ vẻ mặt có thể thấy ông ta không phục. Tần Lâm không quan tâm đến ông ta, anh nề mặt của Tô Văn Kỳ chứ không phải người khác, đến khi ngồi xuống giường, nhìn thấy sắc mặt bệnh nhân, anh vuốt trán, kéo mí mắt, bắt mạch. Sau đó, Tần Lâm rút kim bạc ra, giữ chặt tay An Nghiên. Tần Lâm chẳng thèm quan tâm đến những người khác ở đây, vậy nên không cần giải thích cho bọn họ, chữa xong liền đi. Nắm lấy tay An Nghiên, bóp lấy ngón cái của cô, kim bạc đâm vào phần có vân tay của ngón tay. Cậu làm cái gì vậy? Châu Văn Sinh sốt ruột, đâu ra trò châm cứu ổ chỗ đấy. 10 ngón tay nối với tim, nếu như ở thời cổ đại thì đây được coi là hình phạt tàn nhẫn rồi, dùng kim đâm vào ngón tay sẽ tạo cảm giác vô cùng đau đớn. Tiểu Phượng vội vàng kéo Châu Văn Sinh lại, chú Châu, chú đừng nói nữa, cứ xem đã. Châu Văn Sinh chỉ có thể nghiến răng, đứng bên cạnh sốt ruột nhìn con gái. Cây kim bạc này đâm vào, An Nghiên quả nhiên nhíu mày. Lúc trước dù những bác sĩ khác có hành hạ cô ấy thế nào thì cô ấy vẫn không có phản ứng gì. Đây, Tiết Thần Y lúc nãy nhìn thấy cảnh này, vô cùng kinh ngạc, muốn hỏi nhưng mà không dám. Lúc trước bọn họ không ngừng mỉa mai Tần Lâm, nói năng chẳng khách khí gì cả, bây giờ lại muốn thỉnh giáo người ta, e rằng đâu có dễ như vậy. Tần Lâm liếc nhìn Tiết Thần Y, do dự một lúc, nhưng vẫn giảng giải mấy câu. Mặc dù mấy ngưỡi này thích khinh thường người khác, nhưng dù sao cũng là đông y. Dạy bọn họ một chút, thì có thể tạo phúc cho thế gian. Huyệt vị giữa ngón tay khá ít, đâm ở đầu ngón tay thì là hình phạt tàn khốc, châm cứu ở ngón tay thì phải đâm vào phần vân tay, dùng cách châm nông nhất là được. Chặn lại kinh mạch tuyến cuối, người bệnh có thể cảm nhận được cơn đau mà tỉnh dậy, sau khi tỉnh táo lại, bắt đầu trị liệu tiếp, lúc này mới có hiệu quả. Vừa nãy tôi bắt mạch, cơ thể cô ấy có một dòng hỏa khí toán loạn, có vẻ như có người đã sử dụng cách châm cửu thiêu sơn hỏa đúng không? Tiết Thần Y vô cùng khiếp sợ, những lý luận mà Tần Lâm vừa nói ra đã giải thích toàn bộ nghi vấn trong lòng ông ta, hơn nữa Tần Lâm chỉ mới bắt mạch mà có thể biết ông ta dùng thiêu sơn hòa, cậu trai trẻ này giỏi quá. Mặc dù không phải kỹ thuật cao siêu gì, nhưng Tần Lâm sử dụng khá tùy ý, cứ như ăn một bữa cơm thường ngày vậy, có thể làm được một cách dễ dàng như vậy thì thực sự phải rất giỏi. Tần Lâm nói, dùng thiêu sơn hỏa không sai, nhưng chưa chặn đứng kinh mạch tuyến cuối. Huyệt vị châm cứu thiêu sơn hỏa không đúng nên bị phản tác dụng. Tần Lâm vừa nói, vừa châm cứu, chẳng mấy chốc đã châm lên 10 ngón tay 10 ngón chân của người bệnh, những kinh mạch tuyến cuối đã được phong bế hoàn toàn, có thể bắt đầu dùng thiêu sơn hỏa rồi. Tần Lâm nói, thiêu sơn hỏa có vô vàn loại biến thể, tôi sẽ cho ông thấy thiêu sơn hỏa chân chính. Nói xong, Tần Lâm rút kim bạc ra bắt đầu châm cứu. Khi cây kim thứ nhất được đâm xuống, Tiết Thần Y nhướng mày. Quả nhiên là thiêu sơn hỏa, cách dùng của thiêu sơn hỏa vô cùng đặc biệt, hoàn toàn không giống những cách châm cứu khác, hơn nữa bắt đầu châm từ huyệt vân môn, rồi đến huyệt trung phủ, là con đường châm cứu độc nhất của thiêu sơn hỏa. Cậu trai trẻ này giỏi quá, đúng là biết dùng thiêu sơn hỏa. Còn trẻ như vậy mà có thể sử dụng được phương pháp châm cứu cao siêu đến thế thì lợi hại quá. Năm nay Tiết Thần Y đã gần 50 tuổi rồi, ông ta đã luyện tập phương pháp châm cứu này được 15 năm mới có thể hiểu một chút. Mới dám sử dụng trên người bệnh nhân, nói ít cũng là 10 năm khổ luyện, cậu trai trẻ này mới có hơn 20 tuổi, sao có y thuật cao siêu đến vậy được. Hai cây kim đâm xuống, Tần Lâm đổi một con đường khác, đâm vào từ bả vai đến cổ. Tiết Thần Y lập tức sững sờ, đây là chuyện gì thế này? Hoàn toàn không giống với lộ trình châm cứu của thiêu sơn hỏa, đi kim như thế này thì có thể đuổi được khí lạnh sao? Mặc dù trong đầu Tiết Thần Y đầy nghi hoặc, nhưng ông ta không dám lên tiếng. Đang trong giờ khắc quan trọng, ông ta không dám lên tiếng làm phiền, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì ông ta không chịu nổi trách nhiệm. Chuyện sau đó Tần Lâm không giải thích, bởi vì có giải thích bọn họ cũng không hiểu, mà dù có hiểu bọn họ cũng không thể học được trong một khoảng thời gian ngắn, vậy nên tốt nhất là không nói. Các vị thần y chỉ nhìn thấy những thao tác thần kỳ của Tần Lâm, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, từng cây kim được hạ xuống, sắc mặt của người bệnh cũng tốt hơn rõ.
thậm chí cô ấy đã mở mắt, chỉ là chưa nói được. Trán toát đầy mồ hôi, cả người ướt nhoẹt, toát mồ hôi rồi, chỉ cần toát mồ hôi là tốt, điều đó có nghĩa là sắp rút hết khí nóng rồi, thần kỳ quá. Thao tác của Tần Lâm thực sự khiến những bác sĩ khác vô cùng kinh ngạc và kinh phục từ tận đáy lòng, cậu trai trẻ này rốt cuộc là ai? Đột nhiên có người nói, đây là Tần Đại Sư, cái gì, mọi người đều trợn tròn mặt, mặt đầy kinh ngạc. Tần Đại Sư, vừa nãy có người đã chụp trộm một bức của Tần Lâm rồi hỏi trong nhóm, thì có người nhận ra, đó là vị bác sĩ vô cùng nổi tiếng dạo gần đây ở Đông Hải Tần Đại Sư. Tên tuổi của Tần Đại Sư không phải vang dội kiểu tầm thường, mà nhờ mấy cuộc phẫu thuật lúc trước ở Bệnh viện Nhân dân cộng thêm việc chữa trị khỏi cho mấy kẻ tai to mặt lớn nên danh tiếng của anh càng vang dội hơn trong giới y khoa. Bọn họ không thể nào ngờ, cậu trai trẻ trước mắt lại là Tần Đại Sư. Tuổi trẻ tài cao, châm cứu xong phương pháp thiêu sơn hỏa, An Nghiên đã mở mắt, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn khá yếu. Bác sĩ, cảm ơn anh. Tần Lâm nói, không có gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tô Văn Kỳ đi, là cô ấy gọi tôi tới. An Nghiên sững sờ, vô cùng cảm động. Cảm ơn chị Tô, cũng cảm ơn anh. Nhìn thấy con gái khỏi bệnh, Châu Văn Sinh vui mừng ra mặt. An Nghiên, An Nghiên con khỏe rồi. Tần Lâm nói, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì, sắp tới phải kiêng đồ nóng hoặc lạnh. Tôi sẽ kê đơn thuốc, uống thuốc theo đơn, 3 ngày sẽ thấy hiệu quả, 7 ngày sẽ khỏi hoàn toàn. Được được được, lúc này Châu Văn Sinh thay đổi hoàn toàn thái độ với Tần Lâm. Không ngờ trông cậu thanh niên này trẻ tuổi mà lại có y thuật thần kỳ đến vậy, nhiều bác sĩ nổi tiếng như vậy còn bó tay chịu trói, mà anh ngồi có hơn 10 phút đồng hồ đã giải quyết xong. Tần Đại Sư, thái độ lúc trước của tôi không đúng, tôi quá bất kính với cậu, mong cậu tha thứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.